Tôi là ai cũng không quan trọng, quan trọng là tôi ra giá cao. Hơn nữa tôi cũng biết, hiện tại cô rất muốn bán cổ phần trong tay. Nếu không bán ra, thì sẽ tự dẫn lửa đốt mình. Giọng nói của đối phương vẫn âm u lạnh lẽo như cũ. Ngay cả việc anh là ai, anh cũng không dám nói. Sao tôi lại phải tin anh? Trần Diễm lạnh lùng cười. Nếu tôi nghi ngờ anh là người Giang Cương, anh nói như thế nào? Ha ha! Đối phương mỉm cười. Giang Cương cũng đáng ngang hàng với tôi sao? Nói thật cho cô biết, tôi đến từ Bắc Kinh. Tiến quân sản nghiệp nguồn năng lượng tỉnh Tây là một bố cục lâu dài. Trước đó, đã bước ra bước đầu tiên. Chẳng lẽ, trong nháy mắt, Trần Diễm ngừng thở, cô gần như đoán được đối phương là ai. Nhưng tới đây lại có vấn đề. Lý Thấm muốn cổ phần, nhà họ Phó cũng muốn. Cuối cùng phải bán cho ai? Hoặc là nói, nhà họ Phó và Lý Thấm phối hợp diễn trò, hay là đặt giá? Mang theo nghi vấn, Trần Diễm thử hỏi một câu. Tốt lắm. Nếu anh có thực lực khá, tôi tạm thời tin tưởng anh. Anh nghĩ ra giá thế nào? Giảm 20% giá thị trường. Đối phương rất trực tiếp ném ra một giá. Anh cũng thật biết định giá. Trần Diễm mỉm cười. Hiện tại, cổ phần trong tay của tôi. Hơn nữa, giá cổ phiếu mỏ khai thác An Đạt cũng rất ổn định. Anh muốn mua gấp, tìm tới tôi, vì sao tôi còn phải bán giảm giá? Bởi vì, đối phương cũng cười ha hả. Cổ phiếu mỏ khai thác An Đạt lập tức sẽ giảm mạnh. Hiện tại cô bán là 20%, sau này, sợ là 40% cũng không tới. Anh, còn chưa nói hết lời, không ngờ đối phương cắt đứt điện thoại. Trần Diễm cầm điện thoại, mờ mịt không biết kết cuộc ra sao. Sau khi sửng sốt một lúc lâu, cô mới tỉnh ngộ, trong lòng giật mình kinh hãi. Nói như vậy, Hạ Tưởng trong cuộc đọ sức của sự kiện Coca-Cola cũng chiếu cố vì bố cục mỏ khai thác An Đạt. Khẳng định là đúng rồi. Trần Diễm lại liên tưởng đến thời cơ Lý Thấm xuất hiện đúng lúc, lại đối lập với thủ pháp trước sau của nhà họ Phó ra tay thu mua mỏ khai thác Thắng Hoa, trong lòng lại càng chắc, sợ là nhà họ Phó dưới sự ủng hộ của Hạ Tường, quyết định ăn chắc mỏ khai thác An Đạt. Trần Diễm không đoán đúng, thậm chí, ngay cả một nửa cũng không đoán chúng, cô hiểu được bên ngoài của chính trị. Nhưng không biết trong chính trị ngoại trừ có kè mặc cả ra, còn có sự kết hợp hư hư thật thật. Vài ngày sau, sự kiện Coca-Cola được xác định, nguyên nhân cuối cùng gây ô nhiễm đã chỉ hướng về phía mỏ khai thác An Đạt. Bởi vì sự kiện Coca-Cola đã ồn ào huyên náo, gần như trở thành sự kiện quốc tế. Cuối cùng không ngờ, việc ô nhiễm bất ngờ dừng ở trên đầu mỏ khai thác An Đạt. Trong khoảng thời gian nửa ngày, mỏ khai thác An Đạt nhân cơ hội liền trở thành xí nghiệp nổi danh quốc tế. Mùi vị ở nơi đầu sóng ngọn gió cũng không hay gì. Chẳng những truyền thông trong nước dùng ngòi bút làm vũ khí đưa tin khắp nơi về mỏ khai thác An Đạt, ngay cả truyền thông nước ngoài cũng ngang ngược chỉ trích mỏ khai thác An Đạt. Công kích mỏ khai thác An Đạt liên lụy tới hình tượng công ty Coca-Cola, thậm chí các giới truyền thông khác mãnh liệt yêu cầu chính phủ nước Mỹ tạo áp lực với chính phủ Trung Quốc, yêu cầu xử phạt mỏ khai thác An Đạt. Quốc hội nước Mỹ cũng có nghị viên đề nghị, yêu cầu chính phủ nước Mỹ tiến hành ngăn chặn kinh tế đối với mỏ khai thác An Đạt. Trong vòng một ngày, danh tiếng của mỏ khai thác An Đạt đã được truyền đi khắp thế giới. Giang Cương phát điên, ông ta còn chưa chuẩn bị tâm lý đối mặt với tình trạng đột nhiên được nổi danh như vậy, càng không vui sướng gì khi thành danh được thiên hạ biết tới. Nếu trước kia, được tuyên truyền miễn phí trên quy mô lớn kích động lòng người như thế thì thật là chuyện tốt. Nhưng hiện tại ông ta cũng là sứt đầu mẻ trán, gấp gáp đến độ xoay mòng mòng. Nổi danh thì đã nổi danh rồi, nhưng là danh tiếng xấu. Hơn nữa, mỏ than một tỉnh mà kinh động tới chính phủ nước Mỹ, bị chính phủ nước Mỹ ngăn chặn về kinh tế, ông ta thật đúng là hân hạnh ba đời. Chủ yếu chính là do truyền thông lớn đều cùng làm, xấu hay tốt bày ra cả đấy, hiệu quả chính là cổ phiếu giảm mạnh. Trong vòng một ngày giá thị trường giảm xuống 10%. Cuối cùng, Giang Cương đã lĩnh giáo được thủ đoạn long trời lở đất của Hạ Tưởng. Ban đầu khi cùng ngầm đấu đá với Coca-Cola, ông ta còn đứng ở một bên khoanh tay nhìn, vui tươi hớn hở xem cuộc chiến đang diễn ra, cho rằng Hạ Tưởng quá ngốc, không ngờ còn có thời gian rảnh rỗi làm ầm ĩ với Coca-Cola, không biết lửa cháy cả phía trước lẫn phía sau. Chờ đến bây giờ ông ta mới tỉnh ngộ, lúc ấy, ông ta vui tươi hớn hở xem cuộc chiến, cũng chỉ là người thường xem náo nhiệt. Không biết Hạ Tưởng đã đồng thời đào hầm dành cho ông ta. Sự kiện Coca-Cola huyên náo càng lớn,
thì cái hố đào cho ông ta lại càng lớn. Cổ phiếu mỏ khai thác An Đạt hạ giá chỉ là bước đầu tiên, cuộc vây bổ bước thứ hai đã tùy thời mà đến. Cục giám sát chất lượng và Cục bảo vệ môi trường cùng lúc từ hai phía đến mỏ khai thác An Đạt, để điều tra lấy chứng cứ tại hiện trường. Trải qua kiểm tra đo lường, mỏ khai thác An Đạt chẳng những không đạt tiêu chuẩn, còn tồn tại rất nhiều tai họa ngầm về an toàn. Cục giám sát chất lượng truyền đạt mệnh lệnh thông báo kỳ hạn phải chỉnh đốn và cải cách cho mỏ khai thác An Đạt. Cục bảo vệ môi trường mở một tấm hóa đơn phạt 5 triệu tệ. Tin tức truyền ra, giá cổ phiếu mỏ khai thác An Đạt lại giảm xuống. Mà thời điểm toàn bộ mũi nhọn đều chỉ vào mỏ khai thác An Đạt, nhà máy Coca-Cola ở tỉnh Tây cũng lại lặng yên khởi công lại. Cuộc đọ sức lần này, với việc Coca-Cola tháo chạy đã hoàn toàn kết thúc. Tinh thần chỉ thị của Hạ Tưởng toàn bộ được chứng thực. Tuy rằng sự việc không lớn, không đủ để bay lên đến độ cao đối kháng kinh tế Trung Mỹ, nhưng dùng lời nói của Hứa Quan Hoa để hình dung chính là truyền bá oai danh của một nước. Cuộc đọ sức thực sự luôn luôn ở phía sau màn, để chống lại áp lực từ các phía nước Mỹ. Ngoài mặt, Hạ Tưởng vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn ở tỉnh Tây, trên thực tế ở phía sau, Ngô Tài Dương cũng tốt, Cổ Thu Thật cũng tốt, bao gồm cả Thủ tướng ở bên trong, đều chống lại áp lực không nhỏ đến từ chính phủ nước Mỹ. Kết cục cuối cùng của sự tình, dùng lời nói của Hứa Quan Hoa để nói chính là truyền bá oai danh của quốc gia. Không chút khoa trương, quả thật cũng khiến chính phủ nước Mỹ mất hết thể diện. Đương nhiên, phía nước Mỹ cũng rất rõ ràng, tỉnh Tây mượn việc chèn ép Coca-Cola để nói chuyện, mũi kiếm chỉ vào sóng gió Nam Hải. Tương đương là các bên giao thủ, đều thắng một ván. Ít nhất, cuộc tranh chấp ở Nam Hải chưa gió êm sóng lặng. Sau việc này, Hạ Tưởng đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong cảm nhận của vô số chính khách tại nước Mỹ. Không ít chính khách nước Mỹ đều để ý tới Hạ Tưởng như mối họa lớn nhất, là một lực lượng hậu bị có khả năng nhất khiêu chiến quyền uy của nước Mỹ. Nước Mỹ đặc biệt thành lập một tổ nghiên cứu về Hạ Tưởng. Hiện tại đã bắt đầu chú ý tới nhất cử nhất động của Hạ Tưởng, đem lời nói và việc làm của Hạ Tưởng thành một tham khảo chế định chính sách chiến lược của nước Mỹ sau này. Kỳ hạn chỉnh đốn cải cách và phạt tiền mỏ khai thác An Đạt chỉ là bước thứ hai, bước thứ ba cũng đi liền ngay sau đó. Mỏ khai thác An Đạt sản xuất than đá, một bộ phận cung ứng cho tỉnh Tây, còn phần lớn tiêu thụ ở các tỉnh xung quanh. Trong đó, tỉnh Yên là nơi tiêu thụ nhiều nhất cho mỏ khai thác An Đạt. Tỉnh Yên là lá chắn phía đông tỉnh Tây, than đá tỉnh Tây vận chuyển về hướng đông, nhất định phải đi qua tỉnh Yên. Bộ phận xe vận chuyển than đá của mỏ khai thác An Đạt, khi đi qua đường cao tốc tỉnh Yên, bị kiểm tra và ngăn cản liên tục. Nguyên nhân rất đơn giản, quá tải. Quá tải là tình hình chung ở trong nước tại Trung Quốc. Nguyên nhân ở chỗ nào? Đội vận chuyển không chở quá tải sẽ không kiếm được tiền. Phí qua đường cách xù là một vấn đề làm giá thành tăng cao, cản trở giao thông và giảm bớt chỉ số hạnh phúc trong lòng dân. Trước kia, xe vận chuyển của mỏ khai thác An Đạt cũng chở quá tải, nhưng rất ít khi bị kiểm tra, chủ yếu cũng là đã bồi dưỡng dọc tuyến đường này rồi. Nhưng gần đây bị kiểm tra và ngăn cản quá gắt gao, gần như tất cả các xe đều bị kiểm tra, tất cả các xe bị kiểm tra đều bị giữ lại. Liên tiếp mấy ngày, mỏ khai thác An Đạt không chịu nổi nữa. Than đá sản xuất ra trồng chất như núi, không thể vận chuyển ra ngoài, than đá đọng lại từng đống ở mỏ khai thác An Đạt, khiến Giang Cương rốt cục cảm nhận được mùi vị khó trả lời. Nếu chỉ là xe vận chuyển than đá của một mỏ khai thác An Đạt thì đã đành, lại cố tình loại trừ mỏ khai thác Thắng Hoa ra, gần như tất cả các xí nghiệp than đá liên hợp phản đối chuyển hình kinh tế loại hình nguồn năng lượng, đều có ít nhất 1/3 xe bị kiểm tra, bị giữ lại, tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Và hình thành sự đối lập rõ ràng dứt khoát chính là, sau khi mỏ khai thác Thắng Hoa nhận thầu cho một công ty vận chuyển than đá mới, chẳng những chưa từng phát sinh việc kiểm tra và ngăn cản, hơn nữa tốc độ vận chuyển rõ ràng nhanh hơn, quy trình cũng khoa học hơn so với trước kia rất nhiều. Vận chuyển mau, lượng tiêu thụ liền lớn hơn, tất nhiều khách hàng ban đầu của mỏ khai thác An Đạt đều chuyển hướng sang phía mỏ khai thác Thắng Hoa. Có mấy xí nghiệp than đá có lập trường cũng không kiên định thấy tình thế không ổn. Lập tức xoay người duy trì khoảng cách với mỏ khai thác An Đạt, nhưng đoàn xe vận chuyển vẫn bị kiểm tra và ngăn cấm nghiêm trọng như cũ, lại vội vàng xin kinh nghiệm của mỏ khai thác Thắng Hoa, sau khi được chỉ điểm, đều đổi sang đoàn xe vận chuyển mới. Sau đó quả nhiên thông suốt chặng đường. Lực lượng của nhà họ Mai ẩn núp cũng đã được lộ rõ. Nhưng đồng thời, Hạ Tưởng cũng không trực tiếp yêu cầu nhà họ Mai ra sức,
thuận tay làm cho nhà họ Mai tiếp nhận không ít lợi ích từ dịch vụ vận tải ở tỉnh Tây. Liên tiếp bị đả kích, giá trị của mỏ khai thác An Đạt trên thị trường tiếp tục giảm mạnh trên diện rộng, cổ phiếu tiếp tục trượt giá. Mỏ khai thác An Đạt, sau khi bị uy thế còn lại của sự kiện Coca-Cola hủy diệt, bị thương nặng, mắt thấy đã trượt đến bên bờ phá sản. Trần Diễm hối hận không kịp, sớm đem cổ phiếu bán ra cho xong chuyện thì tốt biết bao. Hiện tại giảm xuống đâu chỉ dừng lại ở 20%, 20%, sợ là ngay cả 40%, 40% cũng có thể. Trước kia bán với giá 20%, cũng hơn nhiều so với hiện tại. Chẳng qua thế gian không có đường lui nào có thể đi. Dù Trần Diễm hối hận, cũng không đến mức chủ động lại đề xuất chuyển nhượng cổ phiếu cho Lý Thấm. Đang lúc ở thế khó xử, Lý Thấm lại như mưa xuất hiện đúng lúc. Trần Diễm, có thời gian lại gặp nói chuyện hay không? Được, cô nói địa điểm đi. Trần Diễm không hề kiêu ngạo, cô lo lắng nếu muộn một bước, mỏ khai thác An Đạt nói không chừng sẽ thực sự bị phá sản thanh lý. Khi Trần Diễm và Lý Thấm gặp mặt, cùng lúc đó, rất nhiều hộ lẻ tẻ trong mỏ khai thác An Đạt đều không kiên trì được, cũng bắt đầu bán tháo cổ phiếu trong tay, vừa ném ra ngoài, đã bị một thế lực thần bí tiến tới nuốt cả. Lúc này, Giang Cương cũng ý thức được nhưng lại thật sự không có đủ sức để xoay chuyển tình thế. Liên minh chống lại Hạ Tưởng của ông ta còn chưa phát huy hết công dụng, mà mỏ khai thác An Đạt đã bị Hạ Tưởng đùa chết trước. Ông ta không cam lòng. Hiện tại đã đem nước bẩn tai nạn mỏ tạt đến người Hạ Tưởng có chút hơi sớm. Thời cơ không đúng, hiệu quả sẽ không tốt lắm. Tốt hơn vẫn là chờ tới sang năm, khi hội nghị hội đồng nhân dân được tổ chức, lại châm mồi lửa tai nạn mỏ, sau đó mới phát động đại biểu khiến Hạ Tưởng không thể trúng cử, như vậy cũng sẽ thuận lý thành chương. Lúc này, trước tiên phải khởi động ra một đòn sở trường đúng lúc. Bị buộc bất đắc dĩ, cuối cùng, Giang Cương phải cứng trọi cứng. Thật ra, ông ta cũng vì lo nghĩ mà hạ quyết tâm, chứ không phải là Hạ Tưởng cố ý buộc ông ta ra chiêu. Nhưng cũng chỉ vì lo nghĩ, đã bị lửa giận trả thù bao phủ. Trong lần gặp mặt thứ hai, Trần Diễm và Lý Thấm đều rất vui mừng. Dưới tình hình hiện tại, Trần Diễm không có đường thối lui. Đối với yêu cầu đề xuất của Lý Thấm tự nhiên đều nhất nhất đáp ứng. Tuy rằng hối tiếc không ra tay sớm một bước, cũng may cuối cùng không hoàn toàn bị hỏng ở trong tay. Trần Diễm hoàn trực tiếp ra một giá thấp, Lý Thấm lại ép xuống một giá thích hợp. Cuối cùng, hai bên cùng vừa lòng, hoàn tất thủ tục mua bán. Tuy nhiên, sau khi mua bán xong, Lý Thấm cũng không dễ dàng buông tha Trần Diễm, lại đưa ra một yêu cầu. Có người muốn mời cô làm người trung gian. Giật dây bắc cầu, chuẩn bị tiến tới mua cổ phần các xí nghiệp than đá ở tỉnh Tây. Trần Diễm sửng sốt. Là ai? Lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm thấy hỏi quá dư thừa. Là ai còn cần phải hỏi sao? Đối phương khẳng định sẽ hiện thân ở trước mặt. Cô nghĩ thầm rằng trước giờ cô luôn luôn tự nhận mình là bách chiến bách thắng, ở trước mặt Lý Thấm, lại khó có thể thong dong đối mặt. Giật dây bắc cầu cũng không thành vấn đề, nhưng với tình hình tỉnh Tây bây giờ, chắc cô cũng đã rõ, ngoại trừ mỏ khai thác Thắng Hoa ra, phần lớn các xí nghiệp than đá khác có tâm lý chống đối người ngoài tiến vào cầm quyền. Khẳng định lần trước cô đã nhận được một cuộc điện thoại thần bí. Anh ta sẽ lại liên hệ với cô. Lý Thấm khẽ mỉm cười, tự tin nói. Ngoại trừ mỏ khai thác An Đạt ra, tin rằng không bao lâu nữa, các xí nghiệp than đá khác sẽ rất vui lòng tiếp nhận sự thu mua của các nhà đầu tư bên ngoài. Trong lòng Trần Diễm cảm thấy quá sốc. Chẳng lẽ tỉnh Tây lại sắp có biến cố trọng đại nào hay sao? Nhưng Lý Thấm không trả lời nghi vấn của cô, mà là đứng dậy cáo từ. Tổng Giám đốc Trần, nếu có tin tức gì, mong cô hãy chuyển lời cho tôi đúng lúc. Chủ tịch tỉnh Hạ ở tỉnh Tây muốn làm ra chút thành tích, không phải 1-2 năm sẽ đi, có lẽ chính là 8 năm, 10 năm. Chủ tịch tỉnh Hạ lần đầu tiên nhậm chức chủ tịch tỉnh của tỉnh Tây, ý nghĩa trọng đại. Chắc chắn năm sau, chờ tới lúc cô quay lại tỉnh Tây. Hy vọng sẽ tình cảm tự hào cùng có mặt ở đó với chủ tịch tỉnh Hạ phấn đấu bồi dưỡng. Lời nói của Lý Thấm rất có chất thơ, cũng rất sâu xa. Lý Thấm đã đi lâu rồi, Trần Diễm Hoàn còn ngồi tại ngồi, thật lâu vẫn không muốn đứng dậy, nhìn nắng đầu hè phía ngoài cửa sổ. Trong nháy mắt, cô có cảm giác thất thần. Rõ ràng là Lý Thấm đã ngầm ám chỉ với cô, nhắc nhở nếu cô muốn đứng tốt ở tỉnh Tây, lập trường của cô như thế nào sẽ quyết định vận mệnh cả đời của cô. Đúng vậy, cô làm sao không nghĩ đến vài chuyện lâu dài, nhưng vấn đề là,
lúc này liệu cô có qua được cửa ải Giang Cương trước hay không rồi hãy tính tiếp. Giang Cương muốn ra tay với Hạ Tưởng, hơn nữa, còn đề nghị cô trợ giúp, cô không ra tay tương trợ cũng không được, trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí. Trong trong ngoài ngoài, cô đã hoặc lừa hoặc gạt lấy từ trong tay Giang Cương 11% cổ phần. Tuy rằng, hiện tại đã bán ra, hơn nữa giá không cao, so với giá thị trường giảm xuống gần một nửa, nhưng đúng là vẫn còn lấy được chỗ lợi từ nhà họ Giang. Thật ra, trước khi gặp Lý Thấm, Trần Diễm đã đáp ứng yêu cầu của Giang Cương rồi, đồng thời ra lực giúp ông ta. Chính là nói, trong quá trình Giang Cương thiết kế cạm bẫy cho Hạ Tưởng, cô là đồng lõa. Càng ngày, Trần Diễm càng cảm thấy mình bị chìm sâu trong đó. Hạ Tưởng và Giang Cương càng đấu càng hăng, cô lại càng không biết nên bỏ rơi bên nào thì tốt. Làm sao bây giờ, có nên để lộ chút tin tức với Hạ Tưởng về việc Giang Cương sẽ lập tức gây chuyện hay không? Suy nghĩ một hồi lâu, Trần Diễm vẫn gọi điện thoại, không phải gọi cho Hạ Tưởng, mà là gọi cho Quý Như Lan. Như Lan, gần đây tôi rất hoang mang, rất mâu thuẫn. Cô có thể đến Tấn Dương cùng tôi vài ngày được không? Trần Diễm vừa bắt đầu đã đưa ra lời mời. Tôi, gần đây đi không nổi. Quý Như Lan cảm thấy bất ngờ trước lời mời của Trần Diễm, hơi suy nghĩ, hình như đã hiểu được điều gì. Hiện tại, cô có chuyện gì khó xử sao? Sớm nói cho biết mọi việc đều không thuận lợi, cô lại không nghe. Cũng may, Hạ Tưởng đã nói, sẽ không tính toán với cô. Giang Cương thì không bảo đảm, cô cũng nên cẩn thận. Tôi muốn nghe cô an ủi, không phải muốn nghe cô hù dọa. Trần Diễm bất mãn nói. Như Lan, cô tới giúp tôi, được không? Có một số việc, tôi không tiện nói trực tiếp với chủ tịch tỉnh Hạ. Cũng không có thể nói với những người phụ nữ ở bên cạnh anh ta, nhờ cô chuyển lời là an toàn nhất cũng là thích hợp nhất. Hơn nữa, hiện tại người đẹp bên cạnh Hạ Tưởng nhiều như mây. Nếu cô không đến, cẩn thận ngay cả vị trí 1/8 đều không có. Mặt Quý Như Lan đỏ lên, may mắn cách trăm núi ngàn sông, Trần Diễm N nhìn không thấy mặt của cô cân nhắc. Tôi suy xét một chút. Còn suy xét cái gì, vở tuồng ở tỉnh Tây sẽ lập tức trình diễn rồi, cô lại là người rất có hứng thú với chính trị, xem diễn gần một chút mới có hương vị. Được rồi, ngày mai tôi sẽ đến. Quý Như Lan bị thuyết phục. Đây mới là người em tốt của tôi. Trần Diễm Hoàn mỉm cười. Coi như lễ gặp mặt, tôi nói cho cô một bí mật, Giang Cương chuẩn bị, điện, Hạ Tưởng một chút đấy. Cái gì, cái gì? Quý Như Lan cảm thấy một chút không hiểu được. Điện là thế nào, chẳng lẽ ông ta muốn tạo sự cố dò dỉ điện? Ha ha, cô không rõ cũng được, khẳng định Hạ Tưởng hiểu được. Cô cứ đem nguyên văn lời nói của tôi chuyển đến anh ta nhé. Trần Diễm buông điện thoại. Tâm tình đã dễ chịu hơn nhiều, đang định đi tắm một chút cho nhẹ nhàng khoan khoái, thì điện thoại lại vang lên. Đó là điện thoại do Giang Cương gọi tới. Giọng nói của Giang Cương âm u lạnh lẽo mà vô tình. Tổng Giám đốc Trần, có việc muốn thương lượng cùng với cô, phiền cô qua đây một chuyến. Hiện tại, Trần Diễm đã bị Giang Cương kìm hãm. Không biết sao, bây giờ cô hơi e ngại trước sự âm trầm của Giang Cương, do dự mà không muốn đi. Không ngờ ngay sau đó Giang Cương lại nói một câu. Tiểu Minh và Giang An đều ở đây, hôm nay có một chuyện đại sự phải thương lượng, sẽ chờ cô. Trong nháy mắt, Trần Diễm có một cảm giác, trước kia cô dễ dàng lấy được cổ phần từ trong tay Giang An, có thể là kế lạt mềm buộc chặt của Giang Cương hay không. Lúc ấy, quả thật cũng cảm thấy hơi dễ dàng một chút, hiện tại ngẫm lại, trên thực tế là cô bị Giang Cương giăng bẫy mới đúng. Chẳng lẽ, trốn ở sau lưng Giang Cương là kẻ đa mưu túc trí nấp ở sau lưng đó sao? Trần Diễm cẩn thận nhớ lại lịch sử làm cho gia đình phát tài của Giang Cương, càng thêm khẳng định phán đoán của mình. Nguy rồi, Giang Cương thật sự đem cô đặt ở lòng bàn tay, nói không chừng cuối cùng còn muốn cô làm vật hy sinh đến châm ngọn lửa tức giận cuối cùng của Hạ Tưởng. Trần Diễm kinh hãi đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, lại nghĩ tới Lôi Tiểu Minh, từ Lôi Tiểu Minh lại nghĩ tới Lôi Trị Học. Lại càng nhìn không thấu triệt với thế cục tỉnh Tây. Lôi Trị Học đường đường bí thư tỉnh ủy, tại sao từ sau khi Hạ Tưởng nhậm chức, lại dường như không hề có một chút chế ước nào đối với Hạ Tưởng. Nói như vậy, tới thời điểm mấu chốt, Lôi Tiểu Minh danh tiếng công tử của bí thư tỉnh ủy cũng không chắc có thể giữ được tính mạng của cô. Làm sao bây giờ, cuối cùng, Trần Diễm cảm giác được sự lo lắng, cũng không biết sau khi Quý Như Lan đến, có thể làm cọng rơm cứu mạng của cô hay không.
sự khó hiểu của Trần Diễm đối với Lôi Trị Học, cũng là sự khó hiểu của không ít người ở tỉnh ủy đối với Lôi Trị Học. Thật ra cũng không phải Hạ Tưởng vừa lên đảm nhiệm, thì Lôi Trị Học liền lui ra phía sau. Giai đoạn trước, khi Hạ Tưởng mới lên đảm nhiệm, Lôi Trị Học cũng từng nhiều lần ra tay biểu hiện quyền uy của bí thư tỉnh ủy, cũng mang đến sự trói buộc không nhỏ đối với Hạ Tưởng. Dù sao, bí thư tỉnh ủy cũng là nhân vật số một, muốn kiềm chế chủ tịch tỉnh cũng có rất nhiều biện pháp. Nhưng cũng không biết bắt đầu từ khi nào, tâm tư Lôi Trị Học đã đi rồi, không còn ở tỉnh ủy, cũng không chú ý tới các hạng mục công tác của tỉnh ủy. Thậm chí, khi trưởng ban thư ký tỉnh ủy Âu Khắc Nhân còn mấy lần xin chỉ thị công tác, có được chỉ thị hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Tâm tư của bí thư Lôi chạy đi đâu? Phần lớn mọi người chỉ có thể suy đoán tưởng tượng, chỉ có trong lòng một số lãnh đạo tỉnh ủy mới hiểu rõ được nội tình. Tâm tư của bí thư Lôi bị ràng buộc bởi việc vào cục. Mặc kệ sự thúc đẩy phía sau có phải cố ý mượn việc vào cục để phân tán sự chú ý của Lôi Trị Học hay không, cũng không quản việc cố ý để danh Mai Thái Bình và Trần Phong để chuyển rời tầm nhìn của Lôi Trị Học có phải là chủ ý của Hạ Tưởng hay không, nói ngắn lại một câu, sách lược hiệu quả. Dụng tâm của Lôi Trị Học đối với các hạng mục công tác của tỉnh ủy đã giảm xuống rõ ràng, thậm chí cũng rất ít hỏi đến một vài chuyện đại sự. Gần đây thường xuyên chạy tới Bắc Kinh, còn chịu khó hơn so với số lần ăn cơm. Cách làm của Lôi Trị Học gần như buông tay mặc kệ đối với tỉnh ủy, khiến Vương Hướng Tiền, Mao Thân Văn rất là buồn bực. Vương Hướng Tiền buồn bực chính là, gần đây anh ta bị Hạ Tưởng đè ép đến mức không có không gian. Ngược lại không phải nói Hạ Tưởng tước đoạt quyền lực nên có của anh ta, mà là uy vọng nói 102 của anh ta trước kia ở bên trong Ủy ban Nhân dân tỉnh từ từ yếu dần. 7 phó chủ tịch tỉnh trong bộ máy chính quyền, hiện tại đã 4 người hoàn toàn hướng về phía Hạ Tưởng, còn có một người trung lập, nói đúng hơn là, đồng minh kiên định của anh ta trong bộ máy chính quyền, chỉ có một người. Tưởng tượng tới cảnh Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, nở mặt nở mày ở bộ máy chính quyền năm đó, hiện nay lại rơi vào tình cảnh như thế này. Tự nhiên Vương Hướng Tiền cảm thấy khó khăn tích tụ. Người đều như thế, sự rôm giả thể diện từng có không còn, khẳng định lưu luyến. Cho dù sự nở mặt nở mày vốn không thuộc về anh ta cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Điều càng làm cho Vương Hướng Tiền bất an chính là, sau Tiêu Lôi, tình thế ở Cục Công an thành phố vẫn lơ lửng. Tuy rằng Cửu Đường không phù chính, nhưng vẫn tiếp tục thu quyền, và dưới sự ủng hộ của Sở Công an tỉnh và Thành ủy. Bồi dưỡng vây cánh rộng lớn, ý đồ nắm hoàn toàn Cục Công an thành phố trong tay. Vương Hướng Tiền tìm Mao Thân Văn thương lượng, ban tổ chức đang mau chóng để danh bí thư đảng ủy Công an thành ủy tân nhập, chọn người làm cục trưởng Cục Công an. Không thể để Cửu Đường tiếp tục phát triển an toàn, để càng lâu, càng bất lợi cho phía mình. Cuối cùng, cho dù không để cho Cửu Đường phù chính thuận lợi, thì cục trưởng mới đảm nhiệm cũng rất khó có thể thong dong nắm thế cục trong tay. Ít nhất, cần 1 năm rưỡi mới có thể xoay chuyển được cục diện mà Cửu Đường đã bố trí tỉ mỉ. Tình thế ác liệt, hơn nữa, trong lòng Vương Hướng Tiền càng rõ ràng hơn chính là, cuối cùng Hạ Tưởng có muốn kéo anh ta xuống nước hay không anh ta còn chưa biết, nhưng muốn phá giải được vấn đề khó khăn của tỉnh Tây, chỉ một quan lớn của thành ủy thất thế còn chưa đủ, ít nhất còn phải ném đi một lãnh đạo tỉnh ủy, trên căn bản mới có thể rung lên một tiếng chuông cảnh báo cuối cùng cho rất nhiều người. Nếu không, vấn đề tỉnh Tây mới được trị phần ngọn chưa trị được phần gốc. Vương Hướng Tiền hiểu rất rõ về lực lượng của Hạ Tưởng, cũng lo lắng anh ta sẽ trở thành nhân vật phản diện điển hình của Hạ Tưởng ở tỉnh ủy. Mặc dù, anh ta cũng có hậu trường mạnh mẽ cứng rắn ở Trung ương, nhưng sợ là sợ chuyển hình kinh tế loại hình nguồn năng lượng xâm nhập đến trình độ nhất định, khó tránh khỏi sẽ có hiện tượng vàng thau lẫn lộn, sau đó kéo anh ta liên lụy vào. Những người trên người không sạch sẽ, sợ nhất là gia tăng cải cách. Một khi cải cách, sẽ có rất nhiều chuyện phải đặt ra trước ánh mặt trời. Vấn đề là, trên người có rất nhiều chuyện đen tối, không thể đưa ra phơi nắng, một khi phơi nắng sẽ có biến hóa. Thân Văn, bí thư Lôi có thái độ gì đối với việc đề danh bí thư đảng ủy công an thành ủy không? Vương Hướng Tiền vừa vào văn phòng Mao Thân Văn, liền hỏi thẳng vào vấn đề. Bí thư Lôi đã điểm tên phó bí thư đảng ủy công an thành ủy Vương Tắc Cương, nhưng chỉ là điểm qua một chút. Không có thêm tinh thần chỉ thị. Hiện tại người ở Bắc Kinh, tôi cũng không tiện hỏi. Mao Thân Văn cũng rất khó xử, vị trí bí thư đảng ủy công an thành ủy và cục trưởng cục công an để chống đã lâu, hiện tại đừng nói là cả thành ủy đều nghị luận, ngay cả tỉnh ủy cũng có những lời đồn đại. Về phía thành ủy có khuynh hướng nghiêng về phía Cửu Đường.
Mao Thân Văn lại bổ sung một câu. Tôi có một biện pháp. Vương Hướng Tiền hạ giọng nói. Ban tổ chức sẽ cùng đề cử Vương Tắc Cương và Cửu Đường lên. Sau đó, khi hội nghị, phải làm cho Cửu Đường lui xuống, Vương Tắc Cương sẽ thuận thế lên đảm nhiệm. Vương Hướng Tiền cảm nhận được nguy hiểm tới gần, khi xác định bổ nhiệm bí thư đảng ủy công an thành ủy kiêm cục trưởng cục công an, chính là ngày hạ tưởng đem mũi kiếm chỉ vào ngực anh ta. Sự cảm của Vương Hướng Tiền rất chuẩn xác, hạ tưởng đối với bố cục tỉnh Tây, bước đầu tiên đã hoàn thành, bước thứ hai cũng đang đẩy mạnh, bước thứ ba, sắp chạm tới tầng cao của tỉnh ủy rồi. Muốn đem chiến hỏa đốt tới thân tầng cao của tỉnh ủy, điểm rơi chân thì lại nhỏ. Xác thực mà nói, thì trên cuộc chiến thứ nhất sau khi Cửu Đường nắm trong tay toàn diện Cục Công an thành phố. Cục Công an vẫn luôn âm thầm chuẩn bị một trận xuất kích hành động thanh thế lớn, nhưng trước khi Cửu Đường chưa phủ chính, chỉ có thể dương cung mà không bắn. Cửu Đường không phủ chính, danh không chính ngôn không thuật, sức mạnh thì không đủ. Sức mạnh không đủ thì không thu được hiệu quả như ý. Mà chuyện Lôi Trị Học luôn chèn ép việc bổ nhiệm bí thư đảng ủy công an thành ủy và cục trưởng cục công an, hạ tưởng thà tin rằng Lôi Trị Học tham dự không nổi. Cũng quả thật Lôi Trị Học gần đây rất bận, mới từ Bắc Kinh quay về không lâu, ở Tấn Dương chưa đến một tuần, lại bay đi Bắc Kinh rồi, thật là rất vội. Tuy nhiên, hạ tưởng hoàn toàn hiểu Lôi Trị Học rất bận, so với chuyện lớn vào cục, chuyện của tỉnh Tây, chỉ là chuyện nhỏ. Trời lớn đất lớn, tiền đồ bản thân lớn nhất. Trên thực tế, Lôi Trị Học là người trong cuộc thường mê muội, gã nếu như bình tĩnh ngẫm lại một chút, chỉ vùi đầu vào tỉnh Tây làm việc là được rồi, tự bản thân sẽ có ô dù thay gã thực hiện, không đáng đi tới đi lui, dưới ép bước vào bộ. Nhưng Lôi Trị Học dưới sức ép từng bước vào cục của Cổ Thu Thật, sau khi đột nhiên một vị ở cục chính trị ngã ngựa chừa ra chỗ trống, gã lại có khả năng thu hút vào cục, lại gây thêm phiền toái, lại có nhân vật cấp quan trọng của thế lực gia tộc cạnh tranh vị trí vào cục cùng với gã. Đổi lại là người khác cũng chịu không nổi tình thể mà bỏ rồi. Có điều, tin rằng Lôi Trị Học lần này đi Bắc Kinh, sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Hạ tưởng vừa nghĩ chuyện Lôi Trị Học ở Bắc Kinh xa xôi, vừa đem suy nghĩ quay về thế cục tỉnh ủy. Tình thế thành ủy Tấn Dương và tỉnh ủy, không thể phân ra mà xem, kỳ thật là chuyện nhất thể. Vừa rồi, hạ tưởng mới nhận được điện thoại của Quý Như Lan. Trong điện thoại, Quý Như Lan có hai việc muốn tiết lộ. Một là ngày mai cô ta sẽ đến Tấn Dương, hai là Trần Diễm tiết lộ, Giang Cương muốn, điện, hắn. Điện, một chút, hạ tưởng cười hiểu ý. Đối với việc Quý Như Lan đến Tấn Dương, trong lòng hạ tưởng cảm giác phức tạp, lại muốn nhìn thấy bộ dạng Quý Như Lan tâm khai ý giải, lại sợ sau khi Quý Như Lan khôi phục tính tùy hứng lúc trước, lại rằng có khó phân thắng bại với hắn. Nhưng lại nghĩ, đến thì tốt rồi, nhiều việc, nên đến thì sẽ phải đến. Không nên đến cũng mời không đến, có chuyện phải dũng cảm đối mặt, chạy trốn vĩnh viễn không thể giải quyết vấn đề. Giống như Giang Cương cuối cùng sẽ ra sát chiêu lớn, thái độ của hạ tưởng là, cứ việc thả ngựa qua đây, hắn cung kính chờ đợi đã lâu rồi. Trước mắt, chuyện hạ tưởng càng quan tâm là bổ nhiệm của Cửu Đường. Giữa Lý Thấm và Trần Diễm đạt thành hiệp nghị, Trần Diễm còn muốn thay nhà họ Phó giật dây Bắc Cầu, thâm nhập ở phương diện kinh tế đang vững bước đẩy mạnh. Trên chính trị, lại tạm thời dừng lại. Hạ tưởng có chút lo lắng, nhưng hắn thân là chủ tịch tỉnh, cũng không tiện trực tiếp thúc giục Lôi Trị Học kịp thời chứng thực vấn đề bổ nhiệm nhân sự. Còn may, hắn lo, có người còn lo hơn hắn. Đường Thiên Vân tiến đến báo cáo. Lãnh đạo, vấn đề nhân sự, có động tĩnh rồi. Hạ tưởng vui vẻ. Động tĩnh lớn thế nào? Lên chương trình rồi. Đường Thiên Vân cũng lộ vẻ vui vẻ. Hạ tưởng nhẹ nhàng gật đầu. Có người ngồi không yên rồi. Đường Thiên Vân cũng lộ vẻ vui mừng rõ nét. Cuối cùng cũng nhìn thấy Binh Minh rồi. Hạ tưởng khẽ gật đầu. Anh qua chào hỏi Mã Dục đi. Đường Thiên Vân gật đầu đi ra ngoài, y vừa ra ngoài, Mao Thân Văn tiến đến gõ cửa. Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh xuất hiện cùng nhau tuy không nhiều, nhưng chủ tịch tỉnh làm phó bí thư tỉnh ủy, có nhiều vấn đề bao gồm vấn đề nhân sự. Đều có quyền phát ngôn trọng lượng đáng kể, nhưng hạ tưởng nhậm chức chủ tịch tỉnh tới nay, hôm nay Mao Thân Văn lần đầu tiến đến văn phòng của hắn. Không bình thường, rất không bình thường. Đã nói lên vấn đề, Mao Thân Văn cực lực tránh tiếp xúc với hạ tưởng, hay là y phản cảm cực độ với hạ tưởng, hay là chính là y vô cùng kiêng kỵ điều gì đó. Nhưng xét theo bề ngoài,
mối quan hệ giữa Mao Thân Văn và Lôi Trị Học cũng không vô cùng thân thiết. Bí thư tỉnh ủy và trưởng ban tổ chức tỉnh ủy quan hệ quá gần, dễ dàng dẫn đến Trung ương cảnh giác. Nhưng trên thực tế, Mao Thân Văn và Lôi Trị Học là một trong trường hợp đặc biệt. Trưởng ban tổ chức, cán bộ và bí thư tỉnh ủy nhắm mắt theo đuôi có số lượng không nhiều trong các tỉnh trong nước. Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy mặc dù chịu bí thư tỉnh ủy khống chế, nhưng dù sao nắm quyền lớn nhân sự trong tay, hơn nữa cần duy trì độc lập và công chính tất yếu. Ít nhất từ bên ngoài nhìn vào, giữa Mao Thân Văn và Lôi Trị Học đều là tiếp xúc chính thức trên cổng việc chung, khiến người ta không bới móc được vấn đề gì. Mao Thân Văn vào cửa, Hạ Tưởng vẫn không đứng dậy, chỉ khẽ gật đầu. Mao Thân Văn mở miệng nói. Chủ tịch tỉnh, bí thư Lôi chỉ thị, muốn nhanh chóng chứng thực ứng cử viên bí thư đảng ủy Côn An, đợi đồng chí quay lại sẽ tổ chức thảo luận hội nghị thường vụ. Ban tổ chức trải qua trưng cầu ý kiến nhiều bên, lại dựa vào tình hình thực tế, chọn ra hai người, một là phó bí thư đảng ủy Công an Vương Tắc Cương, một là phó cục trưởng cụ Công an Cửu Đường. Có thỏa đáng không? Mời chủ tịch tỉnh phê chỉ thị. Hạ Tưởng đưa tay tiếp nhận tài liệu mà Mao Thân Văn đưa đến, tiện tay chỉ vào sofa. Ngồi đi. Sau đó vô cùng tỉ mỉ xem xét tài liệu, đoán chừng xem 10 phút. Trong lúc đó, Mao Thân Văn cũng thật sự kiên nhẫn, ngồi trên ghế sofa mà không động đậy, cũng không nói lời nào. Sau khi Hạ Tưởng coi xong, nhẹ nhàng khép lại tài liệu. Tôi tôn trọng sự đề danh của ban tổ chức. Ngụ ý chính là không có ý kiến. Mao Thân Văn đứng dậy. Tôi đi báo cáo với đồng chí Duy Chiếu một chút. Nhìn theo Mao Thân Văn rời khỏi, Hạ Tưởng mỉm cười, một sáng một tối trò hay hai nơi, phải phân công thu hoạch long trọng rồi. Trước khi tan ca nhận được điện thoại, Lôi Trị Học ngày mai quay lại. Không có điều gì ngoài ý muốn, Lôi Trị Học vừa về đến tỉnh sẽ mở họp hội nghị thường vụ tỉnh ủy, quyết định việc chọn ứng cử viên bí thư đảng ủy Công an thành ủy kiêm cục trưởng Công an. Chính là nói, Hạ Tưởng trên cương vị chủ tịch tỉnh trong vấn đề nhận sự quan trọng đầu tiên, lại sắp đỏ cao thấp ở hội nghị thường vụ. Mà sau khi cuộc gọi khác gọi đến, khiến Hạ Tưởng càng rõ ràng việc khác gần như đã chuẩn bị sắp xếp rồi, chính là nói, bước thứ ba ở tỉnh Tây sắp bước ra nhịp bước. Lãnh đạo, xin chỉ thị. Nga Ni Trần và Tiêu Ngũ gọi điện đến, báo cáo động hướng của Giang Cương và Trần Diễm, dựa vào hiểu biết càng ngày càng sâu sắc đối với thế cục tỉnh Tây. Nga Ni Trần và Tiêu Ngũ đối với mối quan hệ giữa Trần Diễm và Giang Cương, có sự hiểu biết mới. Tôi cảm thấy giữa Giang Cương và Trần Diễm, không dễ nói là ai lợi dụng ai. Ở mặt ngoài Trần Diễm được lợi, trên thực tế, bây giờ cô ta dường như bị Giang Cương đùa nghịch xoay vòng. Nhưng lại nghe đồn Trần Diễm là chị cả Tần Dương, rất giỏi, bây giờ thật không biết nói thế nào giữa Giang Cương và Trần Diễm, ai cao ai thấp. Nga Ni Trần không đơn giản. Rốt cuộc là kiêu hùng tung hoành thành phố Lang nhiều năm, người có kiến thức, ánh mắt rất độc, Hạ Tưởng nói. Hai con hổ cùng tranh đấu, tất có một con bị thương, lựa chọn người bị thương mà giết, lựa chọn người không bị thương mà đả thương. Nga Ni Trần cười ha ha. Lãnh đạo thật đúng là lãnh đạo, một câu trung đích. Tiêu Ngũ cũng cười. Lãnh đạo nói chuyện rất xúc tích, kỳ thật nói thẳng ra chính là đánh chết kẻ bị thương, đánh tàn kẻ không bị thương. Tôi cũng không nói như vậy. Hạ Tưởng cười ha ha, phân phó. Chuẩn bị tốt lực lượng phản kích, đừng để Giang Cương chơi lớn quá, phải khống chế trong phạm vi nhất định. Ngoài ra, là thêm tiếp xúc với Trần Diễm, thăm dò ý tứ của cô ta. Trần Diễm đi xiếc dây quá xa rồi, nếu không quay đâu lại, thì không có cơ hội đâu. Từ sau khi Hạ Tưởng lên chức thứ trưởng, Tiêu Ngũ cũng không vui đùa với Hạ Tưởng nữa. Hôm nay cũng là nhất thời hứng thú, nói một câu. Lãnh đạo vẫn thương hương tiếc ngọc như trước đây nhỉ. Nga Ni Trần không như Tiêu Ngũ, ông ta vô cùng kính trọng quyền uy của Hạ Tưởng, vội nói một câu. Đừng nói linh tinh, lãnh đạo có cái nhìn đại cục của lãnh đạo. Hạ Tưởng cười lớn. Lãnh đạo cũng là con người, thương hương tiếc ngọc là chuyện thường tình của con người. Nga Ni Trần và Tiêu Ngũ tiếp xúc thế nào với Trần Diễm? Trần Diễm đáp ứng như thế nào, Hạ Tưởng không hề quan tâm. Từ sau khi Vệ Tân và Tống Nhất Phàm rời đi, Tống Nhất Phàm chính là kẻ thứ ba, như hình với bóng với Vệ Tân. Hạ Tưởng muốn làm nhiều việc tốt với Vệ Tân cũng không có cơ hội hắn tốt hơn để Tào Thù Lê đến Tấn Dương cùng với hắn, bên cạnh luôn có một người phụ nữ mới có thể an tâm. Vừa mới nghĩ thế, Nghiêm Tiểu thì lâu không gặp thì gọi điện thoại đến. Alo, gần đây khỏe không? Giọng điệu Nghiêm Tiểu thì dịu dàng như nước, là ngữ khí không thường xuyên thấy.
Em nhớ anh rồi, muốn đến Tấn Dương thăm anh, không biết chủ tịch tỉnh đại nhân có phê chuẩn không? Hạ Tưởng đang muốn Tào Thù Lê đến ở cùng hắn, không ngờ Nghiêm Tiểu thì nhanh chân đến trước, cũng đừng nói, điện thoại của Nghiêm Tiểu thì gọi đến cũng thật đúng lúc, Hạ Tưởng nói. Cũng được, hoan nghênh Nghiêm đại tiểu thư Hạ Cố đến Tấn Dương. Anh nói đó, nếu em đi rồi, nhưng không được phiền em. Nghiêm Tiểu thì cười rất vui vẻ. Nghe nói ngành điện lực dễ kiếm tiền, em có thể mượn một điểm tựa, gia nhập vào sản xuất điện lực tỉnh Tây hay không? Dã tâm thật không nhỏ, ngành điện lực là bãi mìn, không phải ai cũng dám dẫm lên. Nghiêm Tiểu thì thật to gan, đừng nói Hạ Tưởng bây giờ mới là chủ tịch tỉnh, cho dù hắn đến cấp bậc phó thủ tướng, cũng không dám động chạm vào lợi ích ngành điện lực. Ai cũng không muốn bị điện giật, nếu bị điện giật, làm không tốt cách ngắt điện, rất dễ bị điện giật cho toàn thân cháy đen. Tuy nhiên Hạ Tưởng lại nằm ngoài dự đoán mọi người mà đáp ứng Nghiêm Tiểu thì. Điểm tựa có thể có, nhưng thực lực của em sợ không đủ hùng hậu. Em nghèo lắm, chỉ có hơn 1 tỷ thôi. Hơn 1 tỷ. Hạ Tưởng cũng biết rõ hơn 1 tỷ cũng gần như là của cải trong nhà của Nghiêm Tiểu thì. Chẳng qua chỉ là muốn thử chút, nhưng phải xem chút cơ hội có thích hợp không. Được, em đến trước đã rồi tính sau. Dạ. Nghiêm Tiểu thì cao hứng kêu lên. Dập điện thoại của Nghiêm Tiểu thì xuống, Hạ Tưởng mới nhớ ra ngày mai Quý Như Lan cũng muốn đến Tấn Dương. Thật là bận quá đâm hồ đồ rồi, sao có thể quên được Quý Như Lan cũng muốn đến Tấn Dương chứ? Tấn Dương, thật náo nhiệt lên rồi, mà Nghiêm Tiểu thì và Quý Như Lan một đôi oan gia, sắp sửa lại gặp nhau. Tuy nhiên không giống như lần trước tính kế cùng nhau, Hạ Tưởng hy vọng ở Tấn Dương, Quý Như Lan và Nghiêm Tiểu thì có thể liên thủ với nhau. Dựa vào sự kết hợp trí tuệ chính trị của Quý Như Lan và đầu óc con buôn của Nghiêm Tiểu thì, lần này công phá Tấn Dương, không, nên là tình thế khốn khó của ngành sản xuất khác tỉnh Tây. Ngày kế, lần lượt từ ba nơi có 3 chuyến bay vào 3 thời gian hạ cánh xuống sân bay Tấn Dương. Hạ cánh sớm nhất là Lôi Trị Học từ Bắc Kinh quay, hạ cánh sau đó là Quý Như Lan từ thành phố Dương bay đến, hạ cánh cuối cùng là Nghiêm Tiểu thì từ thành phố Lỗ bay đến. Quý Như Lan có người đón, là Trần Diễm. Nghiêm Tiểu thì không có người đón, cô một mình kéo hành lý, đến ở khách sạn. Mà người tự mình đến đón Lôi Trị Học, rõ ràng là Mao Thân Văn. Trên đường, Mao Thân Văn báo cáo công việc với Lôi Trị Học. Vừa đến tỉnh ủy, Lôi Trị Học dường như không dừng lại chút nào, liền cấp tốc mời dự họp hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Phòng hội nghị thường vụ tỉnh ủy, toàn thể ủy viên thường vụ đã đến đông đủ, không thiếu một ai. Lôi Trị Học ngồi ngay ở giữa. Khí sắc bình thường, nhưng trong thần sắc vẫn cố che giấu vẻ mệt mỏi. Hành trình ở Bắc Kinh có thuận lợi hay không tạm thời không nói tới, nhất là gần đây bôn ba, khiến gã có chút ăn không tiêu. Mặc dù gã còn trẻ, còn chưa đến 50 tuổi, trong các bí thư tỉnh ủy, là phái trẻ trung tuyệt đối. Quá trình Lôi Trị Học trải qua ở Bắc Kinh, Hạ Tưởng ít nhiều biết chút ít, tuy không rõ ràng tỉ mỉ, nhưng cũng đủ khiến hắn hôm nay trên hội nghị, đưa ra phán đoán chính xác. Lần này tới thủ đô, so với hai lần trước Lôi Trị Học tới thủ đô, ít nhiều thuận lợi một chút, sự việc, có chút tiến triển, cho nên Lôi Trị Học tuy hiển thị trạng thái có chút mệt mỏi, lại vẫn kiên trì quay về mở họp, cũng là muốn rèn sắt khi còn nóng. Lại một hành động lấy được vị trí bí thư đảng ủy công an thành ủy, vì thế cục giai đoạn thứ ba của tỉnh Tây, mở một khởi đầu tốt. Ánh mắt Lôi Trị Học quét qua mặt từng người, sự tự tin lại trở về trên mặt. Phát ra khí chất hùng mạnh xuất thân của nhân vật số 1, khiến người thân thuộc Lôi Trị Học ngấm ngầm kinh hãi, rất lâu rồi không thấy bí thư Lôi khí thế hơn người như thế. Chẳng lẽ là nói, nếu hôm nay bổ nhiệm Vương Tắc Cương không thông qua thảo luận của hội nghị thường vụ, bí thư Lôi lẽ nào muốn sử dụng một phiếu quyền phủ quyết? Trong ấn tượng, bí thư Lôi ngày trước mới nhậm chức ở tỉnh Tây, tuy là không có sử dụng qua một phiếu quyền phủ quyết, nhưng lại gác lại không ít tranh luận, mới dần dần xác lập quyền uy trong tỉnh Tây. Bây giờ gặp phải chủ tịch tỉnh trẻ nhất và cũng là cường thế nhất từ trước tới nay ở tỉnh Tây, một lần quyết đấu trình diễn nảy lửa giữa nhân vật số 1 và số 2, không ít người mở to mắt, xem cuối cùng ai sẽ cười đến cuối cùng. Ban tổ chức tỉnh ủy đề danh hai người, Vương Tắc Cương và Cửu Đường, phân biệt là sự đề danh của Lôi Trị Học và Hạ Tưởng, là sự thật mà tất cả ủy viên thường vụ có mặt ở đây trong lòng đều biết rõ. Lôi Trị Học chủ trì hội nghị thường vụ. Sau khi nói đơn giản mà sáng tỏ điểm vào đề, Lôi Trị Học không có biểu hiện rõ ràng ủng hộ Vương Tắc Cương hay là Cửu Đường,
cũng là sự dày công tu dưỡng chính trị mà nhân vật số một nên có, quyền phát ngôn lại giao lại cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng không có tỏ thái độ rõ ràng, mà là nói. Trước hết nghe ý kiến của ban tổ chức. Trương Duy Chiêu cũng phụ họa theo ý kiến của Hạ Tưởng. Đúng, trước hết nghe đồng chí Thân Văn ý kiến kiểm tra đánh giá đối với hai đồng chí Vương Tắc Cương và Cửu Đường. Trong lời nói Trương Duy Chiếu có hàm ý, không nói là ý kiến đánh giá của ban tổ chức, dường như có ý giống như điểm rõ là ý kiến đánh giá của mình Mao Thân Văn vậy. Tuy nói trưởng ban tổ chức hoàn toàn có thể thay mặt ban tổ chức, nhưng cố ý nhấn mạnh cá nhân Mao Thân Văn như vậy, rõ ràng có ý khác. Ánh mắt Mao Thân Văn hiện lên tia bất mãn, gã biết, Trương Duy Chiếu bất mãn đối với gã, bởi vì một ứng cử viên mà Trương Duy Chiếu để danh, ban tổ chức không nể mặt, không chính thức để danh. Khi báo cáo đề án, Trương Duy Chiêu tuy bất mãn cực độ, tuy nhiên vẫn giơ tay bỏ đi, dẫu rằng Vương Tắc Cương và Cửu Đường là đề danh của ai, trong lòng đều hiểu rõ. Mao Thân Văn không để ý tới châm chọc khiêu khích của Trương Duy Chiếu, gã đã quen cách đối nhân xử thế hai mặt của Trương Duy Chiếu rồi, trực tiếp biểu hiện thái độ nói ra ý kiến đánh giá của ban tổ chức. Khi phát ngôn, Mao Thân Văn dường như có ý trả lễ Trương Duy Chiếu, mấy lần đột nhiên nhấn mạnh ý kiến của ban tổ chức. Trương Duy Chiếu nghe thấy, chỉ là giả vờ không nghe thấy, nhưng rất rõ ràng, trong mắt y hiện lên vẻ mặt khinh thường. Phải nói là, Mao Thân Văn đệ trình ý kiến đánh giá liên quan tới ban tổ chức, coi như đúng trọng tâm. Vương Tắc Cương cơ sở quần chúng tốt, năng lực nghiệp vụ xuất sắc, năng lực lãnh đạo mạnh mẽ, nhưng có khi không quá chú ý đến cách làm việc. Mà Cửu Đường cơ sở quần chúng kém một chút, năng lực lãnh đạo cũng có, trong thời gian tạm thời chủ trì công việc Cục Công an thành phố. Rất chú ý đến phương pháp làm việc, có thể thắng được dư luận trên dưới ở Cục Công an thành phố. Tóm lại, ý kiến đánh giá của ban tổ chức hơi chút thiên hướng về Vương Tắc Cương, bởi vì kinh nghiệm lý lịch của Vương Tắc Cương sâu hơn so với Cửu Đường. Nhưng thiên hướng cũng không rõ ràng lắm, có thể nói cực kỳ bé nhỏ, biểu hiện đầy đủ kỹ xảo chính trị cao siêu của Mao Thân Văn thân vì trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Mao Thân Văn phát biểu hoàn tất, thì chính thức bước vào khâu biểu quyết. Dựa vào lẽ thường, Lôi Trị Học nên biểu hiện thái độ rõ ràng ủng hộ ai, nhưng kỳ lạ là, Lôi Trị Học vẫn chưa có tỏ thái độ rõ ràng, chỉ nói. Trước hết tôi xin nghe ý kiến của các đồng chí. Vừa nói xong, gã vẫn đặc biệt nhìn về phía Hạ Tưởng. Đồng chí Hạ Tưởng nói trước cách nhìn của đồng chí, đối với chiến tuyến công an, đồng chí quen thuộc hơn tôi. Câu nói này có ý thâm sâu, là nói Hạ Tưởng trước kia giao tiếp nhiều với Bộ Công an. Hay là ám chỉ Hạ Tưởng nhúng tay quá nhiều vào sự vụ công an, thì không biết được rồi. Dù sao thì, lời của Lôi Trị Học, trong đó có hàm ý. Hạ Tưởng gật đầu nhẹ, trực tiếp loại bỏ một bộ phận đối với lời của Lôi Trị Học, nói. Đồng chí Cửu Đường đang trong thời gian công tác quyền chủ trì công tác của Cục Công an thành phố, các hạng mục công việc tiến triển thuận lợi, cũng đạt được sự tôn trọng trên dưới của Cục Công an thành phố. Đồng chí tiếp nhận chức vụ Cục Công an thành phố, có lợi cho sự kéo dài công tác các hạng mục. Trị an ở Tấn Dương rất kém, Cục Công an cần một cục trưởng quen thuộc cơ sở đi làm việc, từ cơ sở từng bước làm lên trên. Hạ Tưởng thẳng thắn hướng về Cửu Đường như thế, ngược lại khiến mọi người kinh ngạc chút ít. Đều cho rằng Hạ Tưởng ít nhiều sẽ hàm ý nhắc tới Vương Tắc Cương, không ngờ là không chút lưu tình trực tiếp đá Vương Tắc Cương ra khỏi bộ. Vương Hướng Tiền vẻ mặt không dễ coi lắm. Trực tiếp phản đối nói. Cách nói của đồng chí Hạ Tưởng có phải quá chủ quan không? Tôi ngược lại cho rằng đồng chí Vương Tắc Cương trải qua cơ sở nhiều hơn so với đồng chí Cửu Đường. Đồng chí Vương Tắc Cương từ hệ thống ban thường vụ Đảng ủy Công an cấp huyện một mạch làm đến phó bí thư Đảng ủy Công an thành ủy. Đồng chí Tắc Cương vẫn luôn làm việc ở ban thường vụ Đảng ủy Công an, không có kinh nghiệm công tác chiến tuyến của Công an, đảm nhiệm cục trưởng cục Công an khoảng cách quá lớn. Dù sao, chiến tuyến công an là bộ môn cụ thể. Đông Phương Hiểu cũng không khách khí phản bác về phía Vương Hướng Tiền vài câu. Mao Thân Văn có chút xấu hổ, Đông Phương Hiểu vượt mặt gã, lúc nãy phát ngôn của gã là thay mặt phát ngôn của ban tổ chức, không thay mặt biểu hiện thái độ cá nhân, gã liền ho một tiếng. Tôi nói một câu. Đồng chí Thân Văn, đồng chí để đồng chí Đông Phương Hiểu nói xong đã hắng tính, đừng cướp lời. Trương Duy Chiếu nắm chấp thời cơ chuẩn xác, ngáng chân Mao Thân Văn. Mao Thân Văn bỗng chốc nghẹn lại, nhìn thấy qua người không nói rõ phải trái, nhưng chưa nhìn thấy qua người không rõ phải trái như thế. Nhưng Trương Duy Chiếu là phó bí thư tỉnh ủy, cấp bậc cao hơn gã, xếp hạng cao hơn gã,
gã chỉ có thể nhịn thôi. Đông Phương Hiểu mỉm cười đáp trả Trương Duy Chiếu, mới nói. Đồng chí Cửu Đường chủ trì công tác Cục Công an thành phố tới nay, thành tích các hạng mục rõ như ban ngày, đồng chí trực tiếp nhận Cục trưởng Cục Công an, là mục đích chung của mọi người. Hơn nữa chỉ có đồng chí Cửu Đường có thể tiếp tục công việc lãnh đạo Cục Công an thành ủy đẩy mạnh về phía trước bình ổn có trật tự. Bây giờ Cục Công an thành phố xen kẽ cũ mới, ổn định đè ép hết thảy. Hạ Tưởng âm thầm lắc đầu, lý do Đông Phương Hiểu nói tất cả đích xác là lý do không tồi, nhưng nói quá trực tiếp rồi. Chuyện giống thế này, có thể nói hàm ý, cũng có thể trực tiếp nói, quá trực tiếp, không khác uy hiếp là mấy. Lời Đông Phương Hiểu khiến người khác nghe xong, ý là, nếu Cục Công an thành phố không phải Cửu Đường tiếp nhận chức cục trưởng, vậy thì có khả năng xuất hiện cục diện hỗn loạn làm theo ý mình. Người phụ nữ này, trí tuệ chính trị có, nhưng thường thích tự cho là thông minh. Hạ Tưởng không bình luận gì với Đông Phương Hiểu. Thái độ của Phùng Kiện Siêu không có ý gì ngoài việc ủng hộ Cửu Đường. Sau Phùng Kiện Siêu, là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Lưu Bình Hành. Từ mấy việc trước có thể đưa ra kết luận, Lưu Bình Hành là kẻ kiên trì theo gót lôi trị học. Mà hôm nay mở hội nghị thưởng vụ đến bây giờ, vẫn chưa có bất ngờ gì xuất hiện. Chính là nói, người ủng hộ Cửu Đường đều là bên Hạ Tưởng, ủng hộ Vương Tắc Cương đều là bên của lôi trị học. Sự tình liên quan ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trên bổ nhiệm mấu chốt bí thư đảng ủy công an kiêm cục trưởng cục công an, không thể tránh khỏi bay lên đến quyết đấu giữa bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh. Dựa theo lẽ thường, Lưu Bình Hành tất nhiên là có thái độ ủng hộ Vương Tắc Cương, nhưng nằm ngoài dự đoán mọi người là Lưu Bình Hành bỏ phiếu trắng. Tôi không phát biểu ý kiến. Lưu Bình Hành chỉ nói một câu, cũng không giải thích nguyên nhân, liền ngậm miệng không nói. Lôi Trị Học giật mình kinh hãi. Hạ Tưởng cũng giật mình kinh hãi. Tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi. Lôi Trị Học giật mình, là gã không ngờ Lưu Bình Hành bỏ phiếu trắng. Hạ Tưởng giật mình, là bởi vì hắn cũng không ngờ Lưu Bình Hành sẽ bỏ phiếu trắng, tại sao Lưu Bình Hành lại bỏ phiếu trắng. Trước đó về việc này đối với Lưu Bình Hành hắn không có qua bất kỳ hình thức tiếp xúc và giao dịch. Sau khi nhất thời chấn động, mấy người còn lại tâm tư dao động lớn. Nhìn từ biểu quyết lúc nãy, tình thế đối với Cửu Đường vô cùng có lợi, nếu chẳng may số ủy viên thường vụ ủng hộ Cửu Đường quá nửa, bí thư Lôi sẽ lại ứng biến thế nào? Theo sau Trương Bình Thiếu phát biểu cũng không ngoài ý muốn ủng hộ Cửu Đường. Theo sau là Đồng Văn Vũ. Thái độ của Đồng Văn Vũ rất dứt khoát, phát biểu rất ngắn. Tôi quen biết đồng chí Cửu Đường, cũng quen biết đồng chí Vương Tắc Cương. Đồng chí Cửu Đường thích hợp làm việc cụ thể, đồng chí Tắc Cương, trên vấn đề đảng và chính quyền rất giỏi. Âu Khắc Nhân là trưởng ban thư ký tỉnh ủy, tất nhiên sẽ ủng hộ sự đề danh của Lôi Trị Học, huống hồ đề danh Vương Tắc Cương vẫn là gã ám thị cho ban tổ chức, gã đương nhiên kiên quyết ủng hộ Vương Tắc Cương. Gần như ủng hộ Vương Tắc Cương không đủ, dựa vào việc ước định trước đó, còn muốn đè uy vọng của Cửu Đường mới có thể khiến Vương Tắc Cương ở vị trí thuận lợi. Lôi Trị Học vì sao không có thái độ rõ ràng, là bởi vì đang đợi gã châm mồi lửa. Gã châm lửa, Vương Hướng Tiền nổi gió, cuối cùng Lôi Trị Học đánh nhịp, chuyện lớn sẽ thành. Đồng chí Cửu Đường điều kiện các phương diện đều không tồi, nói chung đồng chí đảm nhận bí thư đảng ủy công an kiêm cục trưởng cục công an, cũng thuận lý thành trương. Tuy nhiên bổ nhiệm nhân sự là chuyện lớn, không thể qua loa. Âu Khắc Nhân hôm nay vốn dĩ không muốn làm chim đầu đàn, dễ bị người khác hận. Nhưng không còn cách nào khác, dưới sự thúc đẩy các bên, lần này là nhiệm vụ làm người xấu bị đặt lên đầu gã. Tôi vừa mới nhận được quần chúng tố cáo, phản ánh đồng chí Cửu Đường trong thời gian chủ trì công việc của công an, dùng người không khách quan, đè nén đối lập, thu nhận hối lộ. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Nói như vậy, vấn đề rất nghiêm trọng rồi. Âu Khắc Nhân vừa nói xong. Vương Hướng Tiền liền khẩn cấp mà xúi dục. Đồng chí Hướng Tiền, đồng chí cướp lời tôi rồi, là không muốn để tôi nói, hay là cảm thấy tôi phát biểu hay không đều không cần thiết. Nếu nói Vương Hướng Tiền cướp lời là cố ý bỏ chuyện, vậy thì Mộc Thành Kiệt cũng không khách khí đáp lên, chính là khiêu khích. Bị Mộc Thành Kiệt miệng nam mô bụng một bồ dao găm, Vương Hướng Tiền vẻ mặt không khó coi lắm, đang muốn phản bác vài câu, Lôi Trị Học đột nhiên bị làm khó, gã nhẹ nhàng vỗ bàn. Khắc Nhân, sự tình không căn cứ, không được trong cuộc họp thường vụ nói lung tung, phải chú ý đúng mực về trước, không được nói chen vào lung tung, phải tôn trọng tính nghiêm túc hội nghị thường vụ.
theo sau ánh mắt Lôi Chỉ Học kiên định nói. Tôi ủng hộ ban tổ chức đề danh đồng chí Cửu Đường. Á, sao lại thế? Cả hội nghị đều kinh ngạc. Đúng vậy, ai cũng không ngờ Lôi Chỉ Học đột nhiên ủng hộ Cửu Đường, tương đương nói, lúc nãy sao chiêu anh qua tôi lại, toàn bộ thành trò đùa. Sớm biết nhân vật số 1 và số 2 đều ủng hộ Cửu Đường, hôm nay hội nghị thường vụ trực tiếp giơ tay được rồi, còn đều tự dùng kiếm sáng đánh nhau làm gì. Vương Hướng Tiền vẻ mặt kinh ngạc, vô cùng khó hiểu nhìn Lôi Chỉ Học một cái. Âu Khắc Nhân cũng vẻ mặt mờ mít, rõ ràng trên đường gã đón Lôi Chỉ Học, đã báo cáo xong công việc, cũng đã nói xong tất cả, chỉ đợi hội nghị thường vụ hôm nay quyết chiến, sao lại trong nháy mắt lật lọng như vậy. Sớm biết bí thư Lôi cũng ủng hộ đề danh Cửu Đường, gã hà tất phải kẻ sướng người họa châm ngòi thổi gió với Vương Hướng Tiền, không phải vô dụng sao. Âu Khắc Nhân có một loại cảm giác bị Lôi Chỉ Học đùa giỡn, trong lòng vô cùng khó chịu. Lúc nãy, lúc Âu Khắc Nhân, Đông Phương Hiểu, Vương Hướng Tiền và Mộc Thành Kiệt mấy người đấu pháo, khi sự chú ý quần chúng đều bị hấp dẫn, ai cũng không chú ý đến là, Hạ Tưởng nhỏ giọng nói với Lôi Chỉ Học mấy câu. Nhiều lắm là nói ba câu, sự việc trong vài giây, vẻ mặt của Lôi Chỉ Học bỗng nhiên biến đổi, theo sau là một cái liếc đầy thâm ý nhìn Hạ Tưởng, sau đó không thể xem xét liền gật đầu. Cùng chung nhận thức, trong nháy mắt đạt thành. Nhân vật số 1 số 2 đạt tới cùng chung nhận thức. Những người bên dưới chỉ là mang thân phận xem náo nhiệt, rất đáng tiếc, Vương Hướng Tiền và Âu Khắc Nhân mình trần ra trận cũng không thu được kết quả mong muốn, tương phản, bởi vì Lôi Chỉ Học đột nhiên chuyển hướng, ngược lại khiến hai người đùa giỡn bị gạt sang một bên. Lôi Chỉ Học biểu rõ thái độ, không chỉ chấn kinh đám người Vương Hướng Tiền, Mao Thân Văn, Âu Khắc Nhân, cũng chấn kinh đám người Trương Duy Chiếu, Đông Phương Hiểu, mấy người nhìn nhau ngơ ngác, không biết tại sao lại xảy ra biến cố. Mộc Thành Kiệt thậm chí hướng ánh mắt đầy nghi hoặc về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng thản nhiên cười. Đồng chí chị học đã biểu lộ thái độ, tôi cũng có cái nhìn giống đồng chí chị học. Tiếp theo, mời hai đồng chí Mộc Kiệt, học giả phát biểu ý kiến. Mộc Thành Kiệt chắc chắn thuận nước đẩy thuyền ủng hộ đề danh Cửu Đường, mà Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Từ học giả xếp cuối cùng, cũng thuận theo thủy triều, ủng hộ Cửu Đường. Bởi vậy, Cửu Đường chính thức thông qua biểu quyết hội nghị thường vụ tỉnh ủy nhậm chức ủy viên thường vụ thành ủy Tấn Dương, bí thư đảng ủy công an, về phần chức cục trưởng cục công an, do Hội đồng Nhân dân Tấn Dương theo pháp luật cũng bổ nhiệm. Hạ Tưởng thắng rồi, mà lại thắng vô cùng kỳ quái. Vừa tan họp, Vương Hướng Tiền, Mao Thân Văn và Âu Khắc Nhân liền đi đến văn phòng Lôi Chỉ Học, muốn biết sau lưng cuối cùng là phát sinh cái gì. Cũng như vậy, Trương Duy Chiếu, Mộc Thành Kiệt và Trương Bình Thiếu cũng vội vàng đến văn phòng Hạ Tưởng, cũng muốn giải đáp nghi hoặc trong lòng. Vô cùng rõ ràng tình thế đối lập của hai phái, tỉnh ủy tỉnh Tây đã thành hình. Mà lần này thắng lợi ở hội nghị thường vụ biểu thị con đường chủ tịch tỉnh của Hạ Tưởng ở tỉnh Tây, chính thức tiến nhập bước thứ ba. Có nhà sử học đời sau đem thắng lợi lần này ở hội nghị thường vụ nâng lên độ cao thiết lập thúc đẩy toàn diện chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng ở tỉnh Tây của Hạ Tưởng. Cho rằng thắng lợi lần này tương đương với việc mở ra cánh cổng lớn của tỉnh Tây, cũng tương đương trong việc Hạ Tưởng đọ sức với Lôi Chỉ Học, giành được thắng lợi mang tính áp đảo. Hạ Tưởng lại không cho rằng lạc quan như vậy. Lôi Chỉ Học sở dĩ gần đây không tóm được sự vụ tỉnh Tây, lại còn trong hội nghị thường vụ đột ngột chuyển hướng, kỳ thực không phải hoàn toàn là công của Hạ Tưởng, mà là Hạ Tưởng mượn thế mượn lực. Nói đến cùng, vẫn phải cảm ơn mấy ông cụ ở Bắc Kinh đã tương trợ lớn cho hắn. Thật lòng mà nói Lôi Chỉ Học là lo ngại về sự loạn, hoàn toàn bị chuyện vào cục kiềm chế mất nửa phần lực, mới để Hạ Tưởng có thể thuận thế dắt mũi gã, khiến gã bị ép hoặc nhượng bộ một bước, cuối cùng khiến Cửu Đường có thể thuận lợi phủ chính. Đối với sau hậu trường các loại, Hạ Tưởng tin rằng Lôi Chỉ Học không hướng về phía Vương Hướng Tiền, Mao Thân Văn và Âu Khắc Nhân mà giải thích rõ ràng gã cũng không thể nói rõ ràng với Trương Duy Chiếu, Mộc Thành Kiệt và Trương Bình Thiếu, có nhiều việc chỉ có thể phát sinh sau lưng. Vĩnh viễn không thể để ra bên ngoài được. Lúc đó Hạ Tưởng lẳng lặng nói tất cả với Lôi Chỉ Học, kỳ thật chỉ có một câu, chính là: đồng chí chỉ học, tôi sẽ khuyên Trần Phong chủ động từ bỏ cạnh tranh vào cục. Một câu nói trực tiếp trúng điểm yếu của Lôi Chỉ Học, khiến phòng tuyến trong lòng Lôi Chỉ Học gần như sụp đổ. Lôi Chỉ Học vừa mới từ Bắc Kinh quay lại, tuy có thu hoạch nhỏ, nhưng thu hoạch vẫn như cũ không lớn, con đường phía trước vẫn trùng trùng điệp điệp. Tuy gã nhận được tin tức là, Mai Thái Bình có thể hy vọng không lớn, dù sao từ chức vụ chủ tịch tỉnh một bước tiến vào ủy viên Bộ Chính trị,
hiếm có tiền lệ trong nước, khoảng cách quá lớn. Nhưng dựa vào tin tức tin cậy công bố, nếu Mai Thái Bình cuối cùng không được lựa chọn, vậy thì thế lực ban đầu ủng hộ Mai Thái Bình, sẽ toàn bộ ủng hộ Trần Phong. Dùng vui buồn nửa này nửa kia để hình dung tâm trạng của Lôi Trị Học sẽ quá thỏa đáng, gã vẫn luôn coi Mai Thái Bình là đối thủ mạnh, không nghĩ thay đổi bất ngờ, Trần Phong đã có hy vọng trở thành họa lớn. Trên thực tế nếu thế lực ủng hộ Mai Thái Bình toàn bộ ủng hộ Trần Phong, không hề nghi ngờ, gã sẽ thảm bại thảm hại, bởi vì Trần Phong khiếm khuyết nhất không phải là kinh nghiệm mà thực lực phía sau. Nhưng Hạ Tưởng đột nhiên đề xuất muốn khuyên Trần Phong rút lui tranh chấp vào cục, thật hay giả tạm thời không khiến Lôi Trị Học quá động lòng, lại ôm lấy cái thái độ tin tưởng, lập tức thay đổi khuynh hướng, chuyển sang ủng hộ Cửu Đường. So với chuyện lớn vào cục, một vị trí ủy viên thường vụ thành ủy Tấn Dương, bí thư đảng ủy công an, thì không quan trọng gì lắm. Lôi Trị Học tuy đối với tất cả những gì đã làm của Hạ Tưởng ở tỉnh Tây vô cùng bất mãn, nhưng lại tin tưởng với nhân phẩm của Hạ Tưởng, nhận định Hạ Tưởng không thể ăn nói lung tung. Tranh giành vào cục là chuyện lớn, Hạ Tưởng sẽ không thể vẽ cái bánh lớn cho gã mà không thực hiện, nếu như Hạ Tưởng thật có nhân phẩm như thế, mọi chuyện về sau gã nhằm vào Hạ Tưởng, khiến Hạ Tưởng làm khó mọi chuyện. Đợi đám người Vương Hướng Tiền đi rồi Lôi Trị Học còn nhẫn nại giải thích mấy câu với mấy người, tuy không nói ra chân tướng, nhưng cũng rất thành ý giải thích một phen. Dù sao mấy người từ trước đều là những kẻ tùy tùng kiên định bên cạnh gã đã gọi điện cho Hạ Tưởng, trực tiếp tiến hành đối thoại giữa nhân vật số 1 và số 2. Đồng chí Hạ Tưởng, buổi trưa có rảnh không? Có, mời đồng chí Trị Học chỉ thị. Giọng nói giải quyết việc chung của Hạ Tưởng. Cùng nhau ăn cơm chứ? Lôi Trị Học cũng không phải là người bỏ ra thì ngay tức khắc muốn người hồi báo, nhưng trên chuyện lớn vào cục, gã cần hỏi rõ, dù sao, gã đã làm ra nhượng bộ. Được, không thành vấn đề. Hạ Tưởng trả lời rất dứt khoát. Tin tức bổ nhiệm Cửu Đường được thông qua, không đến một tiếng là truyền khắp tỉnh ủy và thành ủy rồi. Lẽ ra quyết định của hội nghị thường vụ phải yêu cầu bảo mật, đợi sau khi ban tổ chức công bố công văn, mới có thể chính thức công bố ra bên ngoài. Nhưng cũng không biết ai cố ý để lộ ra phong thanh, hoặc là kết quả nằm ngoài dự đoán mọi người. Lại thêm vị trí bí thư đảng ủy công an thành ủy bỏ trống đã lâu rồi, cho nên dẫn đến sự thu hút rộng rãi của các nơi. Cửu Đường như ý nguyện có thể phù chính, dẫn phát chấn động không nhỏ. Ai đều biết trong việc bổ nhiệm Cửu Đường, việc liên quan đến đọ sức giữa nhân vật số 1 và số 2 trong tỉnh ủy, ý nghĩa ai thắng ai bại không chỉ ở chỗ ai nắm trong tay cục công an thành phố, mà là nhân vật số 1 số 2 ở tỉnh ủy danh tiếng của ai càng nổi bật. Trên quan trường, chuyện nể mặt cũng là việc lớn, nhân vật số 1 tỉnh ủy vĩnh viễn không thể để nhân vật số 2 đè trên đầu. Nhưng không hề nghi ngờ, trong chuyện lớn bổ nhiệm Cửu Đường, không cần biết xuất phát nguyên nhân gì, nhân vật số 1 chủ động nhượng bộ. Buổi trưa, khi gần đến lúc tan ca, Hạ Tưởng chuẩn bị ra khỏi cửa chuẩn bị ăn cơm trưa với Lôi Trị Học, nhận được điện thoại của Nghiêm Tiểu Thì. Biết anh bận rồi, buổi trưa em cũng không yêu cầu anh đi cùng em, nhưng buổi tối... Em hy vọng em không thể lúc ngủ một mình sẽ nhai đầu lưỡi. Bởi vì lời của cô rất có ý khiêu khích. Còn nữa, anh cố ý không nói với em phải không, Quý Như Lan sao cũng đến Tấn Dương thế. Hạ Tưởng cười. Em và Quý Như Lan, là hai ngả đường, em đến, là muốn đến tìm lợi ích kinh tế, cô ta đến, là muốn có điều làm trên chính trị. Anh không phải không nói với em, mà là cảm thấy thời cơ không chín. Nghiêm Tiểu Thì lập tức nghe ra điều gì. Nói như vậy, hai ngả đường bọn em, còn có khả năng xuất hiện cùng nhau. Có khả năng lớn. Hạ Tưởng nói. Anh cho rằng, em và cô ta có thể bắt tay làm việc ở tỉnh Tây, cô ta có trí tuệ chính trị, em có đầu óc kinh tế, có thể bù trừ ưu thế. Quý Như Lan cũng muốn tham gia ngành điện lực. Nghiêm Tiểu Thì giật mình. Hiện tại phỏng đoán còn chưa muốn, nhưng về sau muốn hay không, thì xem bản lĩnh của em rồi. Hạ Tưởng thân thiện nói. Còn nữa, không phải để Quý Như Lan một mình tham gia, tốt nhất là để nhà họ Quý tham gia. Tiểu Thì bừng tỉnh ngộ. Em hiểu rồi, anh thật xấu quá. Xấu là một từ trung tính, xấu với người xấu, đó là tốt. Hạ Tưởng cười. Nhiệm vụ gian khó giao cho em trước, nếu em có thể nói Quý Như Lan có hứng thú với ngành điện, ghi nhớ em lập đại công. Vấn đề là, luận công phải thưởng, nếu như em thành công, em sẽ nhận được phần thưởng gì nào? Tâm tình Nghiêm Tiểu Thì không tồi. Có thể mời một ai đó đi du lịch cùng em không?
Yêu cầu này khó quá, Hạ Tưởng muốn nghỉ phép cũng phải để Trung ương phê chuẩn mới được. Hội đàm cơm trưa giữa Hạ Tưởng và Lôi Trị Học, không tiến hành trong nhà ăn tỉnh ủy, mà là đi ra ngoài khách sạn không to cũng không nhỏ. Lần này, không có người ngoài, Đường Thiên Vân và Trần Hạo trước đó có được sự mớm ý, trực tiếp đi ra ngoài, trong gian phòng, chỉ còn lại có hai người Hạ Tưởng và Lôi Trị Học. Nhà sử học đời sau đem đối thoại lần này xưng là sự kiện quan trọng trong lịch sử của tỉnh Tây. Đối với nội dung đối thoại, bên ngoài lưu truyền rất nhiều bản, nhưng đều không chuẩn xác, như là, sử ký, của Tư Mã Thiên bên trong có ghi giống như đối thoại bí mật, chỉ là suy đoán kết quả, giữa Lôi Trị Học và Hạ Tưởng cuối cùng nói chuyện với nhau điều gì, đạt thành nhận thức chung gì, từ đó đối với việc cục diện tỉnh Tây sản sinh ra ảnh hưởng nghịch chuyển sâu xa sau cuộc hội đàm, người ngoài không thể biết được rồi. Dù sao, cuộc nói chuyện giữa hai người, lại là nhân vật số 1 và số 2 tỉnh ủy, dưới tiền đề không có điều kiện ghi âm, dựa vào cấp bậc và trí tuệ chính trị của Lôi Trị Học và Hạ Tưởng, ai cũng không thể để lộ ra ngoài nửa phần. Đồ ăn rất đơn giản, bữa ăn giữa Lôi Trị Học và Hạ Tưởng, chắc chắn sẽ lấy việc ăn làm chính. Sau khi Lôi Trị Học mở màn đơn giản, liền vươn ba ngón tay ra. Hạ Tưởng, ba điều kiện, tôi nói anh nghe, thành hay không thành. Sau khi ra khỏi cửa, coi như chưa có cuộc nói chuyện giữa hai ta. Hạ Tưởng trầm mặc gật đầu, ánh mắt rất chăm chú nhưng thần thái rất tùy ý, tiện tay gắp một miếng rau đặt ở miệng, gật đầu khen. Hương vị không tồi, bí thư Lôi thật có ánh mắt tốt. Đối với việc Lôi Trị Học muốn nói chuyện gì cùng hắn, Hạ Tưởng có chuẩn bị tâm lý. Ở tỉnh Tây vài năm, Lôi Trị Học về cơ bản đã hoàn toàn nắm được tỉnh Tây trong tay. Sở dĩ Hạ Tưởng vừa đến tỉnh Tây liền nhanh chóng mở ra cục diện, được lợi cho cả tiên cơ của hai phương. Một là Tào Vĩnh Quốc, lực lượng còn lại của Hình Đoan Đài và Lữ Uyên Nguyên, cho dù mặt ngoài hay là âm thầm, mặc dù trải qua mấy lần tấn công và càn quét của Lôi Trị Học vẫn là một thế lực không thể khinh thường. Lại thêm bản thân Hạ Tưởng là lực lượng trung tâm của thế lực gia tộc, hơn nữa trong việc đẩy mạnh chuyển hình kinh tế loại hình nguồn năng lượng, hắn lại rất được Thủ tướng khen ngợi. Là khúc dạo đầu cho việc ở tỉnh Tây vô cùng thuận lợi và mau lẹ. Có thể nói, đánh Lôi Trị Học trở tay không kịp, khiến Lôi Trị Học dựa vào cái tôn của nhân vật số 1, lại thêm ưu thế mấy năm vào trước là chủ, đối mặt với thế tiến công mạnh mẽ của Hạ Tưởng, suýt chút nữa không có lực trả đòn. Hai là việc vào cục từ bên cạnh xuất kích, kiềm chế được đại bộ phận tinh lực của Lôi Trị Học, làm y đầu đuôi khó mà chú ý được. Cũng có thể lý giải sự lựa chọn của Lôi Trị Học. Người làm quan thường cầu gì? Đơn giản là từng bước lên chức, khi tiến sát vào thời khắc quan trọng chuẩn bị thăng chức, được mất tỉnh Tây liền không để trong lòng. Việc vào cục đột nhiên phát sinh biến cố, dựa vào sự hiểu biết của Hạ Tưởng mà nói, cũng coi như là nét bút thần. Cho dù mục đích chủ yếu của người đứng sau bức màn thúc đẩy rốt cuộc là vì thúc đẩy Trần Phong hoặc Mai Thái Bình vào cục, hoặc chỉ là vì kiềm chế Lôi Trị Học, thì đều thành công. Cho đến bây giờ, Lôi Trị Học vẫn lún sâu vào chuyện vào cục, không thể tự thoát ra được, mới làm cho Hạ Tưởng chỉ bằng một câu khuyên Trần Phong rút khỏi cạnh tranh, liền cướp thịt từ trong miệng hổ, lấy được vị trí bí thư đảng ủy công an thành ủy. Có thể thấy Lôi Trị Hỏa đã hoàn toàn bị nắm lấy điểm yếu. Đương nhiên, chỉ dựa vào đó liền phán đoán Lôi Trị Học sắp hoàn toàn bại trận ở tỉnh Tây thì vẫn còn quá sớm. Buổi hội đàm hôm nay, chính là một lần quy hoạch lâu dài từ nay về sau của Lôi Trị Học đối với tỉnh Tây. Lôi Trị Học giọng điệu trầm thấp, tốc độ thong thả. Nếu nói từ đại cục, tôi ủng hộ chuyển hình kinh tế loại hình nguồn năng lượng của tỉnh Tây chuyển hình, nhưng theo giấc mộng bất diệt trong lòng một người có địa vị chính trị. Lời của Lôi Trị Học là thật hay giả, Hạ Tưởng sẽ không vội kết luận, ít nhất hắn nghĩ, lúc Lôi Trị Học nói những lời vừa rồi với hắn, ít nhất cũng có 7 phần trung thực. Người trốn quan trường, thân không thể tự quyết định, Hạ Tưởng, cậu có thể thông cảm một phen bất đắc dĩ của tôi được không? Lôi Trị Học nhìn thẳng vào hai mắt của Hạ Tưởng, trong mắt chớp động ánh mắt khát vọng được đồng ý. Hạ Tưởng tâm tình phức tạp, Lôi Trị Học dùng tấm chân tình thật mà nói chuyện, đánh trúng vào điểm yếu của hắn. Nhược điểm lớn nhất của hắn chính là ăn mềm không ăn cứng, cũng là lúc hắn ở trốn quan trường nhiều năm qua, lời vừa nãy của Lôi Trị Học liền làm hắn lập tức mất đi sức phán đoán chính xác. Tôi cũng rất hiểu tình cảnh của ông, mặc dù thân không tự quyết định được, cũng luôn phải nhận thức chuẩn một đường lớn. Tiếp tục đi tiếp. Hạ Tưởng đáp lại Lôi Trị Học một câu. Lôi Trị Học khẽ gật đầu. Bước chân như miếng băng mỏng, phải cẩn trọng, người ngoài chỉ nhìn thấy ánh hào quang của người trên quan trường,
không nhìn thấy sự hoảng loạn của họ. Anh ta chậm rãi ăn một miếng. Nói là ba điều kiện, thực ra là ba lời hứa hẹn. Một, từ nay về sau chuyện kinh tế của tỉnh Tây tôi sẽ không nhúng tay vào nữa, cũng không phát biểu ý kiến có tính chỉ đạo gì nữa. Hạ Tưởng hơi sừng sốt, Lôi Trị Học hoàn toàn trao quyền cho cấp dưới, nhân vật số một thật có thể không tham dự vào việc chính trị. Phải biết đối với tỉnh Tây mà nói, bây giờ đang trong lúc chuyển hình kinh tế rất quan trọng. Chính là nói, ngoài việc kinh tế không có đại sự, Lôi Trị Học thân là bí thư tỉnh ủy không nhúng tay vào việc kinh tế, tương đương với việc quyền lợi trực tiếp giảm đi một nửa. Hai là có lẽ trong một khoảng thời gian khá dài, trong lúc tôi bận thường xuyên qua lại giữa Bắc Kinh và Tấn Dương, đại bộ phận mọi việc của tỉnh ủy sẽ để lên vai cậu. Đồng chí Hạ Tưởng, hy vọng cậu có thể dũng cảm gánh được gánh nặng này. Điểm thứ hai, nói từ căn bản, là sự kéo dài của điểm thứ nhất, hay là trao quyền cấp dưới, cũng giống như Lôi Trị Học hướng Hạ Tưởng thừa nhận lúc anh ta không ở tỉnh Tây, do Hạ Tưởng tạm thời chủ trì toàn bộ công việc của tỉnh Tây. Nói đúng là, vì nhập cục, Lôi Trị Học quyết định đánh trận lâu dài. Hai điểm ở trên thực tế không có ý gì mới, hoàn toàn nằm trong dự liệu của Hạ Tưởng, hoặc là nói cũng không có bao nhiêu thành ý. Bí thư tỉnh ủy vốn không nên can thiệp quá nhiều vào sự vụ hành chính. Sự tình theo lẽ thường phải làm, lại bị Lôi Trị Học lôi ra để nói chuyện, cũng chứng minh sự không hợp lý về chế độ chính trị trong nước bí thư tỉnh ủy quyền lực quá lớn. Hạ Tưởng cũng không nói tiếp, chỉ đợi vấn đề thứ ba đầy đủ ý nghĩa thực tế nhất của Lôi Trị Học. Thứ ba, muốn từ căn bản xoay chuyển lại cục diện tỉnh Tây, muốn chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng thành công thật sự, tỉnh ủy ít nhất phải điều chỉnh 2-3 lãnh đạo chủ yếu mới được. Quả nhiên Lôi Trị Học vừa mở miệng liền nói vào trọng tâm, có thể nói anh ta đối với tình hình tỉnh Tề hiểu rất rõ. Ở mặt ngoài, chúng ta có thể tiếp tục duy trì hiện trạng, nhưng âm thầm nhường đường cho cậu ở một vài việc. Vừa nói xong, Lôi Trị Học nhớm người tách khỏi bàn hướng Hạ Tưởng vươn tay phải ra. Điểm thứ ba làm nền. Hạ Tưởng chậm rãi vươn tay phải ra bắt tay với Lôi Trị Học, cách nhau một bàn, tương đương với hợp tác cố tìm điểm chung, gác lại bất đồng. Mặc dù hai người lập trường không giống nhau, lại có ngăn cách nhưng cũng không ngăn cản hợp tác của hai người ở tỉnh Tây. Nói cách khác, Hạ Tưởng cầu thành tích, Lôi Trị Học cầu tiền đồ, mục đích bất đồng. Nhưng trong việc nội bộ đối đãi như thế nào với tỉnh Tây, lại hoàn toàn đạt được thống nhất. Sau này, Hạ Tưởng gây sức ép như thế nào, Lôi Trị Học đều nhắm một mắt, mở một mắt. Lúc cần thiết, Lôi Trị Học sẽ vì Hạ Tưởng giảng hòa. Nếu như cần biến động nhân sự, Lôi Trị Học sẽ ngoài mặt phản đối bên trong phối hợp. Nói tóm lại một câu, Lôi Trị Học sẽ ở tỉnh Tây áp dụng phương pháp làm việc ngoài tranh chấp trong hòa thuận với Hạ Tưởng. Cảm ơn sự giúp đỡ rất lớn của Bí Thư Lôi với công tác của chính quyền, tỉnh Tây có Bí Thư Lôi là phúc của nhân dân tỉnh Tây. Hạ Tưởng biết đằng sau sự khẳng khái của Lôi Trị Học, cần cái gì, yêu cầu nhiều hơn và dưới tình hình mục tiêu càng xa rộng hơn, mới có thể trở nên thờ ơ với lợi ích trước mắt. Tôi tin rằng, quốc gia có Bí Thư Lôi, là phúc của nhân dân cả nước. Đem Lôi Trị Học bay lên độ cao của nhân dân toàn quốc, ý trong đó chính là Hạ Tưởng sẽ vì Lôi Trị Học trở thành lãnh đạo quốc gia, âm thầm trợ giúp một tay. Lôi Trị Học mỉm cười gật đầu. Đồ ăn hôm nay đơn giản hơn một chút, ăn có quen không? Tôi không quá kén chọn trong việc ăn uống, có một câu nói rất hay, ăn không cầu no. Hạ Tưởng cơ trí đối đáp lại một câu. Lôi Trị Học hiểu ý mỉm cười, nguyên lời văn cổ mà Hạ Tưởng trích dẫn là lời của Khổng Tử. Quân tử thực vô cầu báo, cư vô cầu an, mẫn vu sự nhi thận vu ngôn, tự hữu đạo nhi chính yên. Cố ý lược bỏ hai chữ, quân tử, phía trước, chính là muốn nhấn mạnh hội đàm hôm nay là lời quân tử. Quân tử thực vô cầu báo, cư vô cầu an, mẫn vu sự nhi thận vu ngôn, tự hữu đạo nhi chính yên. Lời của Khổng Tử. Dịch nghĩa, người quân tử miễn có ăn có chỗ thì thôi, không cần sướng miệng, sang trọng siêng năng làm việc, thận trọng lời nói. Tìm người đạo đức để noi theo mà sửa mình, được như vậy mới đáng là người ham học. Trong quan trường không có quân tử, Lôi Trị Học sẽ không dựa vào quân tử cổ phong để yêu cầu Hạ Tưởng. Gã chỉ cần biết, Hạ Tưởng là người nói lời giữ lời, chỉ ít so với một vài tên tiểu nhân thay đổi thất thường trên quan trường, Hạ Tưởng có thể tin hơn. Vì thế, một bữa ăn trưa vô cùng vui vẻ. Bí mật giữa Hạ Tưởng và Lôi Trị Học cũng không mấy người biết. Ngay cả Đường Thiên Vân và Trần Hạo cũng chỉ biết một mà không biết hai. Vốn dĩ nếu không xảy ra bất ngờ gì,
hợp tác giữa hắn và Lôi Trị Học hoàn toàn có thể nửa sáng nửa tối mà thúc đẩy tiến trình chuyển hình của tỉnh Tây, và có hy vọng trong vòng 3 năm thực hiện mục tiêu dự định, nhưng lại xuất hiện một bất ngờ không lớn không nhỏ, dẫn đến việc sự tình xuất hiện sự lệch lạc không thể khống chế. Bất ngờ là do Trần Hạo gây ra. Buổi chiều về lại tỉnh ủy, Hạ Tưởng và Lôi Trị Học vẫn cố ý duy trì khoảng cách, một trước một sau xuất hiện ở tỉnh ủy, mục đích là không muốn mọi người ngờ vực vô căn cứ quá nhiều, nhưng vẫn có người có ý phát hiện ra manh mối. Không phải ai khác chính là Vương Hướng Tiền. Vương Hướng Tiền từ việc Lôi Trị Học đột nhiên chuyển hướng ở hội nghị thường vụ, nhạy bén phát hiện ra ra ú hiệu khác thường, nhận định Lôi Trị Học có khả năng lập trường buông lỏng, y liền bắt đầu lưu ý mật thiết đến hành tung của Lôi Trị Học. Việc Lôi Trị Học mời Hạ Tưởng cùng ăn trưa, y vốn dĩ không biết, nhưng vào lúc buổi trưa, ma xui quỷ khiến cảm thấy có chỗ không đúng lắm liền gọi điện thoại cho Trần Hạo, kết quả khiến cho y trong lòng thất kinh. Trong tổ chức chính trị của Lôi Trị Học, Vương Hướng Tiền có đầu óc chính trị nhất, khiến người ta cảnh giác nhất, y cũng rất rõ thủ đoạn của Hạ Tưởng, cũng biết Hạ Tưởng trên đường đi của mình đã xúi dục vô số đối thủ chính trị, vạn nhất Lôi Trị Học cũng vì việc nhập cục mà bị Hạ Tưởng xúi dục, liền rắc rối to. Tỉnh Tây không những bị Hạ Tưởng thuận lợi nắm trong tay, thậm chí còn có khả năng làm cho đại kế của Hạ Tưởng có thể thành công, đến lúc đó, truyền hình kinh tế loại hình nguồn năng lượng đẩy đến chỗ sâu nhất, nếu chẳng may rút ra cây củ cải dính đầy bùn, sẽ có khả năng kéo y xuống nước. Buổi chiều vừa bắt đầu làm việc, Vương Hướng Tiền liền mượn cớ đến bàn làm việc của Lôi Trị Học. Y chỉ đến gian ngoài, sau khi nói vài câu với Trần Hạo, thần bí mà đè thấp giọng nói. Thư ký Trần, mới phát hiện một chỗ được lắm, buổi tối cùng nhau đi thả lỏng một chút không? Trần Hạo mắt sáng ngời, lại nhìn vào trong phòng một cái. E là buổi tối lãnh đạo triệu tập. Đừng lo, nếu chẳng may lãnh đạo có việc, tôi thay cậu yểm hộ. Trần Hạo nheo mắt. Tôi thả lỏng hay không cũng không sao, có thể đi cùng Phó Chủ tịch tỉnh Vương là vinh hạnh của tôi. Vương Hướng Tiền hưởng thụ mà mỉm cười. Thư ký Trần chê cười tôi phải không? Nói như vậy là chắc chắn rồi nhé. Quyết định như vậy sao? Trần Diễm không dám tin mà hướng về phía Quý Như Lan. Cô thật sự quyết định rồi. Quyết định rồi. Quý Như Lan gật gật đầu. Cô còn chưa hiểu tính cách của tôi, việc đã quyết định sẽ không thay đổi. Trần Diễm thở dài một hơi. Nếu tôi có thể tự nhiên như cô thì tốt rồi, vừa xong Nga Ni Trần gọi điện thoại đến, rõ ràng là hỏi chuyện cổ phần, trên thực tế lại là tìm hiểu hành động tiếp theo của Giang Cương, tôi lại không thể nói quá tỉ mỉ. Quý Như Lan quấy cà phê trong tách, hời hợt nói. Đường nằm ở dưới chân, mỗi bước đều phải nghĩ kỹ rồi hãy đặt chân, nếu không, quay đầu lại sẽ khó khăn. Trần Diễm kinh hãi. Như Lan. Cô nói tôi nên làm thế nào? Giang Cương lập tức muốn xuống tay rồi. Rất đơn giản. Quý Như Lan thản nhiên nói. Bề ngoài nói một đằng, bên chóc làm một nẻo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giang Cương quả thực đã chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa. Cả nhà đoàn kết nhất trí, trên dưới một lòng, cho dù Giang Cương đối với Giang An có chứa nhiều bất mãn, nhưng có một điểm ông ta vô cùng vừa lòng đối với Giang An. Chỉ cần có chuyện gì xấu cần Giang An làm, Giang An tuyệt đối nghiêm túc và nhiệt tình như lửa, hơn nữa thường thường còn có những ý đồ phá hoại không thể ngờ tới. Giang Cương cũng vừa mới tha thứ cho hành vi càn quấy phá sản của Giang An, đem món nợ mà Giang An phải đền bù mất 10% cổ phần tính lên đầu của Hạ Tưởng, nếu không phải Hạ Tưởng bức bách, Giang An cũng không đến mức ra tay lung tung. Đương nhiên, dụng ý thâm sâu hơn, Giang Cương cũng sẽ không nói ra. Ông ta mượn sự càn quấy của Giang An và lòng tham của Trần Diễm, thành công đưa Trần Diễm vào cạm bẫy của ông ta. Bây giờ Trần Diễm bị ông ta sử dụng, trốn không thoát lòng bàn tay của ông ta. Đem so sánh một chút, cổ phần chuyển nhượng rồi có thể mua lại, tiền không có thì có thể kiếm về. Nhưng Trần Diễm là một nhân tinh, tình huống thông thường rất khó để cho người khác sử dụng. Có thể làm cho Trần Diễm bán mạng vì anh ta, cũng coi như là thành công không tồi. Thử hỏi ở tỉnh Tây, người chủ mỏ than nào dám nói có thể khiến Trần Diễm thần phục. Chỉ cần Trần Diễm có thể kéo Hạ Tưởng xuống nước, cho dù là chỉ ướt một ống quần, cũng là thành công lớn trong việc ông ta đã tỉ mỉ bày ra kế hoạch. Giang Cương thậm chí nghĩ một cách đắc ý, vì Hạ Tưởng chuẩn bị vô số hố to, nhất định có một hố làm Hạ Tưởng sụt chân, lại có cái người khiến Hạ Tưởng đau thắt lưng, ông ta sẽ coi là thành công lớn. Còn về cuối cùng có thể chôn sống Hạ Tưởng hay không? Ông ta không ôm hy vọng quá lớn,
chỉ cầu Hạ Tưởng thất bại ở tỉnh Tây, không ổn nhất, Hạ Tưởng chỉ cần không gây sức ép chuyển hình kinh tế loại hình nguồn năng lượng gì đó, đã cảm ơn trời đất rồi. Ông ta tình nguyện tặng Hạ Tưởng 1 tỷ để hắn tiêu pha, chỉ cần Hạ Tưởng không động đến hòn ngọc của ông ta. Nhưng Hạ Tưởng chính là một quả dưa chưa chín, nhất định phải liều lĩnh thúc đẩy chuyển hình, là não hoen gì rồi hay người ngu vậy? Được, nếu nhất định muốn đi theo con đường tội ác, vậy thì ông ta sẽ tháp tùng đến cuối cùng. Chuẩn bị tốt ngày mai động thủ, vào buổi trưa, lại nhận được điện thoại của Vương Hướng Tiền, muốn ông ta tham gia một tiệc rượu. Bình thường Phó Chủ tịch tỉnh Vương gọi điện thoại triệu tập, ông ta đi tiếp khách, kỳ thật là đi tính tiền, Giang Cương không muốn đi, nhưng Vương Hướng Tiền cứ nhấn mạnh ông ta nhất định phải đến. Giang Cương không tình nguyện lắm đi đến Á Long Loan Thủy Hương Tấn Dương thiếu nước, vì vậy các tiểu khu hoặc tửu lầu đều thích lấy nước đặt tên, có điều chỉ là tự tiêu khiển tự vui vẻ mà thôi. Sau khi xuống xe mới phát hiện Vương Hướng Tiền lại chờ ở bên ngoài, ông ta liền biết, bữa cơm hôm nay có chút đáng được chú ý. Là thư ký Trần. Vương Hướng Tiền thấp giọng nói. Hôm nay cậu phối hợp một chút, sau khi uống rượu nói lời thật. Giang Cương gật đầu. Muốn nói lời quan trọng gì? Vương Hướng Tiền không trả lời trực tiếp. Bây giờ không dễ xác định, khả năng sự phát triển của tình thế rất không có lợi. Đúng rồi, hai sở thích lớn nhất của Trần Hạo là tiền tài và sắc. Tiền tài không thành vấn đề, thẻ có rất nhiều. Giang Cương vỗ vỗ cái bao trong tay. Sắc, chỉ là không biết thư ký Trần thích loại khẩu vị nào. Vương Hướng Tiền cười cười không nói gì, cất bước hướng vào trong. Giang Cương hiểu rõ, dù sao Vương Hướng Tiền đã sắp xếp ổn rồi, ông ta liền một bên cân nhắc một bên đi theo vào, trong lòng còn nghĩ, Vương Hướng Tiền đường đường là một phó chủ tịch thường trực tỉnh đích thân ra mặt bãi bình đệ nhất thư ký tỉnh ủy, đã nói rõ một điểm, Vương Hướng Tiền đang tính kế với Lôi Trị Học. Chẳng lẽ nói, giữa Vương Hướng Tiền và Lôi Trị Học có ngăn cách hay sao? Giang Cương liền đột nhiên cảm thấy bước chân nặng nề hơn rất nhiều. Sau khi Quý Như Lan và Trần Diễm gặp mặt, lại gặp mặt với Nghiêm Tiểu Thì. Biết Nghiêm Tiểu Thì đến Tấn Dương, Quý Như Lan hơi hơi giật mình, đoán Nghiêm Tiểu Thì đến Tấn Dương là vì cái gì, chỉ vì Hạ Tưởng sai khiến. Hẳn là không phải, Nghiêm Tiểu Thời là động vật kinh tế, một lòng chỉ muốn kiếm nhiều tiền. Địa điểm gặp mặt với Nghiêm Tiểu Thì là một quán trà, được xưng là quán trà ngon nhất Tấn Dương, nhưng hương vị của trà cực kém, Quý Như Lan chỉ uống một ngụm liền nhíu mày không uống. Cũng đúng, Tấn Dương cũng không sản xuất trà, đương nhiên uống không ngon bằng loại trà do cô tự tay ngắt lấy và sao chế. Đến Tấn Dương là vì tình yêu hay sự nghiệp? Quý Như Lan đơn giản gọi một ly nước lọc. Cả hai đều có, cùng lúc cũng vì tình bạn. Nghiêm Tiểu Thì cũng không quen uống trà ở Tấn Dương, cũng muốn uống nước lọc. Vì tôi, Quý Như Lan không tin, cười khẽ. Tôi mới không tin chuyện ma quỷ của cô. Tôi muốn nhúng tay vào ngành sản xuất điện lực ở Tấn Dương, nhưng tôi không có trợ lực chính trị, hy vọng cô có thể liên thủ với tôi. Quý Như Lan giật mình không nhỏ, ngành sản xuất điện lực trước nay là ngành sản xuất lũng đoạn, rõ ràng là lũng đoạn quốc gia, thực ra cũng bị nhân vật chính trị cá biệt lũng đoạn rồi, điện lực và dầu mỏ giống nhau. Bối cảnh chính trị phía sau cực kỳ hùng hậu, người bình thường muốn tiến quân vào ngành sản xuất điện lực là si tâm vọng tưởng. Cho dù cô có vài tỷ hay hơn chục tỷ, ném vào trong ngành điện lực cũng không thấy một bọt nước. Điện lực là ngành kiếm tiền nhưng không phải ai cũng chơi được. Tôi khuyên cô thu lại ý nghĩ đó đi, đừng nghĩ ngợi lung tung. Không nghĩ không được, nghe anh ấy nói, bây giờ có một cơ hội tốt không thể bỏ qua. Bây giờ khí hậu chính trị tỉnh Tây còn có tài chính. Mỗi người đều có vị trí riêng, khuyết thiếu chính là một điểm tựa. Nghiêm Tiểu Thì cười duyên dáng nhìn Quý Như Lan. Như Lan, tôi rất khâm phục ý nghĩ chính trị của cô, nếu chúng ta liên thủ, liệu có tạo ra kỳ tích hay không? Quý Như Lan không cười, cô rất rõ, cái Nghiêm Tiểu Thì nhìn chúng không chỉ là trí tuệ chính trị của cô, còn có tiếng vang của nhà họ Quý ở Bắc Kinh thậm chí Lĩnh Nam, và phân lượng không gì sánh được của thế lực gia tộc truyền thống của nhà họ Quý. Điều kiện chính trị tỉnh Tây đã chín muồi, bởi vì tài chính cũng đầy đủ, tin rằng Nghiêm Tiểu Thì cũng có thực lực nhất định, khiếm khuyết duy nhất chính là một cái cớ, là Nghiêm Tiểu Thì phải lấy danh nghĩa của ai để tiến quân vào ngành sản xuất điện lực. Dựa vào danh nghĩa của Hạ Tưởng, không được, Hạ Tưởng là chủ tịch tỉnh của tỉnh Tây, hắn không thể trực tiếp nhúng tay vào sự vụ kinh doanh tỉnh Tây, không hợp với quy củ quan trường. Vậy thì dựa vào danh của nhà họ Quý là lựa chọn tốt nhất. Đầu tiên thực lực của nhà họ Quý cũng đủ,
tiếp nữa nhà họ Quý và hậu trường lớn nhất của ngành sản xuất điện lực ở Bắc Kinh có giao tình. Cuối cùng, dựa vào trọng lượng của nhà họ Quý ở nền chính trị trong nước, muốn phân một chén canh ở ngành sản xuất điện lực, có người mặc dù không tình nguyện nhưng nhiều ít cũng phải nhượng bộ thích hợp. Tính toán thật khôn khéo, chủ ý kéo nhà họ Quý xuống nước chắc chắn là của Hạ Tưởng, Quý Như Lan mơ hồ muốn tức giận. Nhưng lại nghĩ một chút, Hạ Tưởng làm sao lại không muốn tạo ra một cơ hội khiến nhà họ Quý đi ra khỏi lĩnh Nam, bố cục cả nước. Hơn nữa nói không chừng cũng mượn việc này để cô ở tại Tấn Dương. Vừa nghĩ đến đây, không tránh được tim đập loạn lên, mặt thậm chí còn hơi đỏ. Quý Như Lan trầm mặc trong chốc lát, mới nói. Đây là chuyện đại sự, tôi không làm chủ được, phải thương lượng với trong nhà một chút. Cơ hội không thể bỏ qua, mất rồi sẽ không đến nữa. Nghiêm Tiểu thì kinh doanh nhiều năm, biết đạo lý giữ vững, nâng cao giá cả hợp lý. Anh ấy nói lúc này Tấn Dương lập tức sẽ xuất hiện một cơ hội cực tốt, bỏ qua rồi, muốn tiến quân ngành sản xuất điện lực liền khó như lên trời. Nghiêm Tiểu thì chỉ biết một không biết hai, Quý Như Lan lại vừa biết một vừa biết hai. Cơ hội mà Hạ Tưởng nói chẳng phải là sự kiện điện giật mà Trần Diễm nói sao? Nghĩ sâu một chút, quả nhiên đúng là như vậy. Quý Như Lan vốn không hứng thú với việc tiến quân vào ngành sản xuất điện lực lắm. Dù sao sự việc xảy ra quá đột ngột, nhưng không nghĩ thì không sao, vừa nghĩ liền làm cô lâm vào tâm động, nhạy bén phát hiện một cơ hội có 102 đang bày ra trước mắt. Nhà họ Quý ở lĩnh Nam an phận lâu quá rồi, là lúc nên ra khỏi lĩnh Nam hướng bố cục toàn quốc, nếu không, thế lực gia tộc truyền thống như nhà họ Quý sau khi trải qua 2-3 đời, thậm chí có khả năng hoàn toàn tiêu vong. Mà so sánh một chút, thế lực gia tộc mới nổi không những lớn mạnh rất nhanh, thậm chí thân là lực lượng trung tâm như Hạ Tưởng, có hy vọng giành ngôi trong một số năm sau. So sánh một chút, khoảng cách càng ngày càng lớn. Quý Như Lan cuối cùng kiềm chế không được. Tôi lập tức sẽ thương lượng với trong nhà. Nghiêm Tiểu thì vui mừng mỉm cười. Nghiêm Tiểu thì tóc phủ ngang vai, dáng người uyển chuyển, chỉ mặc một bộ quần áo ngủ nhẹ như lụa, chắp tay sau lưng, nhón chân đứng phía sau Hạ Tưởng, ôm lấy Hạ Tưởng. Dịu dàng nói. Nghĩ thấy đã quen anh mười mấy năm rồi, từ lúc bắt đầu bị anh lợi dụng, đến bây giờ người cũng trao cho anh nói xem, anh có thấy em rất ngốc hay không? Hạ Tưởng đang cúi đầu xem xét một phần tài liệu, là sơ đồ phân bố cụ thể mạng lưới điện tỉnh Tề. Thực ra sơ đồ phân bố mạng lưới điện không có gì đáng để xem, mạng lưới quan hệ giấu phía sau mạng lưới điện mới là chỗ Hạ Tưởng quan tâm nhất. Thế lực sau lưng mạng lưới điện còn hung hậu hơn so với thế lực sau lưng than đá, càng khiến người ta sợ. Muốn phá giải bố cục của mạng lưới điện, dựa vào vị trí chủ tịch tỉnh của Hạ Tưởng là nhiệm vụ không thể. Nhưng Hạ Tưởng cũng không đợi đến khi nhòm ngó ngôi báu mới làm thế nọ làm thế kia. Bây giờ, hoàn toàn có thể ở tỉnh Tây phá giải bước đầu tiên vấn đề điện lực khó khăn. Phá giải trận đầu tiên trong bố cục mạng lưới điện, sẽ bắt đầu từ bước đầu tiên ở Giang Cương, cũng có thể nói. Bắt đầu từ sự liên thủ của Nghiêm Tiểu thì và Quý Như Lan. Em không ngốc, là cuồng nhiệt. Hạ Tưởng mỉm cười, quay đầu đẩy Nghiêm Tiểu thì ra. Đừng nũng nịu nữa, nói chuyện chính đi, Như Lan nói thế nào. Sau khi cô ấy gọi một cuộc điện thoại, ngồi chuyến bay buổi tối về Dương Thành rồi, muốn nói chuyện với Quý Trường Hạnh ở Dương Thành. Nghiêm Tiểu thì sau khi bị Hạ Tưởng đẩy ra lại quấn lấy. Anh cũng thật lợi hại. Sao lại tính được Quý Như Lan khẳng định sẽ động tâm? Rất đơn giản, chỉ cần lúc em suy xét vấn đề, nên đứng ở lập trường đối phương nghĩ nhiều một chút, nhất định có thể đả động đối phương. Giống như em thay bản thân suy xét vấn đề vậy, tự mình khuyên mình, làm sao mà không động tâm? Hạ Tưởng giải thích nói. Rất nhiều người việc gì cũng chỉ nghĩ đến mình, lại không biết, suy nghĩ cho người khác chính là suy nghĩ cho mình. Đạo lý của anh luôn rất thâm sâu. Em không hiểu lắm, nhưng em chỉ cần biết em nghe lời anh chuẩn không sai là được. Nghiêm Tiểu thì từ phía sau ôm chặt lấy Hạ Tưởng. Tối hôm nay phải đền em nhiều một chút, em muốn hạnh phúc như cổ ngọc. Hạ Tưởng không còn lời nào để nói. Sáng ngày tiếp theo, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chính thức hành văn, bổ nhiệm Cửu Đường là ủy viên thường vụ thành ủy Tấn Dương, bí thư đảng ủy công an, phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Dương Nhậm Hải đích thân đi cùng Cửu Đường chính thức nhận nhiệm vụ. Cửu Đường chính thức nhận nhiệm vụ, bước tiếp theo, chỉ cần đi qua trình tự hội đồng nhân dân liền có thể hoàn toàn quản lý cục công an thành phố. Vì vậy, chính thức xác lập Hạ Tưởng hoàn toàn nắm trong tay cục công an thành phố. Chính là nói,
bố cục về mặt chính trị của Hạ Tưởng đã hoàn toàn tuyên cáo hoàn thành. Bước tiếp theo chính là xuất kích cú đấm mạnh của lực lượng chuyên chính. Buổi chiều, sự kiện tích tụ đã lâu rốt cục bạo phát. Sự việc không hề xảy ra ở trong thành Tấn Dương, mà ở huyện Thủy Phong trực thuộc Tấn Dương. Động tính sự kiện không nhỏ, ít nhất có 300 người tham gia chiến đấu vũ trang. Nguyên nhân của sự việc vẫn là do lợi ích phân chia không đều. Giống như hiện trạng của ngành than, bất hòa về ích lợi của ngành sản xuất điện ở tỉnh Tây, cũng là oán hận chất chứa sâu đậm, nhưng lại khác với oán hận chất chứa tập trung ở việc phân phối của ngành than, đó là bất hòa về lợi ích của ngành sản xuất điện lực, chủ yếu là xung đột lợi ích giữa mạng lưới điện địa phương và mạng lưới điện quốc gia. Nguyên nhân của sự việc, nhìn từ bên ngoài mà nói thì vẫn là xung đột về việc phân chia lợi ích giữa mạng lưới điện địa phương và mạng lưới điện quốc gia. Từ bản chất mà nói, thực ra vẫn là hình ảnh thu nhỏ của việc tranh lợi giữa quốc gia và các tỉnh, dân chúng. Lúc sự việc xảy ra, vượt qua con số 200 công nhân viên chức điện lực địa phương tỉnh Tây bị cưỡng ép kéo dòng đường dây truyền tải 330 kV thuộc công ty mạng lưới điện quốc gia. Càng làm cho người ta khó có thể tin đó là, cảnh sát huyện Thủy Phong tỉnh Tây kịp thời xông đến 100 người, nhưng không những không ngăn chặn, lại còn cùng tham gia vào và chế tạo sự kiện bạo lực uy hiếp nghiêm trọng đến việc an toàn vận hành mạng lưới điện quốc gia. Công nhân viên chức và cảnh sát tổng cộng có hơn 300 người, trong tay cầm các loại vũ khí, xẻng, côn cảnh sát, thép cây, gậy gỗ, mà cảnh sát toàn mang vũ trang hạng nặng, thậm chí còn dùng tấm chắn phòng ngừa bạo lực, hùng hổ xông vào trụ sở của mạng lưới điện quốc gia ở tỉnh Tây, nhất loạt xông lên, đánh đập tàn nhẫn, ngay tại chỗ gây ra một nhân viên của mạng lưới điện quốc gia tử vong, 6 người trọng thương, mười mấy người bị thương nhẹ. Sự kiện mặc dù xảy ra ở huyện Phong Thủy, nhưng huyện Phong Thủy cách Tấn Dương không xa, là trụ sở của Tổng Công ty Điện lực tỉnh Tây, gọi tắt là Điện địa nhiệt tỉnh Tây. Bạo lực lần này ở Điện địa nhiệt tỉnh Tây đánh vào tác nghiệp bình thường của công nhân viên chức mạng lưới điện quốc gia, và tập kích công nhân viên chức mạng lưới điện quốc gia, không phải án cô lập, cũng là trạng thái bùng nổ sau khi oán hận tích cóp từng chút một đến một mức độ nhất định. Từ sớm năm 2009, công ty thành viên cung cấp điện điện huyện Đoàn Văn Điện địa nhiệt tỉnh Tây từng phát sinh vụ án tương tự với công ty mạng lưới điện quốc gia. Lúc đó gọi là sự kiện Đoàn Văn, từng chấn động một thời, làm cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây vô cùng đau đầu, và dẫn đến việc mạng lưới điện lực quốc gia vô cùng bất mãn với tỉnh Tây. Cuối cùng thậm chí nội các chính phủ ra mặt can thiệp mới bình ổn được việc này. Bình ổn chẳng qua là che giấu mâu thuẫn, mà không hề giải quyết mâu thuẫn từ căn bản của vấn đề. Giống như mèo giấu cứt, chỉ là cách tự lừa dối mình, không lừa dối được người khác. Đáng tiếc chủ tịch tỉnh lúc đó không phải là Hạ Tưởng, dưới áp lực của Trung ương, chỉ có thể thỏa hiệp, hy sinh lợi ích tỉnh Tây để duy trì quyền uy của Trung ương. Nào ngờ sự phát triển chính sách của Trung ương đối với sự cướp đoạt và vắt ép không công bằng ở các tỉnh, từ lúc bắt đầu cải cách mở cửa liền chôn xuống một tai họa ngầm, chỉ làm bánh ngọt mà không phân chia. Cho đến tận hôm nay vẫn còn làm cho các tỉnh trong lục địa lạc hậu hướng các tỉnh phát đạt giàu có ở vùng duyên hải cung cấp tài nguyên và sức lao động giá rẻ, là sự cướp đoạt gây ra tổn thất không thể bù đắp lại. Nếu nội các chính phủ rốt cuộc ý thức được chính sách lệch lạc gây tổn thất không thể bù đắp, không chỉ không giúp các tỉnh vùng duyên hải thêm một bước nâng cao tổng sản lượng, mà còn làm cho nhà giàu càng giàu, nhà nghèo càng nghèo, thậm chí còn có thể khiến sự chênh lệch giàu nghèo gia tăng đến bên bờ nguy hiểm. Vì vậy, mới có sự ra đời của chính sách chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây, cũng đã có thí điểm mở cửa giá cả than đá. Cải cách ngành than bắt buộc phải làm, ngành sản xuất điện lực chẳng lẽ thờ ơ. Nên nói, Giang Cương chọn đứng sau lưng cổ vũ xung đột mâu thuẫn giữa nơi sản xuất điện tỉnh Tây và mạng lưới điện quốc gia để gây khó khăn cho Hạ Tưởng, quả thực là một nước cờ cao minh, sau lưng khẳng định có cao nhân chính trị chỉ điểm. Nếu không, dựa vào trí tuệ chính trị của Giang Cương, quả quyết sẽ không nghĩ ra chiêu có lực sát thương lớn như vậy. So với vấn đề khó khăn của ngành than, khó khăn của ngành điện lực càng khó giải quyết. Tin rằng thế lực của Hạ Tưởng lớn mạnh đến đâu, có bệ đỡ cao đến đâu cũng không chuyển được ngọn núi lớn ngành sản xuất điện lực. Giang Cương liền một lòng nhận định, xung đột một khi nổi lên, sẽ làm cho con đường làm chủ tịch tỉnh Tây của Hạ Tưởng bịt kín một tầng bóng ma. Nếu xử lý không tốt mâu thuẫn ngành sản xuất điện, Hạ Tưởng chọc giận nhân vật thực lực siêu quần sau lưng ngành sản xuất điện, có muốn dọn dẹp mọi thứ cũng khó. Nói không chừng, cuối cùng nỗ lực cố gắng thúc đẩy chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng sẽ phó mặc cho nước chảy. Cũng quả thật, xuất phát từ vị trí của Giang Cương, dựa vào ánh mắt của y phân tích vấn đề,
bạo lực giữa mạng lưới điện tỉnh Tây và mạng lưới điện quốc gia, làm cho chủ tịch tỉnh Hạ Tưởng mới nhận chức không lâu khó tránh khỏi đau đầu mà không biết theo ai. Bảo vệ lợi ích của tỉnh Tây là chức trách của chủ tịch tỉnh, nhưng khẳng định sẽ làm cho quốc gia không hài lòng. Nếu bảo vệ lợi ích của mạng lưới điện quốc gia, Hạ Tưởng luôn miệng nói dành lợi ích cho tỉnh Tây, phải vì tỉnh Tây tranh đấu lấy chính sách, cái gọi là chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng trở thành nói suông. Sau khi sự việc xảy ra, Giang Cương Lã Vọng Buông Cần thật đúng là một trung tâm có tên là Đài Điếu Ngư ngồi đợi Hạ Tưởng giải quyết vấn đề. Y phải cố gắng thưởng thức Hạ Tưởng làm thế nào tự đánh vào miệng mình, làm sao ở trước mặt xí nghiệp tỉnh Tây lộ ra sắc mặt thực sự, lời nói giống tuếch. Y vừa uống trà vừa đợi tin tức, gần như muốn cười ra tiếng. Tuy rằng giá cổ phần của xí nghiệp khai thác mỏ An Đạt giảm mạnh, làm cho y tổn thất nghiêm trọng, nhưng sự vui sướng vì sắp hòa nhau một ván vẫn làm cho y cực kỳ đắc ý. Dù sao xí nghiệp khai thác mỏ An Đạt cũng chỉ là một trong những sản nghiệp dưới danh nghĩa của y, không phải toàn bộ, không ảnh hưởng đến gốc rễ của y. Hơn nữa tin rằng sau khi Hạ Tưởng lún sâu vào hoàn cảnh khó khăn của ngành điện lực, không có thời gian bận tâm cải cách xí nghiệp than đá. Không cần bao lâu, cổ phần xí nghiệp khai thác mỏ An Đạt của y sẽ có thể trở về vị trí giá cả bình thường. Thậm chí còn có thể tăng lên không ít. Rất nhanh liền có tin tức truyền đến sau khi Hạ Tưởng nghe được sự kiện dùng bạo lực, lập tức triệu tập hội nghị khẩn cấp. Tại hội nghị, Hạ Tưởng yêu cầu nghiêm khắc khống chế tình thế phát triển thêm một bước, tránh việc không thể khống chế được, và chỉ định Vương Hướng Tiền làm người phụ trách toàn quyền, đi tới hiện trường giải quyết sự việc một cách thỏa đáng. Sau hội nghị chính quyền, Vương Hướng Tiền khẩn cấp đến huyện Phong Thủy, Mã Dục hộ tống. Vương Hướng Tiền thân là phó chủ tịch thường trực tỉnh, có phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh đối ứng, nhưng lại do trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh đi cùng, sắp xếp như vậy làm người ta không khỏi nghĩ nhiều. Bây giờ về cơ bản mọi người đều rõ ràng, Mã Dục đã hoàn toàn đảo hướng về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng ngồi ở trong văn phòng, không chút hoang mang uống một ngụm trà, không có một chút bối rối vì chuyện đã xảy ra, trái lại là một vẻ mặt thản nhiên như đã định liệu trước. Đường Thiên Vân tán hưởng nhất chính là sự tự tin khi biểu lộ là kẻ bề trên có uy thế của Hạ Tưởng. Lãnh đạo, Phó Chủ tịch tỉnh Vương đi xử lý công việc, liệu sẽ là kết quả gì? Đường Thiên Vân đã quyết định từ nay về sau sẽ đi theo từng bước chân của Hạ Tưởng, thừa dịp tuổi còn trẻ theo Hạ Tưởng học con đường theo nghiệp chính trị. Không có kết quả chính là kết quả tốt nhất. Hạ Tưởng hơi mỉm cười, trong lòng biết muốn hài hòa mâu thuẫn giữa nơi sản xuất điện của tỉnh Tây và mạng lưới điện quốc gia, chỉ có thể ba phải. Xuất phát điểm của tỉnh Tây đương nhiên sẽ lệch về hướng nơi sản xuất điện của tỉnh Tây, nhưng mạng lưới điện quốc gia có quyền lớn phê duyệt hành chính, lại không thể đắc tội. Cuối cùng chắc chắn là một kết cục không giải quyết được gì. Vương Hướng Tiền phân quản điện lực, phái anh ta đi, danh chính ngôn thuận. Còn nữa, Hạ Tưởng cũng rõ Giang Cương kẻ cổ vũ đằng sau sự kiện là muốn mượn cơ hội bôi đen lên mặt hắn, hắn lại muốn xem, Vương Hướng Tiền làm thế nào phối hợp diễn với Giang Cương. Đường Thiên Vân hiểu ý cười. Cũng là làm khó phó chủ tịch tỉnh Vương rồi, mềm không phải, cứng cũng không phải, bên nào cũng khó. Có điều tin rằng Phó Chủ tịch tỉnh Vương cũng có kinh nghiệm xử lý loại việc giống như vậy, lại thêm sớm có chuẩn bị tâm lý, hẳn là rất nhanh sẽ có một kết quả làm cho các bên đều vừa lòng. Hạ Tưởng cũng cười. Nói cũng đúng, nói đi cũng phải nói lại, có Mã Dục cùng đi, gánh nặng trên vai đồng chí Vương Hướng Tiền sẽ nhẹ hơn một chút. Sự kiện dùng bạo lực của mạng lưới điện mấy năm trước, lúc Mã Dục đảm nhiệm Phó trưởng Ban Thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã đúng lúc tự mình tham dự vào quá trình xử lý. Mâu thuẫn giữa ngành điện quốc gia và điện địa phương, không phải vấn đề của tỉnh Tây, là vấn đề mang tính toàn quốc, không dễ giải quyết. Đường Thiên Vân biết rất rõ về sự kiện bạo lực giữa điện quốc gia và điện địa phương mấy năm trước, quy mô không lớn bằng lần này, con số thương vong cũng ít hơn, mâu thuẫn cũng không như hiện tại càng ngày càng lớn, mặc dù lúc đó chấn động một thời nhưng chắc chắn còn dễ xử lý hơn bây giờ. Nguyên nhân cụ thể của sự kiện lần trước bây giờ đã khó mà nghiên cứu cụ thể. Nhưng nguyên nhân của sự kiện lần này là một hạng mục công trình đường truyền 220 kV mà Điện Địa Nhiệt tỉnh Tây lên kế hoạch xây dựng, muốn vượt qua mạng lưới điện chính của tỉnh Tây 330 kV do công ty cung ứng điện thành phố Tấn Dương mạng lưới điện quốc gia quản lý. Theo lẽ thường, chỉ cần thủ tục đầy đủ, mạng lưới điện quốc gia không có lý do nào lại không làm cho thuận lợi. Nhưng sau khi đăng báo, mạng lưới điện quốc gia chậm chạp không có phê chuẩn. Lý do là Điện Địa Nhiệt tỉnh Tây không có bất cứ thủ tục phê duyệt, sát hạch nào,
cũng không hướng công ty mạng lưới điện quốc gia thực hiện việc xin xét tuyển và trình tự xét duyệt tương ứng, cùng lúc không chuẩn bị biện pháp kỹ thuật và an toàn cần thiết. Dựa vào những lời nói thoái thác rất rộng quan trên, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra mạng lưới điện quốc gia là làm lấy lệ, thái độ kéo dài và chẹt họng. Mà cùng lúc với việc không phê duyệt, mạng lưới điện quốc gia còn yêu cầu điện lực địa phương tỉnh Tây nghiêm khắc thực hiện quy trình an toàn, và hai bên đường dây cách 15 mét làm ranh giới trong khu vực bảo vệ công trình điện lực do luật định thực hiện hiện trường bảo điện. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Đúng là hành động bảo điện chọc giận ngành điện địa nhiệt tỉnh Tây, dẫn đến việc không hay xảy ra. Trên thực tế, căn nguyên sâu xa hơn là ở chỗ công trình đường truyền 220 kV do điện địa nhiệt xây dựng, là lách qua mạng lưới điện quốc gia cung cấp điện mà dẫn điện từ nội mông, chính là nói, mục đích căn bản chính là thoát khỏi sự khống chế của mạng lưới điện quốc gia. Mạng lưới điện quốc gia làm sao có thể để cho khách hàng của mình mua điện của người khác? Đương nhiên phải dùng quyền lực trong tay tiến hành ngăn chặn. Một bên đối với giá điện cao và sự lũng đoạn cực hạn của mạng lưới điện quốc gia vô cùng bất mãn, một bên đối với điện địa nhiệt tỉnh Tây dám thoát khỏi sự khống chế của mạng lưới điện quốc gia ngang ngược ngăn chặn, dưới sự không ai nhường ai, đương nhiên phải giải quyết bằng vũ lực. Tỉnh Tây là một trong những nguồn điện chủ yếu của ngành điện trong nước, tài nguyên điện lực tương đối dư thừa. Hai mùa xuân thu, hiện tượng, oa điện, máy biến thế dung lượng 100 kVA chỉ cung ứng điện cho một hộ gia đình nhỏ, nhìn mãi cũng quen mắt. Nghi vấn từ đó mà đến, điện địa nhiệt tỉnh Tây xạo lại bỏ gần tìm xa, đi vòng nội mông tiến theo mạng lưới điện Hoa Bắc mua điện, lại theo đường cong vận chuyển vào tỉnh Tây. Rõ ràng điện của mạng lưới điện quốc gia bày ở ngay trước mắt, tại sao không dùng? Điện địa nhiệt tỉnh Tây lệ thuộc vào xí nghiệp lớn của tỉnh, bao gồm các công ty phân cấp thành phố, 66 công ty phân cấp huyện. Diện tích cung cấp cho tỉnh Tây không nhỏ, thế nhưng tỷ lệ chiếm hữu của thị trường này rất thấp. Mà công ty mạng lưới điện quốc gia là công ty lớn nhất về lĩnh vực điện lực ở trong quốc, cũng là xí nghiệp trung ương lớn nhất, thực lực hùng hậu nhất, tỷ lệ chiếm hữu ở tỉnh Tây rất cao là 70%. Mâu thuẫn do đó mà tới. Ngành điện vốn thuộc ngành lũng đoạn quốc gia, nhưng ở tỉnh Tây lại có hai xí nghiệp điện lực, hai xí nghiệp điện lực này lại hay có xung đột, đa số là do vấn đề phân phối ích lợi cho xí nghiệp loại hình lớn. Mà mỗi lần tranh luận đều cần Ủy ban Nhân dân tỉnh ra mặt hòa giải, quả thực là một vấn đề làm cho Ủy ban Nhân dân tỉnh cực kỳ đau đầu. Giang Cương quả thật vì Hạ Tưởng tạo ra một rắc rối không nhỏ không lớn, thế nhưng, sự phát triển sau này của sự tình, hoàn toàn lệch khỏi sự mong muốn của ông ta muốn đào một cái hố cho Hạ Tưởng nhưng không thành công, Hạ Tưởng mượn cái hố của ông ta làm ván cầu, hoàn thành một cú nhảy tuyệt đẹp. Vương Hướng Tiền và Mã Dục vội đến hiện trường xử lý vụ việc, tỉnh ủy cũng vì việc này mà triệu tập một hội nghị. Lôi Trị Học chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Lôi Trị Học sau khi nói quan điểm của mình về xung đột giữa điện địa nhiệt tỉnh Tây và mạng lưới điện quốc gia, phát biểu bài nói có tính chỉ đạo, liền giao cho Hạ Tưởng đề ra phương pháp giải quyết cụ thể cho mâu thuẫn lâu năm giữa điện địa nhiệt tỉnh Tây và mạng lưới điện quốc gia. Lời phát biểu sau đó của Hạ Tưởng, được các nhà sử học đời sau gọi là bài phát biểu có ý nghĩa vượt thời đại, câu dù ý nghĩa vượt thời đại khi nói đã sử dụng bừa bãi, nhưng phải thừa nhận, lần này các sử học gia nịnh nọt Hạ Tưởng, không có chút khoa trương nào lúc Hạ Tưởng ở tỉnh Tây cải cách xí nghiệp than, sau khi quan niệm chấp chính chủ đạo thúc đẩy chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng sơ bộ lộ rõ, ý nghĩ cải cách xí nghiệp trong nước, xí nghiệp trung ương và những đầu sỏ lũng đoạn quốc gia, trong lúc xử lý tranh cãi điện địa nhiệt tỉnh Tây, cũng vừa lộ ra manh mối. Đối với các nhà sử học gia sau này mà nói, nghiên cứu sơ yếu lý lịch của Hạ Tưởng là một công trình gian khổ và rườm rà. Quá trình Hạ Tưởng trưởng thành và hình thành tư tưởng chủ thể của hắn, có tính cân nhắc và tính mịt mờ, chính là nói, tư tưởng mỗi giai đoạn của Hạ Tưởng dường như rất không giống nhau, không biết là cố ý che giấu hay có ý lung lạc, dù sao theo sự tăng cao cấp bậc của Hạ Tưởng, rất nhiều suy nghĩ và biện pháp lúc trước của hắn, đều dần dần biến mất dưới ánh hào quang của giấc mộng lớn. Cải cách điện địa nhiệt tỉnh Tây, bắt buộc phải làm. Lời phát biểu đầu tiên của Hạ Tưởng, câu đầu tiên liền thể hiện rõ quyết tâm tiếp tục thực hiện cải cách của hắn. Từ trước đến nay, mạng lưới điện quốc gia từ lâu đã muốn nuốt trọn điện địa nhiệt tỉnh Tây, nhưng nhiều năm như vậy vẫn chưa được như ý nguyện, nguyên nhân là gì? Tôi nghĩ mọi người ngồi đây đều biết rõ, là do sùng bái tư tưởng chủ nghĩa bảo hộ địa phương. Phía trên trực tiếp nhắc đến chủ nghĩa bảo hộ địa phương, chẳng lẽ nói, Hạ Tưởng thân là chủ tịch tỉnh của tỉnh Tây,
không ưu tiên nghĩ đến lợi ích tỉnh Tây, lại vì tiền đồ cá nhân giải vây cho mạng lưới điện quốc gia. Cũng đúng, thế lực phía sau mạng lưới điện quốc gia, có thể bật đèn xanh cho con đường thăng quan tiến chức sau này của Hạ Tưởng, đắc tội với điện địa nhiệt tỉnh Tây không hề sợ, dù sao điện địa nhiệt tỉnh Tây là xí nghiệp trực thuộc tỉnh, do chủ tịch tỉnh quản lý. Không ít người ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Tưởng. Phương án mạng lưới điện quốc gia thôn tính điện địa nhiệt tỉnh Tây, mặc dù nhiều lần đề xuất nhưng lần nào cũng bị gác lại, nguyên nhân là vì khó khăn quá lớn. Thể chế điện địa nhiệt tỉnh Tây quá cứng nhắc, quản lý lạc hậu, kết cấu tổ chức phức tạp, tố chất nhân viên khá thấp, hơn nữa về chế độ quản lý và kỹ thuật lạc hậu quá nhiều so với mạng lưới điện quốc gia. Mặc dù tổng tài sản điện địa nhiệt cao, 81 công ty con, nhưng lương bình quân của công nhân cấp dưới quá thấp chỉ hơn 1.000 tệ, đã đến mức nếu không cải cách thì khó mà tiếp tục được. Hội trường lập tức nổi lên âm thanh nghị luận, hay cho một chủ tịch tỉnh hạ, cải cách xí nghiệp than còn chưa thành công, đã có chủ ý với điện địa nhiệt tỉnh Tây, gan thật không nhỏ, thủ đoạn cũng thật nhanh nhạy. Cho dù bên trên có người, cho dù là phụng mệnh làm việc cũng phải từng bước đẩy mạnh mới được, ăn một miếng đã thành tên béo hay sao? Đại chủ tịch tỉnh hạ, cẩn thận liều lĩnh quá, dễ dàng một phát ngã gục. Lôi Trị Học im lặng ngồi ở giữa, đối với lời nói của Hạ Tưởng không ủng hộ cũng không phản đối, dường như không đếm xỉa đến, như người ngoài cuộc yên lặng nghe Hạ Tưởng phát biểu. Bởi vì vấn đề mạng lưới điện quốc gia thôn tính điện địa nhiệt tỉnh Tây, đã phát sinh ra hai lần bạo lực. Các đồng chí, ấn tượng mà tỉnh Tây để lại trong lòng cán bộ trung ương rất không tốt. Hạ Tưởng giọng nghiêm trọng nói. Tài nguyên phong phú, điện địa nhiệt tỉnh Tây dồi dào điện lực, cung cấp 72% diện tích tỉnh Tây. Nhưng trong các thị trường khác thì chiếm rất ít, nguyên nhân chẳng lẽ là do mạng lưới điện quốc gia lũng đoạn hay sao? Không phải, là tự thân điện địa nhiệt tỉnh Tây có vấn đề. Cá nhân tôi không hề phản đối mạng lưới điện quốc gia thôn tính điện địa nhiệt tỉnh Tây. Cuối cùng Hạ Tưởng ném ra một quả bom tấn. Lời này vừa nói ra, hội trường liền một phen đầy tiếng nghị luận, không ít người kích động kêu to phản đối. Chủ tịch tỉnh, tôi phản đối thôn tính. Chủ tịch tỉnh, thôn tính đối với điện địa nhiệt tỉnh Tây mà nói 100 hại nhưng không có một lợi, không thể thôn tính. Chủ tịch tỉnh, 30.000 công nhân điện địa nhiệt tỉnh Tây sẽ không đồng ý thôn tính. Âm thanh phản đối liên tiếp xuất hiện, loạn hết cả lên. Hạ Tưởng giơ tay trấn áp âm thanh phản đối, vẻ mặt thản nhiên nói. Các đồng chí đừng vội lo lắng, thôn tính cũng chưa chắc là chuyện xấu hoàn toàn, hơn nữa mạng lưới điện quốc gia muốn thôn tính điện địa nhiệt tỉnh Tây phải đáp ứng 3 điều kiện. Những âm thanh phản đối dần dần chìm xuống, không ít người ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu Hạ Tưởng đang muốn chơi trò gì. Trong việc đàm phán mạng lưới điện quốc gia thôn tính điện địa nhiệt tỉnh Tây, phía Ủy ban Nhân dân tỉnh không phải không từng đưa ra điều kiện, hơn nữa không chỉ 3 điều kiện, 13 cũng có, nhưng cho dù là 13 hay 30 điều kiện đầu tiên đã bị mạng lưới điện quốc gia phủ định rồi. Đàm phán không hề có chút tiến triển nào. Khóa trước Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa ra điều kiện đầu tiên thực ra nên nói là điểm mấu chốt của điện địa nhiệt tỉnh Tây, mạng lưới điện quốc gia thu nhận toàn bộ các nhân viên cán bộ của điện địa nhiệt tỉnh Tây, lương và đãi ngộ theo tiêu chuẩn của mạng lưới điện quốc gia, đối đãi như cán bộ của mạng lưới điện quốc gia. Mạng lưới điện quốc gia đương nhiên không đồng ý, thiết bị điện địa nhiệt tỉnh Tây lạc hậu cũ kỹ, gần 70 công ty nhánh, mỗi công ty ít nhất cũng có 100 thợ điện là nông dân, cộng lại liền thành gần 10.000 thợ điện là nông dân. Là một gánh nặng rất lớn. Mạng lưới điện quốc gia mới không cần một gánh nặng lớn như vậy, vốn dĩ quản lý của điện địa nhiệt tỉnh Tây lạc hậu, kỹ thuật lạc hậu, chất lượng nhân viên không cao, cái mà mạng lưới điện quốc gia muốn tiếp nhận chỉ là mạng lưới và kênh thông tin của điện địa nhiệt tỉnh Tây mà thôi, không phải là suy nghĩ cao thượng, nâng cao thu nhập cho công nhân viên điện địa nhiệt tỉnh Tây. Hạ Tưởng giơ một ngón tay lên. Điều kiện đầu tiên, 30.000 cán bộ nhân viên điện địa nhiệt tỉnh Tây. Mạng lưới điện quốc gia thu nhận toàn bộ, và theo tiêu chuẩn của mạng lưới điện quốc gia tăng thêm tiền lương và đãi ngộ. Hạ Tưởng vừa nói xong, hội trường yên lặng như tờ, không phải không muốn nói mà là không có gì để nói. Nguyên nhân chính của mấy lần đàm phán đều thất bại chính là nằm ở việc tiếp nhận 30.000 nhân viên cán bộ. Bây giờ Hạ Tưởng lại nói đến chuyện này, chẳng khác nào, không nói. Điều kiện thứ hai, cho phép điện địa nhiệt tỉnh Tây trước khi bị thôn tính có thể tổ chức lại. Ồ! Hội trường lại nổi lên những tiếng nghị luận ong ong, nếu nói điều kiện đầu tiên của Hạ Tưởng không có gì mới mẻ, thì điều kiện thứ hai lại có chút thú vị. Hơn nữa không chỉ một chút thú vị mà là vô cùng có thâm ý.
Ánh mắt của không ít người liền sáng lên. Điều kiện thứ ba. Hạ Tưởng giơ ngón tay thứ ba lên. Sau khi mạng lưới điện quốc gia thôn tính điện địa nhiệt tỉnh Tây, cho phép vài vị lãnh đạo cấp cao của điện địa nhiệt tỉnh Tây gia nhập vào tầng lớp quản lý cao cấp của mạng lưới điện quốc gia. Ồ, hội trường một mảnh tiếng ồn ào, Hạ Tưởng là sư tử há to miệng, hay là cố làm người khác kinh sợ sao? Mạng lưới điện quốc gia là thôn tính điện địa nhiệt tỉnh Tây chứ không phải mua lại, càng không phải hợp tác, dựa vào cái gì mà mạng lưới điện quốc gia phải nhượng bộ, tiếp nhận ba điều kiện không bình đẳng của điện địa nhiệt tỉnh Tây chứ? Chủ tịch tỉnh Hạ cho dù thật sự đòi lợi ích cho điện địa nhiệt tỉnh Tây thì cũng không thể không hợp với thực tế, đừng nói là lãnh đạo cấp cao của mạng lưới điện quốc gia sau khi nghe xong cũng không cho là vậy. Ngay cả các vị ngồi đây cũng thấy ba điều kiện của chủ tịch tỉnh không phải là có thành ý mà đưa ra điều kiện, mà là cánh cửa do người tạo ra, không phải muốn đàm phán mà muốn khai chiến. Hạ Tưởng thu hết vào đáy mắt những phản ứng của các vị ngồi đây, cười ha ha. Mục tiêu rất xa, hiện thực khốc liệt. Mọi người hãy đợi xem. Qua nửa ngày, hiện trường tranh đấu đã được khống chế, phương hướng tiền ra mặt điều chỉnh tranh chấp, trấn an cứu trị người bị thương, và gặp mặt với người phụ trách mạng lưới điện quốc gia, hy vọng mạng lưới điện quốc gia nhường một bước. Mã Dục ở bên cạnh không nói gì, chỉ ra mặt làm công tác khơi thông cần thiết. Nhưng những nhân viên của điện địa nhiệt tỉnh Tây bao vây mạng lưới điện quốc gia vẫn chưa tản hết, chỉ có cảnh sát hiệp trợ điện địa nhiệt tỉnh Tây. Ngoài việc trợ giúp giải vây đảm bảo trật tự an ninh, cả thế cục không được khống chế triệt để. Trên thực tế, Phương Hướng Tiền chưa hề sử dụng biện pháp cứng rắn làm cho điện địa nhiệt tỉnh Tây lùi lại, dưới tình thế có lợi là điện địa nhiệt tỉnh Tây bao vây tấn công mạng lưới điện quốc gia, càng dễ đưa ra điều kiện với mạng lưới điện quốc gia. Mạng lưới điện quốc gia rất phẫn nộ, gọi điện thoại về Bắc Kinh, thỉnh cầu Tổng bộ Bắc Kinh ra mặt dùng thủ đoạn chính trị để áp chế điện địa nhiệt tỉnh Tây. Thế cục tạm thời giằng co. Sau khi nghe tin sự việc không được hòa hoãn, Giang Cương ha hả cười, giơ chén rượu đỏ lên tỏ ý với Trần Diễm. Tổng Giám đốc Trần, chúc mừng một ly. Trần Diễm bị một cuộc điện thoại của Giang Cương mời đến Điếu Ngư Đài, nói có việc quan trọng phải bàn luận. Dạo này lúc Giang Cương bàn chuyện quan trọng với cô càng ngày càng nhiều, người không biết còn tưởng Giang Cương muốn trêu ghẹo gì cô lại biết Giang Cương không có chút nào không an phận với cô, chỉ có lòng lợi dụng. Đến cuối cùng mới phát hiện Lôi Tiểu Minh và Giang An đều có mặt. Giang Cương nói muốn điện thoại cho Hạ Tưởng, quả thật đã gọi đi. Sự đối nghịch giữa điện địa nhiệt tỉnh Tây và mạng lưới điện quốc gia đã kinh động đến Trung ương. Nghe đồn Tổng bộ mạng lưới điện quốc gia đã báo cáo về tình trạng của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tề với nội các chính phủ. Tin rằng áp lực trên người Hạ Tưởng rất nhanh sẽ đúng hạn tới. Trần Diễm trấn tĩnh tự nhiên ngồi đối diện Giang Cương, ngồi bên trái cô là Giang An. Bên phải là Lôi Tiểu Minh, bốn người, là một tổ hợp vô cùng kỳ quái. Trần Diễm và Giang Cương cùng ly, chỉ nhẹ nhàng chạm môi liền buông xuống. Tổng Giám đốc Giang, bây giờ uống rượu chúc mừng còn khá sớm, vẫn chưa biết thái độ của nội các chính phủ thế nào, hơn nữa, sự kiện mạng lưới điện cũng không thể làm gì Hạ Tưởng. Là không thể làm gì Hạ Tưởng nhưng ít nhất cũng gây khó dễ cho hắn, làm hắn phân tán tinh lực, từ đó cô có thể ung dung được lợi, ha ha. Giang Cương cười lớn. Tổng Giám đốc Trần, hôm nay mời cô đến là vì tôi vừa mới nghĩ ra một biện pháp gây khó dễ cho Hạ Tưởng, nhưng chỉ có cô ra mặt mới được. Vì sự nghiệp chung của chúng ta, cũng vì lời hứa của cô với tôi nghĩ, đã đến lúc cô tóm lấy Hạ Tưởng rồi, cũng làm Hạ Tưởng tự mình biết danh tiếng chỉ cả Tấn Dương không phải là hư danh. Trần Diễm mặt không biến sắc. Mời Tổng Giám đốc Giang phân phó, tôi cũng rất mong đợi quyết thắng một trận với Hạ Tưởng. Lôi Tiểu Minh có quắp vặn vẹo người vài cái, sắc mặt có chút biến đổi. Nghe nói quan hệ giữa cô và Quý Như Lan không tồi phải không? Bây giờ cô đừng động đến Hạ Tưởng, nếu làm Quý Như Lan ra mặt chủ động Hạ Tưởng, không phải cô sẽ thuận lợi tiếp xúc ở khoảng cách gần với Hạ Tưởng sao? Nếu vào lúc mâu thuẫn giữa điện địa nhiệt tỉnh Tây và mạng lưới điện quốc gia làm to lên, đột nhiên lại truyền ra chuyện tình yêu của chủ tịch tỉnh Hạ, chắc chắn sẽ ý dân như chiều dâng. Nếu như Hạ Tưởng quá lún sâu vào, làm cho mọi việc đều không khống chế được, e rằng chủ tịch tỉnh Hạ sẽ bị điện giật đến mức toàn thân đen xì, hình tượng bị hủy hoàn toàn. Trần Diễm không nói một lời mà lắng nghe diệu kế của Giang Cương, Lôi Tiểu Minh ở một bên cố nhẫn nhịn cơn tức giận gần như muốn phát tác. Nhưng bộ dạng như không có việc gì của Giang An, dường như lại không yên lòng với tất cả. Vừa không quan tâm đến cuộc đọ sức ý chí giữa Giang Cương và Trần Diễm, cũng không quan tâm đến sống chết của Hạ Tưởng, ánh mắt tán loạn,
vô tình. Đột nhiên, liền ngáp một cái thật to, sau đó lại trở nên uể oải. Giang Cương đang nói đến mức nước miếng bay tứ tung, thấy bộ dạng của Giang An, lập tức hãi hùng, cũng không quan tâm đến việc cô đến tôi đi với Trần Diễm, rõ ràng là vẫn để Trần Diễm đối phó Hạ Tưởng, nhưng kỳ thật vẫn tóm lấy Trần Diễm, sử dụng cô ta cho gã lập tức bỗng chốc nhảy dựng lên, tóm lấy Giang An, lớn tiếng nói. Giang An, có phải con hút thuốc phiện không hả? Giang An đẩy tay của Giang Cương ra, không quan trọng mà nhún nhún vai, nói. Chỉ hút một ít thôi, nếm thử ấy mà, không đáng gì đâu. Hai người nói chuyện đi, còn có chút việc đi trước đây. Xoay người bước đi, một chút cũng không quan tâm đến sự phẫn nộ và kinh ngạc của Giang Cương. Giang Cương có thể nhẫn nhịn Giang An làm sằng làm bậy, có thể dễ dàng tha thứ Giang An ăn chơi đàng điếm, thậm chí có thể dễ dàng tha thứ Giang An đem 10% cổ phần của khu khai thác mỏ An Đạt tiêu xài sạch bách, nhưng hoàn toàn không thể nhịn nổi Giang An hút thuốc phiện. Một khi hút thuốc phiện, con người xem như xong rồi. Đừng nói có thể kế thừa sản nghiệp của gia đình, có thể thay gã nối dõi tông đường là khá lắm rồi. Nếu Giang An đến cả năng lực nối dõi tông đường cũng không còn, đối với gã mà nói, gã còn cần đứa con này để làm gì chứ? Trong mắt gã, Giang An chỉ còn sót lại tác dụng này thôi. Dưới cơn giận dữ, Giang Cương lôi Giang An lại, bốp bốp, liên tiếp đánh y hai bạt tai. Khốn khiếp, mày dám hút thuốc phiện, bố mày cho mày tàn luôn. Giang An cơn nghiện phát tác, đừng nói cha y, đến cả tất cả tổ tông nhà y ở đây, y cũng không nhận ra ai được nữa. Y đẩy Giang Cương ra. Cần ông quản sao, những gì thuộc về mình thì là của mình, những thứ không thuộc về mình dù thế nào cũng không thay đổi được, tùy ý thôi. Giang Cương thở hổn hển, giận đến mức toàn thân phát run, xông vào đánh Giang An. Trần Diễm và Lôi Tiểu Minh ở bên cạnh, vừa không lên khuyên giải cũng không nói gì, hai người liếc nhìn nhau, lộ sự mỉm cười ngầm hiểu. Về phần Giang Cương mà nói, Giang An chỉ là một trong những sự uất ức của gã. Dưới tình thế vô cùng tốt, gã tự cho rằng đắc kế và có thể ghê tởm Hạ Tưởng, sự rơi dụng của Giang An chỉ là một trong những chuyện xấu không thể tưởng bày ra bên ngoài, có một chuyện vô cùng khó chịu mà gã không thể ngờ được đã xảy ra rồi. Sự rằng có giữa điện địa nhiệt tỉnh Tây và mạng lưới điện quốc gia, vẫn đang tiếp tục. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 3 năm ngày giải quyết không nổi. Cho dù kinh động đến Trung ương, cũng không có khả năng nhanh như thế đã phản hồi lại tỉnh ủy tỉnh Tây. Cho nên, ngày tháng hiện tại của Hạ Tưởng xem như thoải mái. Mà Giang Cương muốn để Trần Diễm ra tay đối phó Hạ Tưởng, trước mắt là lúc dồn Trần Diễm đến chân tường. Trò hề Giang An hút thuốc phiện đã làm loạn triệt để bố trí của gã, gã không thể tiếp tục quan tâm được đến Trần Diễm, đích thân áp tải Giang An đến trại cai nghiện. Trần Diễm một lần nữa tránh được áp lực trực diện của Giang Cương. Nếu không nói không gì độc hơn lòng dạ đàn bà, tuy nói Trần Diễm lại tránh được một kiếp, trên thực tế, cô đang bước trên con đường sai lầm, càng đi càng xa Giang An nghiện hút, cũng là kiệt tác của cô ta. Chuẩn xác mà nói, là Lôi Tiểu Minh dưới sự cổ vũ của cô ta, dối lòng giật dây để Giang An nếm thử một lần. Có vài thứ có thể hoen ố, nhưng một khi dính vào, thì trở thành ác mộng cả đời. Giang An lại không phải là người có ý chí gì, sau khi bị Lôi Tiểu Minh kéo xuống nước, đã nhanh chóng trượt xuống chỗ nước sâu nhất. Giang Cương muốn mượn cổ phần để trói buộc Trần Diễm, khiến Trần Diễm làm vì gã. Cũng muốn mượn mối quan hệ giữa Giang An và Lôi Tiểu Minh, gián tiếp xây dựng sự ăn ý với Lôi Trị Học. Nhưng không thể ngờ, đó là sự khôn ngoan nhầm lẫn, gã có một thằng con trai ngu không ai bằng tự không cần phải nói, Lôi Tiểu Minh thân là công tử của bí thư tỉnh ủy. Ở trước mặt đàn bà lại trở thành một trai tân, dưới ma lực của chị cả Tấn Dương, không chỉ hoàn toàn mất đi sức đối kháng, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện làm mọi việc vì Trần Diễm. Giữa Giang Cương và Trần Diễm, bởi vì trộn lẫn tạp giữa Giang An và Lôi Tiểu Minh, đã trở thành một loạn cục. Đều tự cho rằng nắm thế cục trong tay, rốt cuộc ai mới là người cười đến cuối cùng, e là trước khi đáp án cuối cùng bị vạch trần, ai cũng không dám khẳng định mình là kẻ thắng lợi cuối cùng. Ngay cả Trần Diễm bây giờ tuy âm thầm nắm trong tay quyền chủ động ở mức độ nhất định, nhưng cô ta không lạc quan với tiền đồ. Cô ta biết một ngày nào đó tất cả chân tướng sẽ rõ ràng, đến lúc đó có phải là kết quả cô ta muốn, cô ta không thể biết được. Chỉ có thể tận hết khả năng đem sự việc đẩy về hướng mà cô ta kỳ vọng. Lôi Tiểu Minh, bây giờ là một trong những chỗ ỷ lại của cô ta, Hạ Tưởng cũng vậy, cô ta sẽ không bỏ hết trứng vào cùng một giỏ.
cuối cùng ai sẽ là người kéo cô một phen vào thời khắc mấu chốt nhất, cô ta sẽ dâng tặng tất cả cho người đó. Ban đêm đầu hè ở Tấn Dương, đã có cảm giác tươi đẹp, gió nhẹ thổi lòng người ngất ngây. Trực tiếp coi Tấn Dương là Lạc Dương, Lôi Tiểu Minh đi theo sau Trần Diễm, tim đập nhanh hơn, hơi thở dồn dập, kiềm nén không nổi khát vọng muốn được âu yếm. Nhưng, vẫn nén được, làm một thằng trai tân chưa có kinh nghiệm đối phó với phụ nữ, đứng trước Trần Diễm xinh đẹp yêu kiều, Lôi Tiểu Minh không thể buông ra được. Thân phận công tử của bí thư tỉnh ủy cũng không dậy nổi sức mạnh cho y. Trần Diễm am hiểu tâm lý đàn ông, biết nếu luôn để đàn ông chỉ có nhớ mà một miếng cũng không được ăn, đàn ông cũng sẽ lùi bước. Cô ta liền cố ý thả chậm bước chân, giả bộ người hơi loạng choạng, bộ ngực đẫy đà liền va vào cánh tay của Lôi Tiểu Minh. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi, làm người đi đường cũng hiu hiu buồn ngủ. Lôi Tiểu Minh giống như điện giật, cảm giác toàn thân tê dại. Trước đây khi y du học ở nước ngoài bị con gái nước ngoài xô ngã, tâm thần cũng không nhộn nhạo như bây giờ. Có thể thấy sự khác biệt giữa phụ nữ và phụ nữ vẫn rất lớn. Y cũng không biết lấy can đảm ở đâu, ôm lấy eo Trần Diễm nhẹ nhàng né tránh, một tiếng, vừa phản kháng, vừa như yếu đuối vô lực. Lôi Tiểu Minh giành được sự khuyến khích bèn ôm lấy Trần Diễm chặt hơn. Cũng là một môn kỹ thuật sống, vừa có thể làm cho tâm lý thỏa mãn của đàn ông lên đến cực độ, vừa có thể đạt được ám thị tiến công đầu tiên một cách mãnh liệt. Từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu phụ nữ lợi dụng sự khiến vô số đàn ông quỳ mọp dưới chân váy. Trần Diễm của đêm nay, không mặc váy, nhưng bắt tù một Lôi Tiểu Minh, vẫn dễ như trở bàn tay. Tiểu Minh, ngộ nhớ Giang Cương phát hiện tôi và cậu liên thủ chủ tính Giang An, Giang Cương sẽ không buông tha cho chúng ta. Trần Diễm khẽ tựa nhẹ vào vai Lôi Tiểu Minh, dịu dàng nói, giọng nói như mật, có thể hòa tan 80% của người đàn ông. Không sợ, cha tôi sẽ xử lý Giang Cương. Lôi Tiểu Minh chìm đắm trong sự dịu dàng của Trần Diễm, cảm giác toàn thân sung mãn tinh lực. Tuy nhiên, tôi phát hiện một chuyện dị thường. Là gì thế? Trần Diễm không chút để ý hỏi một câu, nhưng trái tim đã lén lút nhảy lên cổ họng. Gần đây Trần Hạo và Vương Hướng Tiền qua lại thân mật với nhau, thường xuyên nói thầm với nhau, dường như đang mưu phát chuyện gì đó. Tôi nghĩ, liệu có phải Vương Hướng Tiền cũng đang có chủ ý với cô? Lôi Tiểu Minh của hiện tại, chuyện gì cũng thích hướng lên người Trần Diễm, gần như đã trở thành một bình giấm chua. Cũng đừng nói, Trần Diễm tuy đã trải qua vô số người, nhưng vẫn rất hưởng thụ bộ dáng nổi ghen của Lôi Tiểu Minh. Rốt cuộc là phụ nữ, cô ta cũng khát vọng có người thật lòng yêu thương. Vương Hướng Tiền sẽ không có chủ ý với cô ta, trước đây có chủ ý bao năm rồi, bây giờ vẫn thế thì không có tiến bộ. Nhưng Trần Diễm vẫn rất nhớ lời của Lôi Tiểu Minh, cho dù cô ta không có quá nhiều trí tuệ chính trị, nhưng cũng có thể tỉnh táo mà ý thức được. Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh và thư ký của Bí thư tỉnh ủy vụng trộm qua lại với nhau, khẳng định không phải là chuyện tốt gì. Đã có được tin tức muốn có, sự hứng thú của Trần Diễm đối với Lôi Tiểu Minh hụt dần, khi đang định làm thế nào để thoát khỏi cảm xúc tình yêu đầu tiên của cậu thiếu niên hồn nhiên Lôi Tiểu Minh, điện thoại liền đúng lúc vang lên. Diễm Diễm, tôi muốn gặp cô bây giờ. Là Quý Như Lan. Quý Như Lan hôm qua quay về Dương Thành, hôm nay lại quay lại, khẳng định có chuyện quan trọng. Trần Diễm nhân cơ hội thoát ra khỏi Lôi Tiểu Minh, vội vàng đi gặp Quý Như Lan. Trên đường còn nghĩ, vừa khéo mang lời của Lôi Tiểu Minh nói cho Quý Như Lan, có lẽ tin tức hữu ích với Hạ Tường. Khi Trần Diễm và Quý Như Lan nói chuyện và thương nghị một hạng mục công việc quan trọng, Hạ Tường buổi tối không dễ dàng tham gia bất kỳ bữa cơm nào, lúc này đang ngồi cùng với mấy người, nâng cốc ngôn hoan. Trong đám người, bao gồm mấy người nương tựa bên cạnh Hạ Tường nhất là Trương Bình Thiếu, Cửu Đường, Đường Thiên Vân, Mã Dục, còn có bí thư đảng ủy công an kiêm giám đốc sở công an Mộc Thành Kiệt. Nếu mấy người trên còn chưa đủ khiến người ta giật mình, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Lưu Bình Hành rõ ràng cũng có mặt, tuyệt đối đã ra ngoài dự đoán của mọi người. Tin rằng ngay cả Lôi Trị Học đối với sự vụ tỉnh ủy mang thái độ ngoài lòng trong chặt, bỗng chốc cũng không tiếp nhận nổi Lưu Bình Hành và Hạ Tưởng tiếp xúc thân mật. Mấy người đoàn tụ trong một phòng, tiếng cười không ngừng. Lấy Hạ Tưởng làm trung tâm, bữa cơm hôm nay, ăn không phải là nói cười vui vẻ, mà là bố cục bước tiếp theo. Sự xuất hiện của Lưu Bình Hành, khiến Hạ Tưởng ít nhiều có chút bất ngờ. Nhưng sau khi được Đường Thiên Vân thầm giải thích vài câu, hắn đã bình thường trở lại, đã tiếp nhận sự dựa vào thong dong đến muộn của Lưu Bình Hành.
đối với Lưu Bình Hành luôn muốn mượn chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng để công tác chống tham ô của tỉnh Tây nâng lên một tầng mới mà nói, khi xem xét thời thế, trước tiên trong sự kiện Cửu Đường lấy lập trường trung lập giành được thiện cảm của Hạ Tường. Tiếp đến dưới sự dẫn kiến của Cửu Đường, cuối cùng bước đầu có được sự tín nhiệm của Hạ Tường, cũng xem như bước đầu có được không dễ. Thế cục ở tỉnh Tây sắp biến đổi lớn, Lôi Chỉ Học thu hẹp chiến tuyến, lấy phòng thủ làm chủ, không tiếp tục chủ động xuất kích, thậm chí sự nhượng bộ trên việc bổ nhiệm Cửu Đường, tương đương với việc nhường một bước trên quyền lớn về nhân sự. Ai cũng đã nhìn ra, bí thư Lôi chịu kiềm chế trên việc vào cục, e là trọng tâm công tác phải chuyển rời rồi. Nói cách khác, tỉnh Tây, sắp tất cả là thiên hạ của Hạ Tường. Hôm nay ngồi cùng mọi người, tôi rất vui. Hạ Tường nâng ly. Tôi kính mọi người một ly, hy vọng trong công tác về sau, có thể có được tín nhiệm và sự giúp đỡ của một người. Chủ tịch tỉnh chủ động nâng ly, mọi người đều lần lượt nâng ly chúc mừng. Truyền hình kinh tế loại hình nguồn năng lượng của tỉnh Tây, đã bước vào giai đoạn công kiên. Không sợ tiết lộ một tin tức cho mọi người, kế tiếp, Cục Công an thành phố trong phạm vi thành phố, sẽ có một hành động trọng đại xuất kích cú đấm mạnh, là một mắt xích quan trọng không thể thiếu trong việc truyền hình kinh tế loại hình nguồn năng lượng. Hành động lần này sẽ do đồng chí Trương Bình Hành đích thân trấn thủ, do đồng chí Cửu Đường đích thân tới tuyến đầu chỉ huy. Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh ủng hộ mạnh mẽ, yêu cầu hành động xuất kích cú đấm mạnh bùng lên sĩ khí tạo ra hiệu quả và đánh tan tấm màn đen trùng trùng do quan thương Tấn Dương cấu kết. Hạ Tường lánh sang lối tắt, hoàn toàn không nhìn thấy sự kiện xung đột của ngành sản xuất điện lực do Giang Cương cổ động. Trực tiếp mở ra chiến trường thứ hai, từ đó bắn phát súng đầu tiên cho trận chiến cuối cùng. Thấy Hạ Tường ung dung chậm rãi nói, Lưu Bình Song trong lòng hỗn loạn. Bỏ phiếu trắng trong cuộc họp thường ủy là hành động khiến mọi người ngạc nhiên, nhưng trong lòng y lại dai dứt khó tả. Là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật xếp gần cuối cùng trong danh sách, y thấy vô cùng xấu hổ. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật lẽ ra phải là nhân vật nắm quyền lực tối cao trong tay, hàng năm trừng trị mấy tên tham quan, cũng là thành tích đáng có của một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Nhưng sau khi y nhậm chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Tây, thành tích không có gì nổi bật, thậm chí là một hệ thống kỷ luật tương đối độc lập với đảng ủy, y gần như trở thành nhân vật bị lãng quên. Nguyên nhân chỉ có một, ủy ban kỷ luật chưa điều tra ra bất kỳ một vụ án lớn nào. Cũng giống như bất kỳ vị chủ tịch tỉnh nào cũng muốn phát triển kinh tế, bất kỳ một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật nào cũng muốn dưới sự lãnh đạo của mình, điều tra xử lý được một số vụ án quan trọng. Lưu Bình Song cũng muốn. Nhưng y không có cơ hội. Lôi Chỉ Học không ủng hộ công tác của y, y lại xếp hạng gần cuối trong hội nghị thường ủy, tiếng nói không có trọng lượng. Hơn nữa tình trạng quan thương cấu kết nghiêm trọng, dựa vào sức lực của y, cho dù muốn điều tra ai, e rằng cũng khó mà thực hiện. Mà kế hoạch của chủ tịch tỉnh Hạ, lại là muốn đánh một cú mạnh vào các xí nghiệp than tỉnh Tây, tuyệt đối là một cơ hội tốt hiếm có, bỏ qua thì thật đáng tiếc. Không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu có thể đi sâu vào việc chuyển đổi kinh tế năng lượng, điều tra ra một người, là có thể bắt được cả đám tham quan. Lưu Bình Song nâng chén kính Hạ Tường. Chủ tịch tỉnh, con đường sau này, xin nghe theo chỉ thị của anh, bước từng bước tiến lớn. Hạ Tường khách sáo trả lời. Bình Song, lúc tôi ở tỉnh Tương, tỉnh Lĩnh Nam đều đã từng đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, đối với công việc này cũng có thể coi là quen thuộc. Đối với các đồng chí trong ủy ban kỷ luật, tôi có cảm tình rất sâu sắc. Lưu Bình Song hiểu ý Hạ Tường, là muốn y mạnh dạn ra tay, thời điểm quan trọng, Hạ Tường sẽ ra mặt ủng hộ y. Cảm ơn chủ tịch tỉnh, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tôi nguyện góp chút sức lực vào công cuộc chuyển đổi kinh tế năng lượng tỉnh Tây. Bữa cơm hôm nay, thu hoạch không nhỏ, Hạ Tường nhất thời cao hứng, không tránh được uống mấy chén, hơi ngà ngà men say. Đối với người không hay uống rượu như Hạ Tường mà nói, ngà ngà say là đã uống không ít rồi. Giang Cương tuy đã bày ra thiên la địa võng, nhưng Hạ Tường vẫn bình tĩnh như thường, lại không có bất kỳ động tĩnh gì lớn, không phải không muốn, mà là thời cơ chưa tới. Điều Hạ Tường muốn không phải là đánh bại Giang Cương, mà là mượn tay Giang Cương phá vỡ trật tự cũ ở tỉnh Tây. Giang Cương chính là nhân vật đại diện cho trật tự cũ ở tỉnh Tây, cũng là điểm tựa của toàn bộ kết cấu quan thương tỉnh Tây. Đánh bại Giang Cương thì dễ. Mượn việc công kích Giang Cương để hóa giải thế lực của chủ than tỉnh Tây, đồng thời nhân cơ hội này thiết lập một trật tự mới, thì khó rồi, cần phải tính toán chặt chẽ từng bước. Giang Cương mượn mâu thuẫn giữa mạng lưới điện tỉnh Tây và lưới điện quốc gia để gây phiền phức cho hắn,
hắn cũng thuận thế làm tới, mở màn cho bước tiếp theo trong kế hoạch lớn của hắn. Nếu để Giang Cương biết kế hoạch y tỉ mỉ bố trí lại tạo thế thuận lợi cho Hạ Tưởng trong việc mở màn bước tiếp theo, hắn khẳng định sẽ hối hận chết mất. Tiếc là, trên đời không có thuốc hối hận để uống, cũng không có đường lui. Bình tĩnh mà xem xét, Hạ Tưởng với Giang Cương không thù oán, hắn cũng không phải xuất phát từ ân oán cá nhân mà nảy sinh một trận đại chiến lớn như vậy với Giang Cương. Điểm xuất phát của hắn chỉ là muốn thúc đẩy chuyển đổi kinh tế năng lượng ở tỉnh Tây. Ai cản đường tỉnh Tây bước tới ngày mai tươi sáng hơn, người đó chắc chắn là hòn đá cần bị loại bỏ. Còn một điều nữa, Giang Cương không phải chỉ chiến đấu một mình, y là nhân vật quan trọng, đằng sau y là lợi ích của cả một tập đoàn. Vừa là lợi ích của chủ tập đoàn than tỉnh Tây, cũng là điểm liên kết của cấu kết quan thương tỉnh Tây. Nói đúng ra, Giang Cương chỉ là một nhân vật để rút dây động rừng. Dựa vào thế cục trước mắt mà phán đoán, tỉnh Tây hiện nay đang đối mặt với bước ngoặt quan trọng. Nếu vượt qua bước này, hoặc là thấy trời xanh. Nếu không thể vượt qua được, sẽ là tan tành mây khói hê. Hạ Tưởng cũng không dám lơ là, hắn bây giờ tác chiến cùng lúc hai chiến tuyến, ngày mai cục công an thành phố phát động hành động chính thức sẽ dẫn đến những đánh động nhất định. Mà đồng thời trong ngày mai, cuộc đối đầu giữa lưới điện tỉnh Tây và lưới điện quốc gia chính thức bước vào giai đoạn 2, có lẽ nội các chính phủ cũng sẽ can thiệp vào đó. Con đường tỉnh Tây cho tới ngày hôm nay, cuộc chiến khó khăn nhất, mới chính thức bắt đầu. Còn chưa về ký túc xá tỉnh ủy, điện thoại vang liên hồi. Buổi tối gọi điện tới, đa phần không phải người ngoài, Hạ Tưởng nhấc máy, điện thoại truyền đến tiếng nói nhỏ nhẹ của Quý Như Lan. Tôi muốn gặp anh một lát. Ô tô quay đầu lại đường cũ, quẹo ở một khúc cua, tới một trang viên tĩnh mịch. Trang viên không lớn nhưng rất tao nhã, Hạ Tưởng đến Tấn Dương cũng đã lâu, nhưng không biết Tấn Dương còn có trang viên đẹp thế này. Cũng âm thầm khâm phục tấm mắt Quý Như Lan. Rốt cuộc cũng là con gái phương Nam, vẫn là thích cảnh sắc tinh xảo. Phải nói, tính tình Quý Như Lan và Nghiêm Tiểu thì có nhiều điểm tương đồng. Đường Thiên Vân nhìn thấy Quý Như Lan, hơi mất tự nhiên, chào hỏi Lý Như Lan, liền hỏi nhỏ Hạ Tưởng sắp xếp như thế nào, Hạ Tưởng nói Đường Thiên Vân lái xe đi nơi khác uống trà, chờ hắn. Đường Thiên Vân vừa đi, căn phòng không lớn chỉ còn lại Quý Như Lan và Hạ Tưởng. Quý Như Lan mặc chiếc váy liền màu xanh ngọc, tươi mát mà tao nhã, đẹp như bức tranh, ngoan ngoãn đứng trước mặt Hạ Tưởng, hai tay chắp sau lưng, người hơi nghiêng về phía trước, giống như năm đó lần đầu gặp mặt. Đời người nếu giống như lúc ban đầu chỉ có điều tốt đẹp, tất cả chỉ là nguyện vọng thôi. Từ sau lần sự kiện bùng nổ, hôm nay là lần đầu tiên Hạ Tưởng và Quý Như Lan gặp mặt. Lần này, giữa hai người như có trăm núi ngàn sông, có một cảm giác xa cách không thể diễn tả. Quý Như Lan đứng bất động ở chỗ cũ, khóe miệng hơi hơi biểu lộ nụ cười tinh nghịch, cười một lúc, cô bỗng nhiên như con bướm bay lên, trong phút chốc ngã nhào vào lòng Hạ Tưởng. Hơi ấm mềm mại trong lòng, mùi thơm thoang thoảng quanh mũi, nhưng trong lòng nghĩ gì, Hạ Tưởng nhất thời không rõ, chỉ cảm thấy thân hình Quý Như Lan trong lòng hắn hơi run rẩy. Cô cúi xuống bên tai Hạ Tưởng, giọng nhẹ nhàng nói một câu như gần như xa. Tôi không thể thay đổi tình yêu của mình với anh. Xin hãy tha thứ cho sự phản bội bản thân mình của tôi, cũng xin anh hãy chấp nhận mối tình đầu tốt đẹp này của tôi. Nếu anh cự tuyệt, cũng đừng nói ra, lặng lẽ rời khỏi, tôi không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi. Hạ Tưởng vẫn biết Quý Như Lan là một người con gái trong sáng, trong lúc xảy ra chuyện hắn cũng đã cảm nhận được tình cảm trong mối tình đầu của cô, không ngờ hoàn cảnh thay đổi, tình yêu của cô vẫn không đổi. Quý Như Lan vừa nói xong, giật mình nhảy bật ra. Đứng xa Hạ Tưởng khoảng 2 mét, chăm chú nhìn ánh mắt Hạ Tưởng, trong ánh mắt còn có sự kỳ vọng khát khao, còn có vẻ mơ màng của thiếu nữ. Hạ Tưởng không quay người bước đi, hắn không giống như Tiêu Ngũ nói là không thương hoa tiếc ngọc, nhưng hắn cũng không phải người vô tình, sẽ không vì biểu lộ tình yêu của Quý Như Lan mà trốn tránh. Hắn ngồi xuống, khẽ mỉm cười. Không biết trà có ngon như chính tay Như Lan pha hay không? Ánh mắt Quý Như Lan ánh lên một tia yêu thương, sau đó nheo lại. Cười đến đỏ cả mặt. Cô ngồi đối diện với Hạ Tưởng, giống như làm ảo thuật lấy ra dụng cụ pha trà, trong sự trầm mặc và tĩnh lặng, thủ pháp thuần thục, pha cho Hạ Tưởng một bình trà mới. Trà, đúng là trà ngon. Hạ Tưởng thưởng thức trà do Quý Như Lan pha, vẫn là hương vị năm đó ở biệt thự bên hồ ở Dương Thành, lãnh đạm mà không mất xa cách, dường như chỉ trong nháy mắt đã trở về với trước đây. Vừa rồi là việc tư, tiếp theo, mới là việc chính. Quý Như Lan nhìn trộm Hạ Tưởng một cái,
vẻ mặt đáng yêu pha lẫn tinh nghịch, nhưng vừa nói đến chuyện chính, cô liền quay về vẻ mặt nghiêm túc. Tôi trở về Dương Thành, gặp mặt ba, nhắc tình trạng khó khăn ở tỉnh Tây, cũng nhắc tới kế hoạch của anh. Ba nói, nếu anh đã cho nhà họ Quý một điểm tựa, nhà họ Quý không ra sức, có nghĩa là không muốn tiến thủ. Lĩnh Nam mặc dù tốt, chung quy vẫn an phận ở một góc, Lĩnh Nam dựa thế Bắc, không gian càng rộng lớn hơn. Hạ Tưởng trong lòng vui mừng, lão Quý đầu óc tinh tường, không những nắm lấy thời cơ do hắn tạo ra, cũng lộ ra ý ở Nam Cương mà hướng về phương Bắc, việc tốt, rất tốt. Được nhà họ Quý ủng hộ, hắn mới thuận lợi trong việc thúc đẩy bố cục ngành điện lực. Nhà họ Quý có giao tình đằng sau với ông trùm khổng lồ trong ngành điện, hơn nữa nghe nói, nhà họ Quý cũng là một trong những gia tộc được tôn kính trong ngành này. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Thành công dẫn dắt nhà họ Quý tham gia vào cuộc chiến của ngành điện, tức là tỉnh Tây đồng thời tiến hành hai cuộc chiến, lại tăng thêm lợi thế rất lớn trong việc giành thắng lợi. Mặt khác, tôi còn đàm phán xong xuôi với Trần Diễm. Quý Như Lan chăm chú quan sát biểu cảm của Hạ Tưởng, trong lòng mừng thầm, lại nói. Chỉ bằng khả năng của tôi và Tiểu Thì, không thể giải quyết được khó khăn về ngành điện ở tỉnh Tây, còn cần sự trợ giúp của Trần Diễm mới chiếm được ưu thế. Tôi chưa thương lượng với anh, đã trực tiếp kéo cô ta nhập cuộc, anh có tức giận không? Nếu là trước kia, Quý Như Lan quyết định việc gì còn cần suy xét cảm nhận của Hạ Tưởng, là việc không thể tưởng tượng, cũng chứng minh một điểm, Quý Như Lan quá để tâm tới Hạ Tưởng rồi. Hạ Tưởng mỉm cười. Không tức giận, em làm rất đúng, kéo Trần Diễm nhập cuộc, tăng thêm lợi thế giành thắng lợi, là chuyện tốt. Tuy nhiên có điểm em nhất định phải chú ý, Trần Diễm có thể tin có thể hợp tác, nhưng không thể tin hoàn toàn, không thể toàn diện hợp tác, cô ta là con dao hai lưỡi, cẩn thận đứt tay. Cô ta không thể làm thương tổn tôi rất hiểu cô, tôi lo lắng chính là, cô ta có làm anh bị thương không? Quý Như Lan trêu đùa hỏi Hạ Tưởng. Nếu tôi có thể bị cô ta gây thương tích, tôi cũng sẽ không bình yên vô sự mà từ Lĩnh Nam tới tỉnh Tây. Hạ Tưởng cười nói. Quý Như Lan hơi đỏ mặt, thẹn thùng. Trở về chỗ ở, Hạ Tưởng gọi điện cho Tào Thù Lê, biết được Tào Thù Lê trong mấy ngày nữa tới Tấn Dương, trong lòng cuối cùng cũng yên tâm. Cũng không biết là yên tâm Tào Thù Lê tới giúp hắn, hay là yên tâm vì Tào Thù Lê đến Tấn Dương, sẽ mang đến lá chắn vô hình trong sự tiếp cận giữa hắn và Quý Như Lan. Sáng sớm hôm sau, Thành ủy và Tỉnh ủy lần lượt mở cuộc họp khẩn cấp. Thành ủy khẩn cấp phát động hành động xuất kích, là hành động có quy mô lớn nhất từ sau khi Cửu Đường phủ chính, ý nghĩa trọng đại, hơn nữa những nơi mà nó quét qua, sẽ đòn đánh đầu tiên từ tầng thấp nhất mà phá tan mạng lưới cấu kết quan thương. Hội nghị khẩn cấp tỉnh ủy nhằm vào ngành điện tỉnh Tây và lưới điện quốc gia, rốt cục kinh động tới Trung ương, chỉ thị tinh thần của Trung ương cũng đã được chuyển đến. Trần Diễm sau khi nghe Thành ủy và Tỉnh ủy lần lượt mở cuộc họp khẩn cấp, ngay tức khắc gọi một cuộc điện thoại, sau khi nói chuyện điện thoại với Quý Như Lan mấy phút xong, cô lập tức xuất phát đi gặp Quý Như Lan. Không chỉ có mặt Quý Như Lan, Nghiêm Tiểu thì cũng có mặt. Lần hội đàm ba bên đầu tiên giữa Trần Diễm, Quý Như Lan và Nghiêm Tiểu Thì, vẫn xem như thuận lợi, bước đầu đạt được một loạt ý kiến chung. Cũng có thể nói, lần hội đàm này, đặt nền móng an toàn cho việc Quý Như Lan và Nghiêm Tiểu Thì liên kết bắt đầu can dự vào điện lực tỉnh Tây, cũng là lần bắt tay đầu tiên giữa Trần Diễm và Nghiêm Tiểu Thì. Sự liên kết của ba người phụ nữ có lai lịch, thân phận khác nhau, đang chứng thực một điều, ba người phụ nữ một vở kịch phụ nữ hoàn toàn mới, lần đầu tiên trình diễn trong lịch sử sân khấu Tấn Dương. Trần Diễm sau khi tạm biệt Quý Như Lan và Nghiêm Tiểu Thì, đi đến nửa đường, lại nhận được điện thoại của Lý Thấm. Tổng Giám đốc Trần, tiện qua gặp mặt không? Lý Thấm đưa ra một lời mời mà Trần Diễm không thể từ chối. Đến ngay, cảm giác được người khác coi trọng quả thật không tồi, Trần Diễm bây giờ đối với Quý Như Lan và Nghiêm Tiểu Thì mời cô gia nhập nhóm liên minh ba người đẹp có một cảm giác tự hào không phải tôi thì còn ai nữa. Chỉ có điều vở kịch của Nghiêm Tiểu Thì. Mệnh danh thực sự vẫn chưa có được nhận thức chung, cô cố gắng giữ bình tĩnh, trong lòng lại kiềm chế không được sự vui sướng. Có thể liên kết cùng Quý Như Lan, Nghiêm Tiểu Thì, đồng nghĩa với việc lại có thêm một tấm bình phong che chở an toàn. Nếu Lý Thấm cũng gia nhập nhóm ba người đẹp thì càng tốt. Trên đường đi, Trần Diễm còn âm thầm nghĩ bước tiếp theo sẽ bắt tay với Quý Như Lan, Nghiêm Tiểu Thì, sự bái phục đối với Hạ Tưởng trong lòng tăng lên cao đến mức không gì sánh kịp.
Hạ Tưởng không những là quan lớn trẻ tuổi cô ít thấy trong đời, còn là người duy nhất có trí tuệ chính trị nhất trong tầm mắt của cô. Kế hoạch Giang Cương tỉ mỉ chuẩn bị, chỉ bị Hạ Tưởng nhẹ nhàng đẩy, đã chuyển hóa thành mặt có lợi, khiến Trần Diễm thêm phần tán thưởng, Hạ Tưởng, thật sự là người phi phàm. Đồng thời, quả cân đặt niềm tin thắng lợi Trần Diễm nghiêng về Hạ Tưởng cũng muốn nghiêng về Hạ Tưởng, cô không kịp thời giữ cân bằng lập trường, sẽ không có kết quả tốt. Và lại hiện tại Giang Cương ngày càng đáng sợ, không chắc khi nào sẽ làm những việc không thể ngờ tới được. Trần Diễm nói cho cùng chỉ là một người phụ nữ, tin đồn về việc cô lòng lang dạ sói không ít, nhưng đều là thủ đoạn lén lút, thật sự phải quang minh chính đại súng thật đạn thật đối đầu với Giang Cương, cô vẫn không có dũng khí đó. Vừa gặp Lý Thấm vẫn là người trung thực thẳng thắn, liền nói thẳng. Đến lúc rồi, Trần Diễm ngẩn người, lập tức nghĩ tới gì đó. Bắt đầu thu lưới rồi, nhưng tôi đã nói trước đó, tôi chỉ phụ trách giật dây bắt cầu, không phụ trách thuyết phục. Lý Thấm gật đầu. Không cần cô ra mặt thuyết phục, cô chỉ cần làm một người trung gian đạt yêu cầu là được rồi. Trần Diễm khó hiểu. Thật sự có người chịu bán. Việc này, cô không cần bận tâm. Thái độ của Lý Thấm không thể nói là lạnh nhạt bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không phải là nhiệt tình. Đối với thái độ trước sau lạnh lùng của Lý Thấm, Trần Diễm vô cùng bất mãn, nhưng lại không dám đắc tội người tâm phúc số một trong tổ chức kinh tế của Hạ Tưởng, cô chỉ có thể nói. Được thôi. Lý Thấm miễn cưỡng cười, cô thật ra đối với người khác cũng không hề có thái độ ngạo nghễ và lạnh lùng, nhưng lại gai mắt đối với Trần Diễm. Tuy cô cũng cho rằng Trần Diễm có giá trị lợi dụng và hợp tác, nhưng không thích nhân phẩm của Trần Diễm. Xin đợi một lát. Lý Thấm gật đầu với Trần Diễm, gọi một cuộc điện thoại ngắn gọn. Sau 10 phút, một người đẩy cửa bước vào, đến trước mặt Trần Diễm. Người này vô cùng cao lớn, tướng mạo uy mãnh, trong sự uy mãnh lộ ra nét hung hãn, không giống thương nhân, mà giống xã hội đen. Tổng Giám đốc Trần, chào chị, chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng lại đã từng nghe tiếng. Tôi cũng ngưỡng mộ Tổng Giám đốc Trần đã lâu. Y giơ tay bắt tay với Trần Diễm. Tôi là Hồ Cá Tính. Lời vừa nói ra, Trần Diễm liền nghe được đối phương là ai. Chính là chủ nhân của giọng nói âm u lạnh lẽo lần trước gọi điện cho cô. Tên là Hồ Cá Tính, đúng là một cái tên kỳ lạ, Trần Diễm bắt tay với đối thủ, thầm nghĩ nhà họ Phó sao lại cử đến một nhân vật như xã hội đen thế này, rốt cuộc là muốn mua cổ phần, hay là muốn cướp. Sau này, vất vả Tổng Giám đốc Trần rồi. Xin Tổng Giám đốc Trần yên tâm, tôi thực lực hùng hậu, tuyệt đối lấy sự thành thật kết bạn, dùng tiền kết bạn. Hồ Cá Tính nói dễ nghe. Nhưng trên mặt lại không có nét cười, lạnh lùng u tối đáng sợ. Tôi bằng lòng cống hiến chút sức lực cho anh Hồ. Trần Diễm nặn ra một nụ cười thăm dò, hỏi. Khi nào bắt đầu? Nếu tiện, bây giờ bắt đầu thế nào? Hồ Cá Tính dù đang cười, cũng là cười rất lạnh lùng. Bây giờ? Trần Diễm hơi do dự. Được thôi, tuy nhiên tôi tò mò là, anh Hồ có phải là đã làm xong các công việc giai đoạn trước? Tôi nói rồi. Chỉ xin Tổng Giám đốc Trần giới thiệu cho tôi tất cả tài sản của chủ mỏ than Tuần Ất trở lên ngoài mỏ than Thắng Hoa và mỏ than An Đạt, các việc khác không cần Tổng Giám đốc Trần bận tâm. Lòng ham muốn thật lớn, muốn một phát ăn thành tên mập luôn. Trần Diễm trong lòng không tránh khỏi có chút khinh miệt, so với chủ tịch tỉnh Hạ, nhà họ Phó không những dáng ăn vô cùng khó coi, mà còn ham lợi trước mắt quá. Tuy nhiên, yêu cầu của nhà họ Phó không tính là quá đáng, chỉ để cô phụ trách giới thiệu gặp mặt. Giới thiệu gặp mặt còn không dễ dàng, cô chỉ phụ trách gõ cửa mỗi nhà mỗi hộ là được rồi, về phần nhà họ Phó đàm phán thế nào, dù là khéo léo cướp đoạt hay ngang tàng lấy đi, cũng không liên quan gì đến cô. Gõ cửa là một việc đơn giản, Trần Diễm cho rằng cô thay nhà họ Phó mở đường, là một việc nhẹ nhàng, nhưng lại không biết, gõ cửa là người đẹp, đằng sau người đẹp lại có con sói xám đang đứng. Cuộc dẫn sói vào nhà quy mô lớn nhất lịch sử tỉnh Tây, do Trần Diễm trong vô thức. Tạo nên lịch sử. Thành ủy mở cuộc họp khẩn cấp, là vì thống nhất khuynh hướng, tạo thanh thế cho hành động xuất kích mạnh nhất của Cục Công an thành phố. Dù rằng âm thanh phản đối trong thành ủy không ít, nhưng dưới tiền đề Trương Bình Thiếu đã nắm trong tay đại cục, âm thanh phản đối không có kết quả, cuối cùng bị áp chế đi. Do Sở Công an tỉnh chỉ đạo, 7 hội chiến lớn tấn công tội phạm kinh tế do Cục Công an thành phố nắm quyền chủ đạo, chính thức được lên lịch trình. Trương Bình Thiếu trong cuộc họp thành ủy nhấn mạnh, phải phân tích chính xác tình thế hội chiến, xoay quanh tư tưởng chỉ đạo, phá đại án,
đánh trận lớn, tung cao trào, lấy tội phạm kinh tế nguy hại nghiêm trọng an toàn kinh tế quốc gia và xâm phạm nghiêm trọng lợi ích thiết thân quần chúng nhân dân làm trọng điểm, đánh tốt 7 chiến dịch lớn, liên tục đẩy mạnh triển khai thọc sâu, hội chiến phá án. Đưa hành động xuất kích quyền mạnh của Cục Công an thành phố lên cao đến mức độ nguy hại an toàn kinh tế quốc gia, không ít người nghe ra ý ở ngoài lời, sợ là lần hành động xuất kích quyền mạnh này, không phải là một hành động theo thông lệ, cũng không phải là hưởng ứng tinh thần cuộc họp, hội chiến phá án cơ quan công an toàn quốc nghiêm khắc tấn công tội phạm kinh tế Bộ Công an mấy ngày trước mở ra, mà là một lần hành động có chỉ hướng chính trị rõ ràng. Sau cuộc họp, thị trưởng Phạm Kinh Luân và mấy vị lãnh đạo chủ yếu của thành ủy bàn bạc cả buổi, cuối cùng có được kết luận. Sau khi Tiêu Lôi xa lưới, Cửu Đường Phù Chính, Trương Bình Thiếu mượn lần hành động này một lần nữa bài trừ những nghi kỵ, nâng cao uy danh, muốn thông qua hành động này đặt nền móng vững chắc cho việc y trở thành người đầu tiên không ai với tới ở Tấn Dương. Trương Bình Thiếu là sự bành trướng cực độ của ham muốn quyền lực cá nhân. Phạm Kinh Luân chỉ đoán đúng một nửa. Quả thật, Trương Bình Thiếu cũng có ý mượn hành động này lập uy, nhưng dụng ý sâu hơn xa hơn, vẫn là vì sự ổn định và hòa bình lâu dài của Tấn Dương, vì sự thành công của chuyển hình kinh tế năng lượng tỉnh Tây. Tấn Dương là tỉnh lỵ và cơ sở than đá quan trọng của tỉnh Tây, ý nghĩa khai cục vô cùng to lớn. Trương Bình Thiếu trọng trách trên vai. Đồng thời Cửu Đường cũng là trọng trách trên vai. Việc tổ chức cuộc họp khẩn cấp tỉnh ủy là chỉ thị của văn phòng nội các chính phủ truyền đạt về việc Phó Thủ tướng Đại Phục Thịnh của nội các chính phủ đối với việc song song giữa điện lực địa phương tỉnh Tây và lưới điện quốc gia. Nếu là Phó Thủ tướng khác chỉ thị thì cũng thôi đi, một chỉ thị của Phó Thủ tướng vẫn không đến nỗi kinh động tỉnh ủy lập tức mở cuộc họp khẩn cấp nghiên cứu. Quan trọng là Phó Thủ tướng đại thân phận đặc biệt, ông không chỉ hiện tại là Phó Thủ tướng thường trực nội các chính phủ, mà còn là ứng cử viên nóng cho vị trí Thủ tướng trong nhiệm kỳ tới. Trên thực tế, hiện tại người chủ đạo rất nhiều phương châm chính sách quan trọng của nội các chính phủ chính là Đại Phục Thịnh, như điều tiết khống chế vĩ mô bất động sản, như cải cách doanh nghiệp nhà nước, v.v. Khi nhiệm kỳ Thủ tướng chưa đến một năm, vì tính kéo dài liên tục của chính sách, về cơ bản Đại Phục Thịnh đã tiếp tục mỗi hành động quan trọng của nội các chính phủ, mà rất nhiều nhà bất động sản mong đợi sau khi thay nhiệm kỳ mới sẽ có mùa xuân đến, chỉ là mộng tưởng đơn phương mà thôi. Ít nhất trong 3 năm sau, khi Đại Phục Thịnh quản lý nội các chính phủ, phương châm chính sách hiện hành không có biến động quá lớn. Ai cũng không ngờ được là, sau khi lưới điện quốc gia báo lên nội các chính phủ lại có chỉ thị nhanh như vậy. Cũng không ngờ được là, lại là Phó Thủ tướng Đại Phục Thịnh đích thân ra chỉ thị, khiến mọi người bất ngờ hơn nữa là, trên chỉ thị của Đại Phục Thịnh, trực tiếp chỉ mặt điểm tên. Điểm tên Lôi Trị Học và Hạ Tưởng. Mong đồng chí Trị Học và Hạ Tưởng xem xét tình hình cụ thể mà xử lý sự việc xung đột, ngoài ra mong đồng chí Hạ Tưởng xuất phát từ đại cục, sắp xếp chủ tính chung kế hoạch địa phương tuân theo quốc gia. Chỉ thị của Đại Phục Thịnh truyền đạt đến tỉnh ủy, đi không phải là đường chính thức, tức là, ngoài Lôi Trị Học và Hạ Tưởng ra, những người còn lại ở tỉnh ủy không thấy được nội dung chỉ thị. Không thấy được mới đúng, nếu để các lãnh đạo tỉnh ủy khác thấy được, không gây ra sóng to gió lớn mới là lạ. Chỉ thị của Đại Phục Thịnh, rõ ràng là có ám chỉ, cũng điểm rõ họ tên yêu cầu Hạ Tưởng nhượng bộ một bước. Ý nghĩa quá không bình thường. Lẽ ra với cấp bậc của Đại Phục Thịnh, chỉ thị trên đây không phải là không thể có, mà là không hợp với lệ thường. Đại Phục Thịnh nếu cứ có ám thị muốn nhắn nhủ, thì có thể thông qua con đường khác truyền đến tai Hạ Tưởng, cũng có thể trực tiếp gọi điện cho Hạ Tưởng được biết, hà tất cứ phải làm hành động chỉ thị. Đã là chỉ thị, lại không phải là chỉ thị theo con đường chính thức thông qua văn phòng nội các chính phủ chuyển đến tỉnh ủy, mà là chỉ thị không chính thức, chẳng lẽ không phải vẽ vời thêm chuyện? Nhưng, sự việc trên chính trị, không có chuyện nói vẽ vời thêm chuyện, hợp lệ thường hay không hợp lệ thường, đều sẽ có rất nhiều ý nghĩa sâu sắc. Hạ Tưởng là người thế nào, chẳng lẽ có thể không biết dụng ý thực sự của hành động này của Đại Phục Thịnh? Tuy quan hệ giữa hắn và Đại Phục Thịnh không phải vô cùng thân thiết, nhưng đừng quên, Đại Phục Thịnh là người của đoàn hệ. Mạng lưới quan hệ của Đại Phục Thịnh thông qua sự tiết lộ vô tình hay cố ý của Cổ Thu Thật và Trần Hạo Thiên, Hạ Tưởng không dám nói là nắm vững trong lòng bàn tay, nhưng ít nhất cũng rõ 8-9 phần 10. Chỉ thị của Đại Phục Thịnh là thỏa hiệp, là dưới sự can dự của bàn tay khổng lồ đằng sau lưới điện quốc gia, nhất định phải tỏ rõ thái độ. Trước khi cuộc họp khẩn cấp tỉnh ủy mở ra, Hạ Tưởng gọi một cuộc điện thoại cho Đại Phục Thịnh. Sau khi báo cáo đơn giản xung đột giữa điện lực địa phương tỉnh Tây và lưới điện quốc gia cho Đại Phục Thịnh,
hắn hàm xúc đề xuất với Đại Phục Thịnh một số suy nghĩ của hắn đối với việc giải quyết vấn đề giữa điện lực địa phương tỉnh Tây và lưới điện quốc gia. Đại Phục Thịnh nghe xong, im lặng một lát, rồi mới đáp lại ba chữ. Có ý tưởng. Trong nháy mắt, Hạ Tưởng hiểu ra suy nghĩ thực sự của Đại Phục Thịnh. Sau khi cuộc họp khẩn cấp của thành ủy kết thúc, cuộc họp khẩn cấp của tỉnh ủy mới bắt đầu tiếp đó. Tuy từ bên ngoài, cuộc họp thành ủy và cuộc họp tỉnh ủy không liên quan đến nhau, nhưng quan hệ thực tế bên trong, người có ý nhìn một cái là có thể nhìn ra được. Hành động quyền mạnh và sự xung đột giữa điện lực địa phương tỉnh Tây và lưới điện quốc gia, hoàn toàn không phải là việc một phương diện. Lại vẫn có lãnh đạo tỉnh có trí tuệ chính trị nổi bật mẫn cảm phát hiện quan hệ bên trong không dễ phát giác đều là một phần của kế hoạch lớn của Hạ Tưởng tạo thành. Nhưng rốt cuộc các nút liên quan ở đâu, thì chỉ biết một mà không biết hai. Cuộc họp tỉnh ủy vừa mở ra, Lôi Trị Học liền truyền đạt tinh thần chỉ thị của Phó Thủ tướng Đại Phục Thịnh, đương nhiên chỉ là phần có thể công khai, phần không thể công khai, sẽ không tiết lộ. Lôi Trị Học phát biểu xong, quyền phát ngôn giao cho Hạ Tưởng. Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây trên vấn đề điện lực địa phương tỉnh Tây và lưới điện quốc gia, lập trường là nhất quán, sau đây, mời đồng chí Hạ Tưởng phát biểu. Vương Hướng Tiền đối với phát ngôn của Lôi Trị Học rất thất vọng, có thể nói, Lôi Trị Học không hề phát biểu bất kỳ ý kiến mang tính khuynh hướng nào về sự việc xung đột giữa điện lực địa phương tỉnh Tây và lưới điện quốc gia, đường đường là bí thư tỉnh ủy lại không có tinh thần chỉ thị. Đùa à, bí thư tỉnh ủy không có tinh thần chỉ thị còn là bí thư tỉnh ủy. Mọi việc đều để chủ tịch tỉnh nói là xong, vẫn thật sự có nhân vật số một tỉnh ủy bất lực như vậy sao? Cái gì gọi là lập trường nhất quán? Căn bản là không có lập trường. Vương Hướng Tiền tức giận bất bình nghĩ, lại liên tưởng đến chuyện về việc giữa Lôi Trị Học và Hạ Tưởng có thể đạt được thỏa thuận bí mật gì đó mà Trần Hạo đã nói, y càng thất vọng vô cùng với Lôi Trị Học. Lôi Trị Học quá vô trách nhiệm, vì cá nhân mình được vào cục, thả buông tay thế cục tốt đẹp của tỉnh Tây. Để mặc Hạ Tưởng một mình quấy nhiễu tỉnh Tây long trời lở đất. Chẳng lẽ nói, tiền đồ và vận mệnh của một nhóm người vẫn luôn đi theo y đều vứt bỏ không màng. Chỉ vì tiền đồ cá nhân mình mà đem vận mệnh tỉnh Tây trao đổi, đại bí thư Lôi Trị Học, ông không cảm thấy ông quá không hợp tình người sao? Đối với thỏa thuận bí mật gì đó giữa Lôi Trị Học và Hạ Tưởng, Vương Hướng Tiền vẫn chưa được biết. Tuy quan hệ giữa y và Trần Hạo gần đây ngày càng thân thiết, thông qua Trần Hạo, y gần như có thể đặt nhất cử nhất động của Lôi Trị Học trong tầm mắt. Nhưng Lôi Trị Học cũng không phải giao mọi việc cho Trần Hạo làm, rất nhiều bí mật, Trần Hạo cũng không rõ. Trần Hạo cũng không phải không có đầu óc chính trị, cũng muốn cùng theo Lôi Trị Học, sau đó từng bước lên cao. Nhưng tham vọng quá nhiều, vừa tham tiền lại háo sắc, bị Vương Hướng Tiền nắm được nhược điểm. Vương Hướng Tiền thông minh ở chỗ, y từ từ mưu đồ, từng chút một lôi Trần Hạo xuống nước. Khiến Trần Hạo không hề có tâm lý đề phòng. Nhưng cũng chỉ có thể đẩy mạnh chút ít, muốn hoàn toàn làm rõ giữa Lôi Trị Học và Hạ Tưởng đã đạt được thỏa thuận bí mật gì, còn cần thời gian và sự kiên nhẫn, càng cần kỳ xảo chính trị hơn nữa. Vương Hướng Tiền cũng có dự cảm, từ biểu hiện gần đây của Lôi Trị Học cũng có thể bước đầu có được kết luận, e rằng Lôi Trị Học và Hạ Tưởng đã tìm kiếm một kiểu bắt tay hợp tác có hạn. Hạ Tưởng lên tiếng, lời phát biểu của hắn đơn giản rõ ràng như trước kia. Phải thực hiện tinh thần chỉ thị của Phó Thủ tướng Đại và tinh thần phát biểu của đồng chí Trị Học, đối với tình thế căng thẳng trước mắt của điện lực địa phương tỉnh Tây và lưới điện quốc gia, tôi bổ sung thêm 3 điểm. Một là phải xuất phát từ thực tế tỉnh Tây, không thể mù quáng vì chú ý toàn cục mà làm những hy sinh không sát thực tế. Hai là, đồng chí Hướng Tiền gia tăng sức làm việc, mức độ lớn nhất cũng phải khiến đám người bao vây công kích lưới điện quốc gia tản đi, chỉ để lại vài đồng chí tiếp tục bàn bạc cách giải quyết vấn đề. Ba là, mời đồng chí Hướng Tiền chuyển lời cho người phụ trách chi nhánh công ty lưới điện quốc gia tỉnh Tây, có khó khăn có điều kiện, có thể đến thẳng Ủy ban Nhân dân tỉnh tìm tôi. Lời của Hạ Tưởng, nhận được sự tán đồng của những người có mặt, thầm khen ngợi chủ tịch tỉnh hạ chống được áp lực của nội các chính phủ, không thỏa hiệp nửa phần với lưới điện quốc gia. Vương Hướng Tiền cũng thầm không hiểu Hạ Tưởng muốn để sự việc xung đột đi theo chiều hướng nào. Nghe ý hắn, không những không có ý muốn nhượng bộ, thậm chí còn muốn tiếp tục thách thức quyền uy của lưới điện quốc gia, Hạ Tưởng có ý đồ gì? Sao sự việc xung đột không khiến cho Hạ Tưởng đau đầu chút nào, ngược lại khiến hắn ý chí chiến đấu tăng vọt? Vương Hướng Tiền trái lại đau cả đầu, lẽ nào nói, cái hố của Giang Cương đào nhầm rồi? Không hiểu cũng chịu, Hạ Tưởng dặn dò, Lôi Trị Học gật đầu ngầm đồng ý, không hề phát biểu ý kiến phản đối,
Vương Hướng Tiền bắt buộc phục tùng vô điều kiện. Còn nữa, tinh thần chỉ thị của Hạ Tưởng cũng phù hợp nguyên tắc tối đa hóa lợi ích điện lực địa phương tỉnh Tây, hoàn toàn dựa trên xuất phát điểm vì điện lực địa phương tỉnh Tây, ai còn có thể nói gì nữa. Một chủ tịch tỉnh có thể chống được áp lực của nội các chính phủ, khiến lãnh đạo trung tầng tỉnh ủy kính phục nhất. Dù rằng trong lòng lãnh đạo cao tầng tỉnh ủy biết rõ hành động này của Hạ Tưởng là mạo hiểm chính trị, không cần thiết vì điện lực địa phương tỉnh Tây mà mạo hiểm đắc tội Phó Thủ tướng Đại, suy xét từ xuất phát điểm quân tử phòng thân, và mềm mỏng là sách lược đầu tiên, tiếp theo, nghiêm túc xử lý người phụ trách điện lực địa phương tỉnh Tây, sau đó thông qua nội các chính phủ tỏ thiện ý với lưới điện quốc gia, là con đường giải quyết thứ hai. Tệ nhất cũng phải nhượng bộ, rút lui toàn bộ người bao vây công kích lưới điện quốc gia, để một vị Phó Chủ tịch tỉnh ra mặt bảo đảm với lưới điện quốc gia sẽ không xảy ra việc kiểu như thế nữa. Không ngờ, ba điểm ý kiến của Hạ Tưởng, không hề có chút ý nhượng bộ nào, bề ngoài là thực hiện tinh thần chỉ thị của nội các chính phủ, trên thực tế, căn bản là qua loa cho xong. Thật không đơn giản, khá khen cho Chủ tịch tỉnh Hạ, dám bằng mặt không bằng lòng với chỉ thị của Đại Phục Thịnh, không sợ Phó Thủ tướng Đại sau khi nắm giữ nội các chính phủ lại quay lại tính sổ. Hạ Tưởng còn trẻ, đường đi còn rất dài, cho dù là lực lượng hậu bị, cũng không thể hoàn toàn đắc tội bất kỳ đầu sỏ nào, nếu không, không có đường rút lui mà đi. Huống hồ Hạ Tưởng bây giờ mới chỉ là chủ tịch tỉnh, cho là hắn bước lên vị trí cao bí thư tỉnh ủy, thậm chí trở thành ủy viên bộ chính trị, cũng có khả năng bước hụt chân, ngã quỵ đầu. Lôi Trị Học nghĩ như thế nào, mọi người không biết được, mọi người chỉ biết, Hạ Tưởng trong xử lý sự việc điện lực địa phương tỉnh Tây e là đã đi sai một bước. Tức là, nếu sự việc điện lực địa phương tỉnh Tây là có người ở đằng sau thúc đẩy, vậy thì bắt buộc phải nói, cái hố, đào rất thành công, chủ tịch tỉnh Hạ xa hố rồi. Vương Hướng Tiền ngẩn người một lát, nghĩ thông tình tiết trong đó, trong lòng thầm bật cười. Hạ Tưởng e là thật sự chôn tai họa ngầm cho chính mình, lẽ nào nói, mưu kế của Giang Cương thật sự thành công rồi. Lôi Trị Học khẽ ho nhẹ một tiếng. Ba suy nghĩ của đồng chí Hạ Tưởng về sự việc xung đột giữa điện lực địa phương tỉnh Tây và lưới điện quốc gia, phù hợp tình trạng hiện tại, tôi không có ý kiến gì. Y lại nhìn Hạ Tưởng một cái. Đồng chí Hạ Tưởng còn có gì muốn bổ sung nữa không? Hạ Tưởng khẽ gật đầu. Cũng chỉ có một câu, điện lực địa phương tỉnh Tây là điện của nhân dân, hành động tranh thủ lợi ích chính đáng có lý có căn cứ, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân phải đưa ra thái độ, biện pháp mặt ngoài phải làm đầy đủ. Sự ủng hộ sau lưng, cũng phải đưa ra sức mạnh. Được lắm, chỉ thị của Phó Thủ tướng Nội các Chính phủ Đại Phục Thịnh, bị thủ đoạn bằng mặt không bằng lòng của Hạ Tưởng chống lại, cũng không biết Đại Phục Thịnh sau khi biết, có giận tím mặt hay không. Vương Hướng Tiền sau đó cười khẩy một hồi, Hạ Tưởng thật sự là một tên ngốc, tuy nhiên, Hạ Tưởng càng cứng rắn, y càng thích, dù sao thì cũng là tinh thần chỉ thị của Chủ tịch tỉnh Hạ, y phải thật sự thực hiện, sự việc càng làm lớn, cuối cùng không thể kết thúc. Thì ảnh hưởng đối với tiền đồ chủ tịch tỉnh Hạ càng lớn. Bắc Kinh, văn phòng Đại Phục Thịnh. Cổ Thu Thật ngồi ở dưới, vẻ mặt cười như không cười. Bên tỉnh Tây, dường như thái độ không tích cực lắm. Đại Phục Thịnh mỉm cười. Thái độ phía tỉnh Tây, nằm trong dự đoán của tôi. Chủ tịch tỉnh đương nhiệm lúc xử lý xung đột đầu tiên của điện lực địa phương và điện quốc gia, tuy rằng phong thái rất dồi dào, thái độ cũng rất tích cực chủ động. Nhưng trên thực tế, sự việc cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. Tỉnh Tây bề ngoài là nhượng bộ, tình hình thật sự là thế nào, ai mà không rõ. Cổ Thu Thật cũng cười, y lần này đến nói chuyện với Đại Phục Thịnh, là đến thăm dò ẩn ý của Đại Phục Thịnh. Tuy nói quan hệ giữa y và Đại Phục Thịnh không tồi, nhưng việc liên quan đến tiền đồ sau này của Hạ Tưởng, không thể không cẩn thận dè dặt. Hạ Tưởng sau khi giữ chức chủ tịch tỉnh tỉnh Tây, bước đi càng thêm vững vàng không nói. Suy nghĩ cầm quyền còn sâu vào suy nghĩ Cổ Thu Thật. Kỳ vọng trong lòng của Cổ Thu Thật đối với Hạ Tưởng ngày càng cao, đặc biệt là sự việc Coca-Cola, thể hiện rõ ràng hết sức Hạ Tưởng sau khi bước vào chính bộ, thành công từ ngồi Nam Cương ở lĩnh Nam nhìn về phía Bắc, vừa chuyển mình đã ngồi ở tỉnh Tây nhìn lên đỉnh cao, ở nội địa mà nhìn khắp quốc gia đại sự. Nhìn đỉnh cao đến lên đỉnh cao, tuy vẫn còn đoạn đường rất dài phải đi, nhưng ít nhất khiến Cổ Thu Thật trong lòng chắc chắn. Làm thế nào bảo đảm Hạ Tưởng thuận lợi lên đỉnh cao, là việc lớn trước không thể chối từ, bắt buộc phải hoàn thành trước khi hắn lên đến đỉnh. Nghe nói Hạ Tưởng còn có ý đối thoại trực tiếp với lưới điện quốc gia. Cổ Thu Thật hỏi. Đại Phục Thịnh khẽ gật đầu. Tôi nghĩ Hạ Tưởng muốn mượn chuyện này,
hoàn thành một bố cục quan trọng ở tỉnh Tây. Tôi phối hợp với cậu ta một chút, hay là giải quyết việc chung, đứng ở độ cao nội các chính phủ tạo áp lực cho tỉnh Tây. Ha ha! Cổ Thu thật lắc đầu cười. Chỉ thị của Phó Thủ tướng Đại đã nói rõ thái độ, Hạ Tưởng nghe tiếng đàn hiểu nhã ý, mới dám tỏ thái độ rõ ràng trên cuộc họp. Bị Cổ Thu thật vạch trần, Đại Phục Thịnh vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Tiến trình của lịch sử luôn cần sự thúc đẩy của một vài sự kiện đặc biệt, càng cần sự lôi kéo của một vài nhân vật muốn vì thiên hạ trước. Hy vọng con đường của Hạ Tưởng ở tỉnh Tây có thể nhờ vào sự việc điện lực mà đi xa rộng hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn lo lắng cậu ta sẽ kích động. Hạ Tưởng ở vị trí cấp phó bộ tuy không lâu, nhưng cương vị trải nghiệm không ít, sóng gió trải qua người bình thường cũng không thể so với cậu ta. Theo tôi, Hạ Tưởng sẽ không kích động, cùng lắm sẽ có lúc nhất thời tình cảm mãnh liệt bùng cháy. Sự bảo vệ Hạ Tưởng của Cổ Thu thật là sự rõ ràng trước nay chưa từng có. Đại Phục Thịnh quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, mùa hè đã cận kề, y dường như tự nhủ một câu. Mong là vậy. Cổ Thu thật im lặng gật đầu, khoảng cách tới mùa thu ngày càng gần, trước kỳ họp thứ 18 vào mùa thu, Hạ Tưởng rốt cuộc có thể mở ra một con đường trước nay chưa có ở tỉnh Tây không, sẽ liên quan đến cục diện chính trị của kỳ họp thứ 18 cùng với hướng đi chính trị sau kỳ họp thứ 18. Có thể nói, con đường khai thác tỉnh Tây của Hạ Tưởng có đi thuận lợi hay không, đối với bố cục chính trị tương lai trong nước, sẽ gây ra ảnh hưởng quan trọng và sâu xa. Trong lúc sự việc giữa điện lực địa phương tỉnh Tây và lưới điện quốc gia vẫn rằng co như cũ, không hề dịu đi bao nhiêu, chiến sự trên một chiến tuyến khác của tỉnh Tây, đột nhiên nổi lên biến cố. Nhà họ Phó dưới sự tương trợ của Trần Diễm, một phát phá vỡ phòng tuyến của 7-8 doanh nghiệp than, như nước ngập kim sơn, khiến vô số người hoảng sợ kêu gào, sói đến rồi. Kỳ thực đâu chỉ sói đến rồi, đúng là lang sói hổ báo đều đến cả. Trần Diễm cho rằng công việc giới thiệu của cô ta vô cùng thoải mái, chỉ là gõ cửa, nói chuyện, sau đó giống như người không có việc ngồi ở một bên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cảnh tàn sát khốc liệt giữa hồ cá tính và các ông chủ mỏ than tỉnh Tây là được rồi. Không nghĩ, sự việc hoàn toàn không phải thoải mái như tưởng tượng của cô ta. Trần Diễm gõ cửa của ông chủ mỏ xếp thứ 5 giàu nhất ở tỉnh Tây là Vương Hải Dương. Vương Hải Dương và Vương Thắng Soái cũng xưng là Nhị Vương, hai người đều là họ Vương tỉnh Tây. Vương Thắng Soái đã quy hàng, mỏ khai thác Thắng Hoa dưới danh nghĩa ông ta đã trở thành doanh nghiệp thí điểm đầu tiên của nội các chính phủ rồi. Quan hệ giữa Vương Thắng Soái và Vương Hải Dương vô cùng thân mật, nhưng sau khi mỏ than Thắng Hoa trở thành doanh nghiệp thí điểm, quan hệ giữa hai người nhanh chóng hạ nhiệt, dường như đã thành người qua đường. Ít nhất người ngoài nhìn vào là như thế. Vương Hải Dương bởi vì lập trường chính trị không giống nhau, lại hoặc là bởi vì trên tình cảm cá nhân không vừa lòng đối với Vương Thắng Soái, đã xa lánh Vương Thắng Soái. Đến Trần Diễm cũng cho rằng như thế. Nhưng sau khi cô ta đưa Hồ Cá Tính đến mở cửa phòng Vương Hải Dương, cô ta ngồi sang một bên nghe cuộc đối thoại giữa Hồ Cá Tính và Vương Hải Dương, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ đáng sợ. Nhà họ Phó cũng tốt, Hạ Tưởng cũng tốt, nhằm vào bố cục tỉnh Tây, dưới vẻ mưa phùn gió nhẹ bên ngoài, ngấm ngầm không biết có bao nhiêu xuất thủ kịch liệt, cảnh tàn sát khốc liệt không ai biết. Cuộc gặp mặt giữa Hồ Cá Tính và Vương Hải Dương, câu đầu tiên là Tổng Giám Đốc Vương, Nhị Vương tỉnh Tây, một Vương đã quy thuận rồi, một mình anh bây giờ là một cây khó chống nhà, cũng nên hạ quyết tâm đi. Bình thường tính táo bạo một chút của Vương Hải Dương, dưới sự uy hiếp ngấm ngầm hại người của Hồ Cá Tính, nhất thời nghẹn lời. Sửng sốt một lúc lâu mới trả lời một câu. Tôi vẫn còn cần thêm chút thời gian suy xét, dù sao cũng là chuyện lớn. Trần Diễm liền ngạc nhiên, từ trước tới nay Vương Hải Dương nói thẳng không chịu thiệt, hôm nay sao vừa gặp mặt đã mềm đi 3 phần, không chỉ 3 phần, rõ ràng là 7 phần. Hồ Cá Tính liền tiếp tục ép sát. Thời gian không cho phép rồi, tôi hy vọng bây giờ nghe được đáp án chính xác của Tổng Giám Đốc Vương, thành hay không phải một câu nói. Vương Hải Dương dường như đang gặp phải uy hiếp sinh mạng vậy, trong mắt biểu lộ hoảng sợ và bất đắc dĩ, gã liền cầu xin sự giúp đỡ và có thoáng nhìn oán hận đối với Trần Diễm. Tổng Giám Đốc Trần. Vương Hải Dương mở mồm với Trần Diễm, rõ ràng là muốn để Trần Diễm giúp gã dàn xếp. Trần Diễm vội nói. Tôi chỉ phụ trách giới thiệu, không thể phát biểu bất kỳ ý nghĩ nào giữa cuộc đối thoại bình thường của bọn anh, nhất. Vừa nói ra mồm, đến cô ta cũng cảm thấy ngạc nhiên. Sao có thể nói giọng hách dịch như vậy?
Lời của Trần Diễm dường như khiến một cọng rơm hy vọng cứu mạng Vương Hải Dương cũng tan biến, gã khổ sở nói. Trần Diễm, Tổng Giám Đốc Trần, được, tôi hiểu rồi. Vương Hải Dương hiểu ra điều gì, Trần Diễm cũng không hiểu lắm, cô ta ý thức có khả năng đã mắc lừa hồ cá tính, hoặc là sự im lặng của cô ta đã bị hồ cá tính coi là lợi thế. Chính là nói, trong mắt Xích Thẩm Thấu phía sau của hồ cá tính, hình tượng của cô ta không phải là thân phận giới thiệu gặp mặt, mà là đồng lõa. Ngẫm kỹ một chút, Trần Diễm càng kinh hãi, cũng không phải, cô ta sở dĩ có xưng hô chỉ cả Tấn Dương, không phải là có vô số chuyện riêng tư với các ông chủ mỏ ở Tấn Dương, mà là biết đời tư của vô số ông chủ mỏ. Mà cô ta đích thân đi cùng hồ cá tính đến nhà, chắc chắn bị Vương Hải Dương coi là đồng lõa của hồ cá tính, mà không phải đơn thuần là người gõ cửa. Nghĩ thông chi tiết này, Trần Diễm toát mồ hôi lạnh ở sau lưng, trời biết sau lưng hồ cá tính dụ dỗ cưỡng bức thế nào với các ông chủ mỏ, càng không dám tưởng tượng hồ cá tính lại hình dung cô ta thành nhân vật nào. Vừa muốn mở miệng biện bạch mấy câu, hồ cá tính nhìn cô ta với ánh mắt đầy thâm ý và nghiêm khắc. Không biết sao, Trần Diễm trong lòng đột nhiên căng thẳng, lời nói ra đến cửa miệng nhưng lại nuốt vào, cô ta không phải sợ hồ cá tính, mà không biết làm sao, đột nhiên cảm thấy không có chút tự tin. Nhà họ Phó là thế lực gia tộc có thế lực khổng lồ, lại không khí phách như nhà họ Ngô, nhà họ Mai và nhà họ Khâu, từ trước tới giờ không ra bài như lẽ thường, dưới sự chống đỡ về thực lực kinh tế và chính trị to lớn, lại thêm thủ đoạn khiến người ta khó lòng phòng bị, cô ta lúc này mới giật mình thất kinh, chưa biết chừng nhà họ Phó Xâm có hành động xâm lấn với tỉnh Tây, thật có thể thu được kết quả theo ý muốn. Lẽ nào nói, trật tự hình thành mười mấy năm của tỉnh Tây, thật sự cũng bị phá vỡ. Vừa mới nghĩ đến đoạn này, Vương Hải Dương liền đầu hàng. Được rồi, nếu Tổng Giám Đốc Trần đã nói thế, tôi cũng không biết nói gì. Hồ Tiên Sinh, anh đề xuất điều kiện ban đầu, có thể buông lỏng một chút không? Cái này, ngược lại có thể thương lượng. Hồ Cá Tính dường như rất biết nói chuyện, cười rất chân thành. 7% thế nào? Vương Hải Dương hỏi thử, cẩn thận từng ly từng tí. Thống nhất. Không ngờ hồ cá tính luôn không buông tha 10%, không ngờ đồng ý hào phóng, còn chủ động vươn tay chân thành. Trước mặt Tổng Giám Đốc Trần, tôi bằng lòng kết bạn với anh. Bắt tay hồ cá tính, Vương Hải Dương lại liếc nhìn Trần Diễm, ánh mắt phức tạp khiến lòng người không yên. Trần Diễm biết, cô ta vĩnh viễn không thể giải thích rõ được. Có điều, tôi vẫn còn một yêu cầu nho nhỏ, hy vọng Tổng Giám Đốc Vương có thể giúp tôi một việc. Hồ cá tính tươi cười. Hy vọng anh có thể gọi điện thoại cho Hồ Điệp Lam, nói tôi và Tổng Giám Đốc Trần sắp đến nhà thăm hỏi. Hồ Điệp Lam là ông chủ xếp danh thứ 6 ở tỉnh Tây, thực lực hùng hậu, nhưng tính tình không quá dễ tiếp xúc. Hồ Cá Tính nói ra lời này, Vương Hải Dương và Trần Diễm liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ, nhà họ Phó không những chơi xấu mà còn rất vô sỉ, áp dụng phương pháp diệt từng bộ phận, tiến dần từng tầng, buộc từng người vào chiến xa của nhà họ Phó, vì nhà họ Phó mà sử dụng. Đồng thời khiến người khác khó lòng từ chối. Tin rằng đợi sau khi nhà họ Phó hoàn toàn xâm lấn, giữa các ông chủ mỏ trong tỉnh Tây bởi vì Giang Cương mà thành lập trung tâm nghiên cứu phát triển mà hình thành cục diện đoàn kết chưa từng có thể sẽ hủy hoại trong một ngày. Cục diện giới công thương tỉnh Tây, vì nhà họ Phó toàn lực gia nhập, mà thay đổi mạnh mẽ. Ngay cả khi Trần Diễm đang làm ra lịch sử đưa sói vào nhà với quy mô lớn cho tỉnh Tây, giữa Nghiêm Tiểu Thì và Quý Như Lan có đàm phán sâu sắc, cũng đạt thành cục diện cùng chung nhận thức. Quý Như Lan mang đến thái độ tán thành của nhà họ Quý quay về Tấn Dương, gặp mặt Hạ Tưởng trước, đi sâu trao đổi cách nhìn sự việc trọng đại nhất định trưng cầu sự gật đầu trước mắt của Hạ Tưởng, cô ta mới an tâm. Cho dù trong cuộc nói chuyện giữa cô ta và Hạ Tưởng trong lòng khó tránh khỏi tình cảm cá nhân lẫn tạp, nhưng tổng thể mà nói, cử chỉ nhà họ Quý gia nhập ngành điện lực, đã bắt đầu dẫn đến mũi tên không thể quay lại được rồi sau đó mới tiến hành hợp tác hiệp thương tỉ mỉ với Nghiêm Tiểu Thì. Bạn bè là bạn bè, làm ăn là làm ăn, Quý Như Lan cũng biểu lộ thái độ con gái trước mặt Hạ Tưởng, trước mặt Nghiêm Tiểu Thì, lúc cần nghiêm túc, cũng có dáng bộ nghiêm trang. Quý Như Lan và Nghiêm Tiểu Thì bàn bạc liên quan tình tiết hợp tác, tỷ lệ xuất vốn, phân chia lợi nhuận, v.v. Mọi chuyện cần phải nói rõ, bày ra trước mặt. Giảm thiểu sau này vì phân chia lợi nhuận không đều mà sản sinh ra mâu thuẫn không thể giảng hòa, là không hay rồi. Nghiêm Tiểu Thì xưa nay khôn khéo hơn người, mọi chuyện không chịu nhượng bộ, nhưng trong chuyện hợp tác với Quý Như Lan, cũng nhượng bộ mà tiến, một chút không nhất thời so đo được mất,
thậm chí chủ động nhượng bộ nhiều, biên độ nhượng bộ lớn, khiến Quý Như Lan cũng có chút ngại ngùng. Điều kiện tiên quyết hợp tác là tôn trọng lẫn nhau và tín nhiệm, Nghiêm Tiểu thì tôn trọng Quý Như Lan, chính là tôn trọng thực lực nhà họ Quý, thừa nhận địa vị chủ đạo trong chuyện hợp tác với nhà họ Quý. Dù sao cô ta kinh doanh nhiều năm, tuy không phải là người trong chốn quan trường, nhưng cũng hiểu rõ tính quan trọng của lực lượng chính trị khi tham gia vào ngành sản xuất lũng đoạn. Như Lan, tôi và cô quen biết nhiều năm nay, vẫn luôn là tình bạn thuần khiết, hy vọng sự hợp tác sau này của chúng ta không ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta. Nếu như vì làm ăn mà ảnh hưởng đến tình bạn nhiều năm, tôi thà không kiếm tiền còn hơn. Lời của Nghiêm Tiểu thì nói ra từ trong đáy lòng, cô ta kiếm tiền đủ rồi, cái cô ta muốn chỉ là sự nghiệp, mà không phải là con số về đồng tiền. Quý Như Lan bắt tay Nghiêm Tiểu thì. Tôi hiểu ý cô, Tiểu thì, hợp tác với cô, tôi yên tâm. Hơn nữa giữa chúng ta còn có anh ấy, cũng coi như vì anh ấy, không cần là cô hay tôi, ai cũng không muốn dập vỡ việc này. Nghiêm Tiểu thì, ừ, một tiếng, đột nhiên giọng điệu hạ đi nhiều. Nếu như, tôi chỉ giả định một chút, nếu như giữa chúng ta thật sự phát sinh mâu thuẫn, cô nói anh ấy sẽ hướng về ai? Quý Như Lan cũng sửng sốt, sự giả thiết của Nghiêm Tiểu thì đích thực khiến người khác không dễ đoán ra, trong lòng hạ tưởng, rốt cuộc cô ta nặng thế nào, còn Nghiêm Tiểu thì nặng thế nào? Sợ rằng trong lòng cô ta và Nghiêm Tiểu thì đều không chắc chắn. Nghiêm Tiểu thì không đợi Quý Như Lan trả lời, tự hỏi tự trả lời. Chắc chắn là hướng nhiều hơn về cô, bây giờ cô có vị trí trong lòng anh ấy, ai cũng không thay thế được. Quý Như Lan mặc dù biết lời nói của Nghiêm Tiểu thì chưa chắc thật lòng, nhưng nghe thấy bên tai, trong lòng âm thầm vui sướng. Lại thấy Nghiêm Tiểu thì không vui, liền an ủi khuyên giải Nghiêm Tiểu thì vài câu, không đợi cô ta mở miệng, Nghiêm Tiểu thì lại lặng yên cười, chuyển đề tài nói. Được rồi, không nói tới anh ấy nữa, nói xem ông cụ Quý khi nào thì đi Bắc Kinh đi. Quý Trường Hạnh lên đường đến Bắc Kinh, chỉ vì nhà họ Quý không biết làm thế nào gia nhập vào ngành điện lực tỉnh Tây mà thể hiện ảnh hưởng thực lực tự trên xuống dưới, Quý Trường Hạnh không thể xuất hiện một mình, ông ta có thể mời ông Trịnh vào thời điểm quan trọng vì ông ta mà nói vài câu. Khi việc lôi chị học vào bộ đột nhiên gia tăng biến số, cử chỉ nhà họ Quý đột nhiên tham gia ngành điện lực, càng vì vận mệnh chính trị trong nước, gia tăng thêm sương mù khó bể phân biệt. Ở thủ đô, khi tỉnh ủy tỉnh Tây đều quay xung quanh việc xung đột âm thầm đọ sức giữa mạng lưới điện địa phương tỉnh Tây và mạng lưới điện quốc gia, Tấn Dương lại thể hiện thái độ không đếm xỉa đến đối với tranh cãi của điện lực, gia nhậm toàn bộ tinh lực bắt đầu thực thi xuất kích bố trí giai đoạn thứ nhất. Buổi tối, khi Hạ Tưởng tự mình đến sân bay đón Tào Thù Lê, Tấn Dương từ trước tới nay hành động xuất kích quyền lớn với quy mô lớn nhất, chính thức bắn phát súng đầu tiên. Phát đầu tiên là trúng vào điểm yếu của Giang Cương. Trước đó, mỏ than An Đạt của Giang Cương đã bấp bênh rồi, dưới sự chịu liên lụy của sự kiện Coca-Cola, dưới sự trừng phạt bộ ngành liên quan, cổ phiếu hạ giá, chỉnh đốn kinh doanh, một loạt sự việc khiến gã sứt đầu mẻ chán, lại thêm Giang An hút thuốc phiện, càng khiến gã giận không hết, đả kích liên tiếp khiến Giang Cương gần như sự đổ. Còn may, sự việc ngành điện tỉnh Tây tiến hành thuận lợi, Hạ Tưởng nhảy xuống hố rồi, ít nhiều khiến Giang Cương cảm thấy chút vui mừng. Giang Cương chuẩn bị đợi khi Hạ Tưởng sứt đầu mẻ chán, vừa hay gã có thể đưa tay ra, trừng trị Trần Diễm, khiến Trần Diễm trả giá đau đớn thê thảm. Giang Cương thậm chí đã thiết kế xong cạm bẫy cho Trần Diễm. Khi điện thoại vang lên, Giang Cương đang nỗ lực thúc đẩy bố trí giai đoạn tiếp theo, nhận được điện thoại thì vẻ mặt biến sắc. Cái gì, Địch Quốc Công có tin tức rồi. Địch Quốc Công mất tích suốt hơn một tháng. Địch Quốc Công mất tích. Vừa bắt đầu quả thực dẫn đến sóng gió to lớn, nhưng dần về sau không ai đề cập đến, dường như tỉnh ủy và thành ủy đều cố ý áp chế tin tức, đến ủy ban kỷ luật thành phố và cục công an thành phố đều muốn đem vụ án Địch Quốc Công xếp vào vụ án cơ mật, không hề công bố bất luận tin tức ra ngoài. Đối với bên trong, cũng yêu cầu không được bất kỳ ai đề cập đến chuyện này. Trải qua nỗ lực không ngừng, vụ án Địch Quốc Công mất tích bị phong tỏa tin tức thành công, thanh âm đàm luận càng ngày càng yếu. Đến hôm nay, bởi vì xung đột giữa mạng lưới điện quốc gia và điện địa nhiệt tỉnh Tây đã bay lên thành sự kiện tin tức thứ nhất, lại thêm lúc trước Tiêu Lôi xa lưới và phủ chính của Cửu Đường, trên cơ bản dưới vô số tin tức dồn dập nổi lên mạnh mẽ, việc Địch Quốc Công mất tích gần như là hoàn toàn bị người ta quên đi ở một góc nào đó. Chính trị thì là như thế, xoay người thì sẽ bị người ta quên đi. Giới giải trí cũng như thế, sau khi hết hơi,
ai còn nhớ đến hào quang tỏa ra bốn phía của năm đó. Đến Giang Cương cũng gần như đem địch quốc công ném ra sau đầu, gã lại không biết địch quốc công bị an ninh quốc gia khống chế, chỉ bởi vì địch quốc công đã tháo chạy thành công ra nước ngoài, sau khi thay tên đổi họ đang hưởng không khí tự do thì bất thình lình, không ngờ biết được địch quốc công có tin tức, khiến Giang Cương khiếp sợ không biết gì. Giang Cương không dốt, rất hiểu rõ địch quốc công sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện, lại xuất hiện vào lúc khẩn cấp này, nhất định không phải chuyện tốt đẹp gì. Có tin nói, địch quốc công bị an ninh quốc gia bắt đi rồi, sắp tới sẽ bị áp tải về Tấn Dương, chuyện địch quốc công cũng có thể sẽ công khai toàn bộ. Giọng điệu quá quen thuộc trong điện thoại truyền đến Giang Cương, chính là nội ứng của gã ở tỉnh ủy. Việc địch quốc công một khi công khai, có khả năng liên lụy rất nhiều người. Nếu dự tính được, phỏng đoán địch quốc công xuất hiện bây giờ, có thể dẫn đến một loạt rung chuyển. Không cần đối phương giải thích, Giang Cương cũng đoán ra địch quốc công hiện thân lúc này chắc chắn có nguyên nhân, gã vô cùng nôn nóng liền đặt điện thoại xuống đi tới đi lui trong phòng, vẫn còn lý do không rõ ràng, đột nhiên, điện thoại lại vang lên. Giang Cương vô cùng không kiên nhẫn liền nghe điện thoại. Có chuyện gì? Tổng giám đốc Giang không hay rồi, có rất nhiều cảnh sát đang tiến vào, bắt đi mười mấy người bảo an. Là phó tổng mỏ than An Đạt gọi điện đến, cái gọi là bảo an, chính là những vệ sĩ tư nhân của Giang Cương. Sao lại thế? Giang Cương vội vàng hỏi. Tôi cũng không rõ, đối phương một đoàn người xông vào, không hỏi rõ trắng đen, cũng không nói đạo lý, xông lên bắt người. Có người phải kháng liền bị cảnh sát đánh ngã, giống như thổ phỉ vậy. Phó tổng thở hồng hộc nói, hiển nhiên sợ tới mức không nhẹ rồi. Tôi lập tức qua đó. Giang Cương dập điện thoại, cũng không quan tâm cân nhắc bố cục thế nào với Hạ Tưởng, vội vã chạy đến tổng bộ mỏ than An Đạt. Sau khi Hạ Tưởng đảm nhận chủ tịch tỉnh, rất ít khi tự mình đến sân bay đón người, cho dù là Nghiêm Tiểu thì và Quý Như Lan lần trước đến Tấn Dương hắn cũng không tự mình xuất hiện. Nhưng hôm nay hắn lại quang minh chính đại đến sân bay đón người, lại còn dùng xe chuyên dụng của tỉnh ủy. Bởi vì người hắn đón là Tào Thù Lê, là phu nhân chủ tịch tỉnh chính quy. Tào Thù Lê có khoảng thời gian không bên cạnh Hạ Tưởng, làm phụ nữ, nhất là phụ nữ như cô giúp chồng dạy con, không ở cùng chồng quả thật là một loại tội lỗi. Tuy nhiên cũng là giai đoạn bây giờ Hạ Đông vô cùng quyến luyến mẹ, muốn quấn quýt bên Tào Thù Lê lo nhỏ không quản được lớn, Hạ Tưởng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, vì Hạ Đông mà nhượng bộ cho dù hắn là chủ tịch tỉnh, nhưng chủ tịch cũng phải nhường công tử chủ tịch tỉnh. Hạ Đông sợ rằng cũng là công tử chủ tịch tỉnh trẻ nhất trong nước. Hạ Tưởng cho dù cũng muốn để Tào Thù Lê ở bên cạnh, chủ tịch tỉnh trẻ tuổi không có phụ nữ bên cạnh sẽ bị người có ý để ý, tính toán trong lòng, rất dễ dàng bị người dựa vào các loại lý do cài phụ nữ bên cạnh, nhưng chuyện trưởng thành của con trai là chuyện lớn, Hạ Đông bây giờ đúng là đang kỳ phản nghịch, để Tào Thù Lê bên cạnh dẫn dắt cậu trải qua thời kỳ phản nghịch đầu tiên của giai đoạn trưởng thành, có ích nhỏ đối với sự trưởng thành sau này của cậu. Khi đón Tào Thù Lê, Hạ Tưởng không khỏi có chút cảm thán muôn vàn. Tào Thù Lê lạnh nhạt như hoa, một bộ váy dài, duyên dáng yêu kiều, giống như lần đầu gặp gỡ năm đó. 12 năm gào thét mà qua, so với sự ngây ngô và rực rỡ năm đó, đã làm mẹ làm vợ rồi, dung nhan không thay đổi, nụ cười vẫn như trước, vẫn duy trì nụ cười từng có. Trong lòng bình thản, Tào Thù Lê thích ứng với mọi hoàn cảnh, là một người không hiện lên năm tháng phong sương nhất trong số những người phụ nữ của Hạ Tưởng. Tâm tính quyết định tướng mạo. Cùng từ tâm mà ra, quả nhiên không sai. Đến rồi, đơn giản một hỏi một trả lời, chỉ là giữa những người quen thân nhất mới có thể nói ra người lời nhảm nhí thân thiết nhất cũng là lời vô dụng vô nghĩa nhất, bởi vì vô dụng mới hiển thị thân mật khăng khít. Đường Thiên Vân đi lên trước xách hành lý, Hạ Tưởng lại tự mình thay Tào Thù Lê xách hành lý, cười nói. Để tôi, Đường Thiên Vân cười cười, hâm mộ nhìn Hạ Tưởng và Tào Thù Lê. Trong mắt hiện lên sự rực rỡ khác thường. Gã biết tình yêu giữa Hạ Tưởng và Tào Thù Lê một hai phần, hâm mộ không ngừng đối với tình cảm giữa hai người 10 năm như một ngày. Trên vị trí chủ tịch tỉnh, người tuổi trẻ như Hạ Tưởng ít ỏi không có mấy, tình cảm vợ chồng nồng thắm như Hạ Tưởng, cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đón Tào Thù Lê, Hạ Tưởng nói với nhân viên cảnh vệ. Tôi có một thỉnh cầu, hy vọng các anh đồng ý tôi hôm nay tự lái xe. Nhà nước mới ra một quy định, quan viên cấp bậc thứ trưởng trở lên không được tự mình lái xe, mấy người cảnh vệ của Hạ Tưởng đều có kinh nghiệm chiến đấu sóng gió với Hạ Tưởng,
đối với an nguy của Hạ Tưởng có thể nói còn nặng hơn so với sinh mệnh bản thân. Bây giờ Hạ Tưởng cũng không thể đơn giản tự mình lái xe, nhưng hôm nay, hắn muốn phá lệ rồi. Tào Thù Lê nói, anh đừng làm khó người khác. Tống Lập và Lư Nghĩa liếc mắt nhìn nhau, Hạ Tưởng nói khéo léo, không phải là giọng điệu ra lệnh, mà là giọng điệu nửa là đùa nửa là thỉnh cầu thật lòng, khiến bọn họ khó lòng tự chối, đành phải đồng ý. Hạ Tưởng cười ha ha. Mời lên xe. Tào Thù Lê ngoài miệng không nói, trong lòng lại vô cùng hạnh phúc. Hạ Tưởng chỉ vì mình cô mà phá lệ tự mình lái xe, quả thật là vinh hạnh lớn nhất của người thân là phụ nữ. Cô liền ngẩng đầu bước lên, việc nhân nghĩa không nhường do Hạ Tưởng vì cô mà mở cửa xe, thản nhiên ngồi vào trong xe. Ô tô khởi động trong nháy mắt, vẻ mặt lúng túng của Tào Thù Lê mới hóa thành ý cười nồng thắm, thản nhiên cười với Hạ Tưởng. Coi như trong lòng anh còn có em. Hạ Tưởng lấy tay chỉ vào ngực. Mười mấy năm nay, em vẫn luôn ở trong này, chưa từng rời đi một khắc. Tào Thù Lê mỉm cười, vẻ mặt vui sướng và hạnh phúc, mỹ mãn mà biết rõ. Trong lúc về tới nhà, Tào Thù Lê không quan tâm đến nghỉ ngơi liền bận thu dọn nhà cửa, phụ nữ thích sạch sẽ, mắt nhìn không quen nhà cửa như một mớ hỗn độn mặc dù chỗ ở của Hạ Tưởng cũng không bẩn, bình thường cũng có người đến quét dọn. Hạ Tưởng ngồi xuống thở một hơi, rồi nhận điện thoại của Cửu Đường dựa vào cấp bậc của Cửu Đường trực tiếp báo cáo công việc với Hạ Tưởng, không hợp quy củ, nhưng ngoài quy củ, tự có dụng ý điện thoại rất ngắn gọn, chỉ ba câu. Lãnh đạo, một là hành động xuất kích cú đấm mạnh lần này đã bắn phát súng đầu tiên. Hai là mỏ than An Đạt phát hiện vũ khí tự chế số lượng lớn, bao gồm súng ống tự chế với lực sát thương lớn. Ba là vệ sĩ tư nhân mỏ than An Đạt xuất hiện quy mô hóa, xu thế vũ trang hóa. Hơn nữa trong đám vệ sĩ tư nhân, có quân nhân chuyên nghiệp, cũng có tội phạm truy nã trốn sự truy bắt bộ công an. Hạ Tưởng cũng không phát biểu ý kiến, chỉ là, một tiếng. Tôi biết rồi. Theo sau lại nhận được điện thoại của Nga Na Trần và Tiêu Ngũ. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Lãnh đạo, địch quốc công bây giờ đã chuyển giao cho an ninh quốc gia của tỉnh Tây rồi. Hồ sơ địch quốc công, cũng chuyển đến Tấn Dương, tất cả đều đã bố trí ổn thỏa. Hạ Tưởng không nói một lời nghe hết báo cáo tình hình, nhẹ nhàng gật đầu, đợi khi hắn dập điện thoại xuống, chiếc di động khác cũng vang lên, thật là bận rộn, nghĩ tới muốn hưởng thụ thế giới hai người cũng không được, nhưng không nhận cũng không được, điện thoại reo chuông là di động trọng yếu rất riêng tư, Hạ Tưởng với tay nhận điện thoại. Chủ tịch tỉnh Hạ, làm phiền ngài thật ngại quá, chủ yếu cũng là sự tình khẩn cấp. Có một tình hình cần báo cáo với ngài một tiếng. Trong điện thoại truyền đến giọng điệu khách khí, chính là Phó Tiên Phong. Kế hoạch của Trần Diễm, Hồ Cá Tính ở tỉnh Tây tiến hành thuận lợi, tuy cũng có mấy nhà không đánh hạ được, nhưng trên cơ bản đạt được mục tiêu mong muốn, phương hướng chỉ đạo bước tiếp theo, xin Chủ tịch Hạ chỉ thị. Phó Tiên Phong bỗng chốc biến thành khách khí, khiến Hạ Tưởng có chút khó mà thích ứng được, hắn cười ha ha. Anh Phó khách khí rồi. Tôi sẽ để sau khi Lý Thấm tiếp xúc với Hồ Cá Tính một chút xác định rõ cái nhìn đại cục, thống nhất lại hành động. Được được. Phó Tiên Phong nói liên tiếp, hiển nhiên tâm tình không tồi. Tiên Tiên sắp đến Tấn Dương rồi, ngài có việc gì, cũng có thể trực tiếp chỉ bảo cô ta đi làm, đúng rồi, nghe nói nhà họ Quý muốn nhúng tay vào ngành điện lực. Thật ra là chuyện tốt, tôi sẽ cân nhắc sau, có chỗ cần phối hợp, nhà họ Phó sẽ không chối từ. Hạ Tưởng mỉm cười. Vậy cảm tạ anh Phó trước rồi. Không cần khách khí, bước tiếp theo của đại kế, Chủ tịch Hạ, dựa vào ngài sắp xếp toàn cục làm chủ. Phó Tiên Phong lại biểu hiện thái độ kiên định lần nữa, nhà họ Phó sẽ đi theo lập trường của Hạ Tưởng. Dập điện thoại, Hạ Tưởng nghe thấy trong phòng đã không còn ân thanh rồi, hắn biết Tào Thù Lê mệt dã rời rồi, vừa về đã ngủ gật, liền nhẹ nhàng mở cửa phòng, định thưởng thức một chút dáng điệu ngây thơ mệt dã rời của Tào Thù Lê, không ngờ vừa mới mở cửa. Bị một người đẩy xuống giường rồi, chính là Tào Thù Lê đang mặc áo ngủ lụa mỏng. Em cố không ngủ, chính là muốn dọa anh một chút. Hạ Tưởng quả thật bị dọa rồi, hắn vừa chờ người liền đảo khách thành chủ, nắm quyền chủ động. Dọa anh không sao, nhưng em sẽ phải trả giá đau đớn thê thảm đó. Về phần Tào Thù Lê rốt cuộc trả giá đau đớn thê thảm thế nào, người ngoài cũng không biết, nhưng cái giá đau đớn thê thảm mà Giang Cương phải trả. Trong một đêm truyền đi người người đều biết. Mỏ than An Đạt của Giang Cương bị đợt sóng xung kích truyền đến của hành động xuất kích cú đấm mạnh đầu tiên,
độ mạnh cực lớn, khiến người khiếp sợ. Không những bắt toàn bộ vệ sĩ tư nhân mỏ than An Đạt, lại còn từ trong vệ sĩ tư nhân phát hiện không ít tội phạm bị truy nã, sự tình thật sự náo nhiệt lớn rồi. Tội phạm bị Bộ Công an truy nã được mỏ than An Đạt chứa chấp, hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều so với tự tàng trữ súng ống đạn dược. Sau khi tin tức lan truyền, cả Tấn Dương, không, nên nói tất cả ông chủ mỏ than tỉnh Tây đều thất kinh. Tất cả mọi người đều kinh hồn bạt vía, hiểu rõ chỗ ánh kiếm của hành động cú đấm mạnh này, là muốn trị tận gốc hiện trạng ngày càng lan tràn vệ sĩ tư nhân của các ông chủ mỏ tỉnh Tây. Chủ tịch tỉnh Hạ, thật muốn động đao động súng rồi. Nhà họ Phó xâm nhập và sự lâu dài với bố cục tỉnh Tây, vượt ra tưởng tượng của rất nhiều người, đến Hạ Tưởng cũng không ý thức được, thủ đoạn nhà họ Phó cấp tiến như thế, sắc bén như thế. Hoặc là Phó bá cử sắp tới lui ra, lại hoặc là ông cụ nhà họ Phó Tạ Thế đối với nhà họ Phó mà nói trong lòng kích động quá lớn. Tóm lại, sự ra tay của nhà họ Phó nhằm vào ngành năng lượng ở tỉnh Tây, vừa nhanh vừa độc, hơn nữa thủ đoạn là dở mọi mạnh khóe trước sau như một. Hạ Tưởng cũng một dạo cho rằng, nhà họ Phó đột phá cục diện hình thành mười mấy năm của tỉnh Tây, chưa đến thời gian nửa năm đừng mong làm được gì, nhưng khiến Hạ Tưởng không nghĩ đến là, nhà họ Phó chỉ dùng thời gian không đến một tháng, sơ bộ đã bố trí hoàn thành. Cũng đang xác minh một điểm, mọi chuyện không thể luận theo lý thường. Nếu như bắt tay vào từ chính diện, lại thêm động tác phối hợp phía sau, một chính một phản đến hóa giải cục diện bế tắc tỉnh Tây, đích thực cần thời gian nửa năm. Nhưng nếu mượn lực lượng chính trị hùng mạnh, lấy thủ đoạn dở mọi mánh khóe thúc đẩy, mặc kệ gã 3721, chỉ để ý lợi ích đầu tiên, không cần biết quy tắc. Thành công nhà họ Phó đã chứng minh một điểm, có khi vô lại đến một cảnh giới nhất định, cũng là một trong những bùa phép không thể hơn được. Nhà họ Phó sau lưng làm ra sự việc gì, lại áp dụng thủ đoạn sáng tối không rõ gì, Hạ Tưởng không quan tâm, cũng không muốn biết, hắn chỉ cười bất đắc dĩ, kỳ thực nhà họ Phó áp dụng các loại thủ pháp, hắn không phải không thể, kỳ thực là hắn không mặt dày tâm đen đến cảnh giới như thế, hơn nữa cũng không phù hợp nguyên tắc làm người của hắn. Hạ Tưởng còn bằng lòng lấy âm mưu cầu thắng lợi, không quá dễ dàng lấy âm mưu đắc thủ. 10 doanh nghiệp xếp danh đầu tiên tỉnh Tây, trừ mỏ than An Đạt ra, 9 nhà còn lại có 5 nhà nhận điều kiện của nhà họ Phó, bằng lòng chuyển nhượng toàn bộ quyền cổ phần. Đương nhiên, nhà họ Phó ra giá tiền tuy không cao, nhưng cũng không quá thấp, giá cả ăn khớp với thị trường, cũng chứng tỏ một mặt thành ý của nhà họ Phó. Trọng điểm không nằm ở nhà họ Phó có phải trả tiền thu mua cổ phần hay không, mà ở hành động nhà họ Phó gia nhập ngành năng lượng tỉnh Tây, mở cánh cửa lớn đã đóng chặt ngành năng lượng tỉnh Tây, khiến bố cục ngành năng lượng tỉnh Tây đã thay đổi lớn. Nhà họ Phó lại không có cổ phần khống chế ở bất kỳ mỏ than nào, nhưng nhà họ Phó trong xếp danh 10 mỏ than, có một vị trí nhỏ nhoi trong cùng 6 nhà, có quyền phát biểu, lực ảnh hưởng như thế, không ai sánh bằng. Lại còn trong lòng mọi người đều biết rõ, nhà họ Phó tham gia cổ phần sợ rằng chỉ là bước thứ nhất, bước thứ hai, cổ phần khống chế mới là dã tâm thật sự của nhà họ Phó. Nếu như nói toàn bộ doanh nghiệp than đá tỉnh Tây là một ngọn núi băng cao không thể với tới, sự gia nhập của nhà họ Phó là mở ra một khe thông trên núi băng, tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại nối thẳng bên trong núi băng, toàn bộ núi băng vỡ ra, vấn đề chỉ là thời gian. Dưới sự so sánh đó, cuộc hành động trọng quyền xuất kích của Công an thành phố Tấn Dương chính là một hành động phá núi dứt khoát hẳn hoi. Trong một đêm, thế lực vệ sĩ tư nhân của mỏ than An Đạt khổ tâm kinh doanh gần 10 năm, toàn bộ bị phá hủy. Vừa bắt đầu, sau khi lực lượng Cục Công an thành phố bắt đầu điều động, mỏ than An Đạt gặp phải ngăn cản quy mô nhỏ, hơn nữa cảnh sát sức chiến đấu tan ra, không dám xung phong nhiều năm tạo thành thói quen nhất thời khó có thể thay đổi. Lại thêm trong cảnh sát cũng có không thiếu xưng kẻ huynh đệ với vệ sĩ tư nhân, kết quả đợt sóng hành động thứ nhất, không ngờ thất bại mà chấm dứt. Cửu Đường lúc đó tức giận, không để ý thân phận ủy viên thường vụ thành ủy, nhân vật số 1 Cục Công an thành phố, một ngựa xông lên phía trước. Vào thời gian nửa đêm, đích thân ra trận phát động xung phong lần hai. Nhân vật số 1 Cục Công an thành phố ra tay xung phong, ai dám chậm nửa bước. Chẳng may Cửu Đường sơ suất, mất đi là toàn bộ người Cục Công an, thế là toàn bộ xông lên, cuối cùng bắt được tất cả vệ sĩ tư nhân của mỏ than An Đạt. Nhưng cuối cùng còn phát hiện, Cục trưởng Cửu Đường đã bị thương, cánh tay bị thương một vết dài, bị thương khi nào, ai làm bị thương, đã không thể nào kiểm tra được, nhưng làm hại đến Cục trưởng Cục Công an thành phố, ủy viên thường vụ thành ủy, thì tình thế nghiêm trọng hơn rồi.
vệ sĩ tư nhân đã bị bắt toàn bộ bị đưa tới cục công an thành phố, thẩm tra suốt đêm. Không thẩm tra chẳng sao, vừa thẩm tra vừa lo sợ, trong đám vệ sĩ tư nhân, không những có tội phạm bỏ trốn mà cục công an truy tìm, còn có rất nhiều những tên ở tầng lớp xã hội thấp thân mang nhiều mệnh án. Chính là nói, vàng thau lẫn lộn, hay cho một đám lộn xộn. Cửu Đường đập bàn, yêu cầu cục công an thành phố từ trên xuống dưới, dựa vào sự kiện mỏ than An Đạt mà làm điểm đột phá, liên tiếp toàn thành phố kiểm tra tất cả vệ sĩ tư nhân, cần phải cam đoan không thể để việc vệ sĩ tư nhân trở thành chỗ cất giấu, càng không thể để chủ mỏ lấy danh nghĩa vệ sĩ tư nhân để thu nhận giúp đỡ tội phạm bỏ trốn, nhân tố tạo ra xã hội bất an. Giang Cương vội đến khi chiến đấu đang kịch liệt, còn chưa giải thích mấy câu, liền bị lịch sự mời về cục công an thành phố phối hợp làm việc. Giang Cương lần hai vào bộ, so với sự tự tin trong lần đầu tiên vào bộ, trong lòng đã chìm đến mức thấp nhất. Ban đầu có ý nghĩ cho rằng giữa mạng lưới điện địa phương tỉnh Tây và mạng lưới quốc gia có chuyện xung đột khiến Hạ Tưởng sứt đầu mẻ chán, đã khiến gã không dậy nổi hy vọng của tương lai. Không giống đối xử trọng đãi như lần trước là, lần này bị mời về cục, gã bị đưa trực tiếp vào phòng thẩm vấn, lại còn bị bỏ lại hơn một giờ không ai thèm để ý, khiến Đường Đường nhà giàu nhất tỉnh Tây cũng nhấm nháp vị chuyên chính. Càng khiến cho Giang Cương nôn nóng bất an là, chờ gã nghe thấy Trần Diễm đang đưa người nhà họ Phó liên tiếp đến nhà các chủ mỏ than lực lượng hùng hậu ở Tấn Dương, gã dường như phát rồ, đến trước mặt Trần Diễm, đánh Trần Diễm hai cái bạt tai, sau đó đạp Trần Diễm một đạp ngã xuống đất không thể dậy được, giải trừ mối hận trong lòng. Dù sao cũng chỉ là gã nghĩ trong lòng mà thôi, gã vốn dĩ không có cách nào ra khỏi phòng thẩm vấn, càng không thể bước ra khỏi cổng lớn của cục công an một bước. Giang Cương mới biết, Trần Diễm tuyệt đối là tâm địa rắn rết, hoàn toàn không thể tin tưởng. Đợi sau khi gã thoát ra khỏi, gã nhất định sẽ khiến Trần Diễm trả gấp bội, khiến Trần Diễm nhấm nháp hương vị sống không bằng chết. Nhưng lúc này, phải qua được cửa ải trước mắt đã rồi tính sau, Giang Cương người không thể tự ý ra vào, nhưng quyền gọi điện thoại vẫn còn, trực tiếp gọi điện cho Vương Hướng Tiền. Vương Hướng Tiền sau khi nhận điện thoại, sửng sốt hồi lâu, mới thốt ra ba từ. Tôi biết rồi. Từng câu từng chữ, gần như nghiến răng nghiến lợi. Khi trời sáng, tin tức liên quan tới mỏ than An Đạt đã truyền tới khắp hang cùng ngõ hẻm Tấn Dương rồi. Cùng với tin tức mỏ than An Đạt bởi vì sự kiện vệ sĩ tư nhân mà bị cục công an trọng quyền xuất kích, đồng thời truyền ra ngoài còn có mấy doanh nghiệp than tỉnh Tây bởi vì có sự đầu tư từ bên ngoài đến ùn ùn mà cổ phiếu tăng mạnh. Phàm là doanh nghiệp có cổ phiếu tăng cao, tất cả là doanh nghiệp than lén lút đạt thành hiệp nghị với hồ cá tính. Mà mấy doanh nghiệp than vẫn ngoan cường chống cự như cũ, cổ phiếu đồng thời hạ giá, thảm nhất là mỏ than An Đạt. Vốn dĩ giá trị đã ngâm trong nước hơn một nửa rồi, trong sự kiện phong thanh bùng phát lần này một lần nữa chịu tác động đến, cổ phiếu vừa lên giao dịch đã hạ giá. Sau khi đi đến cuối con đường, thời gian giữa trưa, mỏ than An Đạt vì tin tức sự kiện vệ sĩ tư nhân bị xét xử lần nữa, cũng không biết bị ai có tâm mà vô ý để lộ trên mạng. Chuyển đến thị trường chứng khoán, trực tiếp dẫn đến mỏ than An Đạt dừng hoạt động. Hơn nữa Giang Cương bị lưu lại cục công an không được tự do, mỏ than An Đạt loạn thành một đoàn. Từ khi thành lập tới nay, mỏ than An Đạt lần đầu tiên đối mặt với thử thách sinh tử tồn vong ác liệt. Mà sự kiện vệ sĩ tư nhân mỏ than An Đạt dẫn phát rung chuyển, buổi trưa cùng ngày, Tấn Dương dường như tất cả ông chủ mỏ than đều bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ vệ sĩ tư nhân, kiểm tra đủ thứ người. Không cần biết là lưu manh hay là quân nhân chuyên nghiệp, chỉ cần có ghi chép bất lương, đồng loạt tẩy sạch. Không tẩy sạch không được, lưu lại trong đội ngũ, tương đương là lưu lại họa ngầm chí mạng, ai biết cục công an thành phố sẽ lại bắt chước làm theo hay không, lại dựa vào vấn đề vệ sĩ tư nhân hạ bệ một ông chủ mỏ. Các ông chủ mỏ than lo lắng không phải không thừa. Vào buổi tối, Giang Cương mới vội vàng bước ra khỏi cửa chính cục công an, sau khi ngồi lên chiếc Audi. Biến mất trong màn đêm mờ mịt. Đứng sau cửa sổ lầu 3, sau khi nhìn thấy xe Giang Cương hoàn toàn biến mất, Cửu Đường mới cầm điện thoại gọi cho Trương Bình Thiếu báo cáo tình hình. Trần Hạo tự gọi điện nói thay cho Giang Cương, cục đành phải thả người. Trương Bình Thiếu nghe xong, trầm mặc một lúc. Thả thì thả rồi, cũng không dự định bắt Giang Cương. Tuy nhiên không phải Kim Nặc gọi điện, mà lại là Trần Hạo gọi đến, rất kỳ lạ. Kim Nặc là thư ký của Vương Hướng Tiền. Nếu như Kim Nặc gọi điện đến thì còn dễ nói, bày tỏ rõ ràng Vương Hướng Tiền gia nhập chuyện này. Nhưng lại là Trần Hạo gọi điện đến, khiến người càng khó hiểu. Thư ký là người phát ngôn thay cho lãnh đạo,
Trần Hạo quan tâm sự kiện Giang Cương, lẽ nào là Lôi Chỉ Học có ý thả Giang Cương hay không? Tâm tư Trương Bình Thiếu trầm mặc nặng đi mấy phần. Hai ngày sau, hành động trọng quyền xuất kích của Cục Công an tiếp tục tiến hành mạnh mẽ, trước sau lại có vệ sĩ tư nhân của mấy doanh nghiệp than bị điều tra ra vấn đề, sự kiện vệ sĩ tư nhân Tấn Dương tiếp tục lên men. Khí hậu hình thành tại Tấn Dương hơn nữa ước định mà thành hiện tượng vệ sĩ tư nhân, lần đầu tiên bay đến độ cao chính trị. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt, lẽ nào Cục Công an luôn chỉ nhìn một con mắt đối với vệ sĩ tư nhân, muốn hạ vài vệ sĩ tư nhân khai đao. Ai không biết Cục Công an là ô dù lớn nhất của vệ sĩ tư nhân, ai không biết vấn đề vệ sĩ tư nhân xem ra là việc không lớn, kỳ thực việc liên quan đến căn nguyên kết cấu quan thương của cả tỉnh Tây, động vào vệ sĩ tư nhân, thì tương đương hoàn toàn động vào điểm mấu chốt của vấn đề kết cấu quan thương. Muốn lật ván bài rồi. Mặc kệ là thành ủy hay là tỉnh ủy, đại bộ phận người đều đối với tương lai của hành động trọng quyền xuất kích của Cục Công an lại không coi trọng, động vào một mỏ than An Đạt không cần lo, thật muốn động vào tất cả vệ sĩ tư nhân, không nói là kinh động vào cửa ải lợi ích của một số nhân vật phía sau lưng, đến bản thân không ít nhân vật trung tầng của Cục Công an là người khởi xướng vệ sĩ tư nhân. Nếu sự tình đào sâu, Cục Công an trừ phi thêm một lần đổi máu, nếu không, cửu đường bị tiếng nói phản đối bao phủ của nội bộ Cục Công an thành phố. Nên nói, một vài người sở liệu không tồi, khi hành động trọng quyền xuất kích tiếp tục thúc đẩy, gặp phải đợt sóng bắn ngược lại mãnh liệt đầu tiên trong nội bộ Cục Công an. Nhưng càng khiến người ta không nghĩ đến là, hành động trọng quyền xuất kích đích thực tiếp tục xâm nhập, chỉ có điều, chuyển sang phương pháp khác, hơn nữa, lực lượng tiếp tục thâm nhập không dựa vào Bộ Công an làm chủ, mà là một lực lượng khủng bố thần bí khác. Càng khiến cho người không thể kịp đề phòng là, vốn dĩ Lôi Chỉ Học vẫn luôn không quan tâm thờ ơ với sự vụ nội bộ tỉnh Tây, đột nhiên hướng gió thay đổi, không những bắt đầu nhúng tay vào sự vụ nội bộ tỉnh Tây, mà còn gia tăng hứng thú các loại chuyện ở tỉnh Tây, nhất là vấn đề giữa mạng lưới điện quốc gia và điện địa nhiệt tỉnh Tây. Tỉnh Tây, phần lịch sử đấu tranh rối loạn nhất, sắp đến rồi. Tình thế Lôi Chỉ Học thay đổi tình thế, sự việc xảy ra là có nguyên nhân. Nguyên do, còn nằm trên người Trần Hạo. Lần trước Lôi Chỉ Học cùng Hạ Tưởng thảo luận bí mật, nội dung thảo luận bí mật người ngoài không thể hiểu hết, nhưng chuyện bàn bạc bí mật, lại là do từ miệng Trần Hạo truyền tới tai Vương Hướng Tiền, bởi vậy, liền dẫn tới việc Vương Hướng Tiền hoài nghi Lôi Chỉ Học thay đổi lập trường. Sự thật chứng minh, giác ngộ chính trị của Vương Hướng Tiền tương roi huyền 69 cao. Sau khi y thông qua một loạt thủ đoạn kéo Trần Hạo xuống nước, hơn nữa y và Trần Hạo vốn dĩ còn có quan hệ thân thiết, dưới sự cố ý thúc đẩy, mối quan hệ giữa y và Trần Hạo ngày càng hợp nhau tới mức không có gì không thể nói. Vương Hướng Tiền vô tình cố ý ra hiệu ngầm, lực chú ý của Trần Hạo liền rơi vào việc giữa Lôi Chỉ Học và Hạ Tưởng rốt cuộc đã đạt đến cùng chung nhận thức gì. Là thư ký được Lôi Chỉ Học từ Bắc Kinh đưa đến, Trần Hạo rất được Lôi Chỉ Học tín nhiệm. Gã muốn làm rõ sự thay đổi của lập trường chính trị Lôi Chỉ Học cũng không phải việc khó. Từ tin tức Lôi Chỉ Học cố tình vô ý để lộ trong cuộc nói chuyện, hơn nữa Lôi Chỉ Học cùng phía Bắc Kinh mấy lần trò chuyện, cùng với việc Lôi Chỉ Học cố ý tránh xung đột với Hạ Tưởng trong an bài công việc, đủ các phương diện, Trần Hạo có được một kết luận làm người ta khiếp sợ Lôi Chỉ Học và Hạ Tưởng đã đạt thành thỏa hiệp nào đó. Lôi Chỉ Học sẽ buông tay quyền khống chế các hạng mục sự vụ ở tỉnh Tây, để đổi lấy sự ủng hộ của Hạ Tưởng ở một phương diện nào đó đối với y. Một phương diện nào đó nếu không bất ngờ thì khẳng định là chỉ sự việc vào bộ. Trần Hạo đã đem tất cả chuyện gã biết được, nói cho Vương Hướng Tiền. Vương Hướng Tiền nghe xong, cũng không kinh ngạc, sự thật và phỏng đoán của y không khác cho lắm, y chẳng qua là muốn nhận được căn cứ xác thực từ Trần Hạo. Vương Hướng Tiền quyết định dùng thủ đoạn để chống lại. Trong lúc đó xảy ra xung đột giữa xử lý điện ở tỉnh Tây và mạng lưới điện quốc gia, trong lòng y vốn dĩ muốn kéo dài được một ngày hay một ngày, nhưng rõ ràng là sau đó lập trường của Lôi Học chỉ thay đổi, y lập tức thay đổi sách lược, trở nên tích cực chủ động hơn, từ trước đến nay âm thầm kết nối với phía Bắc Kinh thậm chí còn ngấm ngầm nối thẳng với bàn tay khổng lồ của mạng lưới điện quốc gia. Vương Hướng Tiền chỉ là phó chủ tịch thường trực tỉnh, trước khi y quyết định bất cứ cái gì, trước tiên sẽ cùng Hạ Tưởng kết hợp. Sau đó Lôi Chỉ Học sẽ báo cáo đợi chỉ thị tiến thêm một bước nữa của tỉnh ủy, mà không phải trực tiếp cùng Trung ương kết nối. Bản thân là phó chủ tịch thường trực tỉnh trực tiếp cùng với Trung ương đàm phán, còn cần chủ tịch tỉnh và bí thư tỉnh ủy làm gì? Hành động này Vương Hướng Tiền quả là quá vượt mặt. Tuy nhiên Vương Hướng Tiền lại cho rằng,
y tình nguyện cam chịu phiêu lưu chính trị lách qua Hạ Tưởng và Lôi Trị Học, trực tiếp kết nối với Bắc Kinh, là một nước cờ hiểm nhưng rất cao minh. Vài ngày sau, sách lược của Vương Hướng Tiền có hiệu quả, bên Bắc Kinh đã hướng về phía tỉnh Tây mà tạo áp lực, chính xác mà nói, là tạo áp lực với Lôi Trị Học. Có người rất có ý kiến với cách án binh bất động của Lôi Trị Học, đích thân gọi điện thoại cảnh báo Lôi Trị Học, đừng để tỉnh Tây thay đổi thời tiết. Nếu chỉ là một lời cảnh báo thì còn kệ đi, nhưng người bên Bắc Kinh gọi điện thoại đến có thân phận đặc biệt, hơn nữa ý ngoài lời là nhắc nhở Lôi Trị Học, ngụ ý là nhắc nhở Lôi Trị Học, án binh bất động chẳng những không thể hiện được phong cách cao của một bí thư tỉnh ủy không nhúng tay sự vụ hành chính, ngược lại khiến hào quang của bí thư tỉnh ủy bị chủ tịch tỉnh che lấp, là biểu hiện không có năng lực. Không có năng lực, chướng ngại vật lớn nhất để vào bộ, sẽ bị đối thủ mượn có công kích. Và lại, bàn tay khổng lồ phía sau mạng lưới điện quốc gia cũng chuyển lời đến Lôi Trị Học, nếu giữa địa điện tỉnh Tây và mạng lưới điện quốc gia xảy ra mâu thuẫn xung đột không thể dùng lời nói để giải quyết thuận lợi, thì sẽ có ảnh hưởng lớn đối với việc vào bộ của Lôi Trị Học. Cái gọi là ảnh hưởng lớn, đương nhiên là ám chỉ đến bàn tay khổng lồ mạng lưới điện sẽ bỏ phiếu chống đối với việc Lôi Trị Học vào bộ. Tính phức tạp chính trị trong nước rất nhiều người không thể tưởng tượng được, người lãnh đạo quốc gia tiền nhiệm lui xuống. Đối với đại sự quốc gia đều có quyền bỏ phiếu, nhất là việc lớn vào bộ càng có quyền phát ngôn nặng ký.